La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia tốt. Sau đó, hai người tắt điện thoại. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến ở giữa, lẫn nhau đều có tầng kia tình cảm tại. Nhưng hai người đều khắc chế. Mà lại, La Quân cũng làm không được xa lánh Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến là vì chính mình mới lưu tại Yến Kinh. Nàng cũng không có yêu cầu cái gì, nàng chỉ là muốn dạng này quân tử chi giao đạm như thủy, nàng chỉ là muốn dựa vào nàng bối cảnh, có thể ở lúc mấu chốt có thể giúp đỡ chính mình. Nếu là lúc trước, La Quân sẽ còn qua khắc chế đối Lâm Thiến Thiến cảm tình. Nhưng là kể từ cùng Lăng Tiền Bối một phen trò chuyện về sau, La Quân quyết định không muốn như vậy kiềm chế chính mình. Không phải người bình thường, không có đi người bình thường lấy vợ sinh con đường. Cái kia cũng không cần một mực dùng người bình thường tâm cảnh để ước thúc chính mình. Thuận tự nhiên đi. Tâm ý thống khoái, tu vi đại thành, mới có thể đỉnh thiên lập địa giữa thiên địa. Theo Lâm Thiến Thiến thông xong điện thoại về sau, La Quân quyết định muốn trước đi mua lễ vật. Cho Linh Nhi, Lâm Thiến Thiến, Trầm Mặc Nùng đều mang một phần lễ vật trở về. Bất quá mua cái gì vẫn là cái nan đề. Cho Trầm Mặc Nùng mua cái gì? Mỹ phẩm dưỡng da chơi là không cần cân nhắc. Búp bê. Hắn nghĩ đến đây đều cảm thấy có chút thiếu ăn đòn, Trầm Mặc Nùng ôm búp bê là cái gì tràng cảnh. Hình ảnh kia đẹp không dám tưởng tượng a. Thì mua lễ vật chuyện này, La Quân ý nghĩ đau vô cùng. Hắn cảm thấy cho Linh Nhi mua lễ vật còn tốt, Linh Nhi đối búp bê hẳn là không ghét. Đừng nhìn nàng xưa nay vô cùng băng lãnh, nhưng bên trong lòng vẫn là tinh khiết vô cùng, ở một cái tiểu cô nương. Cũng phải cấp Early mua cái lễ vật. La Quân cảm thấy khó làm, hắn về sau dứt khoát lái xe ra ngoài, vừa nhìn một bên mua. Lại đồng thời cho La Quân gọi điện thoại, nói vé máy bay đã đặt trước tốt, là 8 giờ tối. Cứ như vậy, thời gian còn rất sung túc. La Quân một mực mua đến 5 giờ chiều mới trở về. Một lần trời nắng nhà trọ, Lãnh Vũ Tình thì khí thế hung hung tới, cô nàng này xoắn suýt một ngày, lúc này lấy hết dũng khí, đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi, ta ngủ thật ngáy ngủ sao? La Quân rất nghiêm túc nhìn lấy Lãnh Vũ Tình, nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, bất quá ta có cái biện pháp có thể chỉ ngươi khò khè. Lãnh Vũ Tình vội vàng vội vã cuống cuồng hỏi, biện pháp gì? La Quân cười ha ha, nói ra, cùng ta hôn môi là có thể trị khò khè, Tình sư tỷ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lãnh Vũ Tình nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, sau đó lại hung ác nói, ngươi đang đùa ta đúng hay không? La Quân cười hắc hắc. Đột nhiên biến ma pháp giống như xuất ra một vật, nói ra, cái này tặng cho ngươi. Cái kia lại là một cái rất lợi hại thần kỳ năm màu đèn. Có thể tại hắc ám trong phòng hình chiếu ra tinh không, hải dương các loại. Hơn nữa còn có nhạc kèm. La Quân phát hiện thứ này lúc rất là hoan hỉ, thế là một hơi mua 10 cái. Lúc này gặp Lãnh Vũ Tình có chút tức giận dấu hiệu, lập tức lấy ra nịnh nọt. Lãnh Vũ Tình không khỏi nghi ngờ nói, đây là vật gì? La Quân nói ra, người cầm tới trong phòng qua, đóng lại màn cửa thử nhìn một chút. Lãnh Vũ Tình liền được bảo bối giống như, lập tức trở về phòng. La Quân lại qua tìm Lạc Ninh. Lạc Ninh một mực trong phòng, La Quân gõ cửa, nàng liền nói tiến đến. La Quân đẩy cửa vào, liền trông thấy Lạc Ninh ngồi xếp bằng, đang luyện công. Bất quá lúc này Lạc Ninh đình chỉ luyện công, nàng nhìn về phía La Quân, nói, có việc. La Quân trong tay cầm thần kỳ đèn. Hắn vốn là muốn đưa cho Lạc Ninh một cái. Nhưng lúc này lại có chút xấu hổ, cảm thấy tựa hồ đưa Lạc Ninh vật này có chút ấu trĩ. Nhưng La Quân cũng không thể đẩy cửa ra về sau còn nói không có việc gì. Cái kia Lạc Ninh sẽ cảm thấy hắn là người bị bệnh thần kinh. Ách, ta 8 giờ tối nay thì về Yến Kinh, La Quân nói ra. Thuận buồm xuôi gió, Lạc Ninh rất lợi hại gọn gàng mà linh hoạt nói ra. La Quân xuất ra thần khí đèn, nói ra. Cái này rất thú vị, tặng cho ngươi. Hắn nói xong cũng đem để ở một bên. Cảm ơn, Lạc Ninh nói ra. La Quân cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn ngay sau đó nói ra, vậy ngươi mau lên. Sau đó, hắn lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn cảm thấy làm sao theo Lạc Ninh nói chuyện phiếm cứ như vậy khó chịu đâu. Sau đó, La Quân trở lại gian phòng của mình. Hắn đem lễ vật chỉnh lý tốt, đi theo sau hướng lên trời đều sư tôn chào từ biệt. Thiên Đô sư tôn lại là không quá quản La Quân những chuyện này, chỉ nói mình an bài tốt việc của mình, gặp nạn để có thể tìm hắn Hỏa Lâm Băng đại sư tỷ. Cáo biệt Thiên Đô sư tôn, La Quân cố ý cầm cái thần kỳ đèn gặp Lai. Lai thu đến La Quân lễ vật rất là vui vẻ,
nhiệt tình cho La Quân đưa cái trước môi thơm. Nước Mỹ cô nàng chính là như vậy nhiệt tình nóng bỏng. Sau đó, La Quân chuẩn bị một chút một phen, mang vé máy bay liền để Lãnh Vũ Tình lái xe đưa hắn qua phi trường. Rời đi trời nắng nhà trọ thời điểm, La Quân nhìn nhiều. Hắn không biết Lạc Ninh lúc nào sẽ qua địa ngục chi môn, lại là thế nào qua địa ngục chi môn. Hắn không biết lúc nào còn hội gặp lại Lạc Ninh, không biết lần này là ngắn ngủi phân biệt vẫn là sẽ như thế nào. Vận mệnh an bài, người nào còn nói thanh đâu. Nhưng Lạc Ninh một mực chưa hề đi ra đưa tiễn La Quân. La Quân mang theo một tia tiếc nuối rời đi. Hắn không biết Lạc Ninh một mực đang màn cửa đằng sau đưa mắt nhìn. Lạc Ninh tuy nhiên cảm tạ La Quân xuất hiện, nhưng nàng không muốn cùng La Quân sinh ra quá nhiều gút mắc, cứ như vậy, nhàn nhạt cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đây là đối hai người đều sự tình tốt. 8 giờ tối, từ Los Angeles bay hướng Yến Kinh chuyến bay cất cánh. La Quân đạp vào con đường trở về đất nước. Đến Yến Kinh lúc, Yến Kinh thời gian biểu hiện là 5 giờ chiều. Đây là Yến Kinh cùng Los Angeles chênh lệch bố trí. Lúc này cũng đã là trung tuần tháng 2. Los Angeles ánh sáng mặt trời là long lanh, tới Yến Kinh về sau, khí trời lại là mưa rầm phi phi. 5 giờ chiều khí trời theo sắp trời tối một dạng. La Quân trước lấy sĩ về tư đồ công quán. Đến tư đồ công quán lúc là 6 giờ. Tư đồ lão gia tử vẫn là như cũ, hắn nhìn thấy La Quân sau khi trở về, tinh thần quắc thước không ít. Cười tủm tỉm nói, La Quân, trở về nha. La Quân liền hô, ra ra. Tư đồ lão gia tử chào hỏi La Quân tại ngồi xuống bên người, lại phân phó Ngô quản gia nhanh đi chuẩn bị bữa tối. Sau đó, tư đồ lão gia tử có chút ít trách cứ nói ra, làm sao trở về trước đó không trước lên tiếng kêu gọi, ta còn phái người đi tiếp ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ra ra, không cần phiền toái như vậy. Ta là về nhà mình, cũng không phải khách nhân nào. Tư đồ lão gia tử nói ra, chuyến này vẫn thuận lợi chứ. La Quân gật đầu. Nói ra, rất lợi hại thuận lợi. Tư đồ lão gia tử liền cũng không hỏi thêm nữa, hắn thực cũng không muốn cầm quá nhiều tâm tư. Nói ra, Linh Nhi cho Ơ Ly mời dạy kèm, dạy nàng chữ Hán. Bây giờ đang ở lầu 2 trong lầu các, người qua nhìn một chút các nàng đi. La Quân cũng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp Linh Nhi, liền nói ra, vâng, ra ra. La Quân rất nhanh liền đi vào lầu 2 trong lầu các. Cái này tư đồ công quán là mang một điểm phục thức lâu lối kiến trúc, trong lầu các rộng rãi vô cùng. La Quân tiến lầu các, trông thấy bên trong tình huống lúc giật mình. Bởi vì cái này trong lầu các đã bị cải tiến thành nhi đồng nhạc viên, còn có một chương đồng giường. La Quân không khỏi cảm động, đây nhất định đều là Linh Nhi vì Ơ Ly làm ra. Mà Linh Nhi đối Ơ Ly là không có cảm tình, nàng sở dĩ làm nhiều như vậy, cũng đều là bởi vì đây là chính mình bàn giao. Lúc này, tư đồ Linh Nhi thân mang màu trắng áo khoác nhỏ, màu đen cao bồi, tóc hất lên, nhìn giống như trong đêm yên tĩnh nữ thần. Ơ Ly làm theo ăn mặc xinh đẹp tiểu hồng áo, bên cạnh có một tên nữ đại học sinh đang dạy Ơ Ly nhận biết chữ Hán. La Quân vừa tiến đến, tư đồ Linh Nhi cùng Ơ Ly thì ngẩng đầu. Thúc thúc, Ơ Ly lập tức vui sướng hô một tiếng. Tư đồ Linh Nhi trong mắt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy hoan hỉ, bất quá tại cái kia nữ đại học sinh ngô đẹp đẽ xem ra. Tư đồ Linh Nhi vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Ngô đẹp đẽ cảm thấy La Quân rất là xuất khí cùng có hình, trong nội tâm nàng đang suy đoán La Quân đến là ai, tại sao có thể xuất nhập nơi này. La Quân đi vào Ơ Ly trước mặt, hắn xoa xoa Ơ Ly đầu, dùng tiếng Anh hỏi, đã quen thuộc chưa? Ơ Ly gật gật đầu, nói ra, nơi này rất tốt. Linh Nhi A Di cũng đối với ta rất tốt, còn có Quyên Quyên tỷ tỷ cũng rất tốt. Nàng là dùng tiếng Anh nói. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy là tốt rồi. Nữ đại học sinh ngô đẹp đẽ không khỏi hơi kinh ngạc La Quân tiếng Anh chuyện tốt, nam tử này tiếng Anh trôi chảy, theo nói mình tiếng mẹ đẻ một dạng. Nàng trong trường học là sinh viên đại học ưu tú, nhưng nàng cảm thấy mình tiếng Anh cũng không bằng nam tử này. La Quân nơi đó đi sẽ nghĩ tới ngô đẹp đẽ tại muốn những vật này, hắn chuyển hướng ngô đẹp đẽ, dùng tiếng Trung nói ra, ta là La Quân, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ngô đẹp đẽ nói mình tên, nàng lộ ra rất là kính sợ. Dù sao tư đồ công quán nơi này thì tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời quyền uy tín. La Quân nhân tiện nói, ngô đẹp đẽ tiểu thư, Ơ Ly vừa tới Hoa Hạ, hết thảy cũng còn lạ lẫm. Ngươi phải tốn nhiều tâm một số. Ngô đẹp đẽ gật gật đầu, nói ra, ta sẽ, ngài yên tâm đi.
La Quân cười một tiếng, hắn tiếp lấy Song Tư Đồ Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, theo ta đi, có cái gì cho ngươi? Tư Đồ Linh Nhi liền nhu thuận đứng lên. Sau đó, La Quân nắm Tư Đồ Linh Nhi tay suốt các lâu. Bọn họ sau khi đi, Ngô Đẹp Đẽ không khỏi ngây người. Nàng khó có thể tưởng tượng, trên đời này còn có một người nam nhân có thể dắt Tư Đồ Linh Nhi tay. Ngô Đẹp Đẽ cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi là một phàm nhân khó mà tiếp cận nữ thần, trên thế gian cũng không có nam nhân có thể xứng với nàng. Trước kia Tư Đồ Linh Nhi, tuy nhiên tuyệt mỹ, nhưng nàng tính tình là quái gở. Mà bây giờ Tư Đồ Linh Nhi, lại là yên tĩnh, mỹ hảo. Cái này là La Quân mang cho nàng cải biến. Điểm này, Tư Đồ lão gia tử cũng nhìn ở trong mắt. Ngô Đẹp Đẽ không khỏi dùng tiếng Anh hỏi Early, nói ra, vị này là tiên sinh là Linh Nhi tiểu thư người nào. Early liền nói ra, thúc thúc là Linh Nhi A-di trượng phu. Ngô Đẹp Đẽ ngây người. La Quân lôi kéo Tư Đồ Linh Nhi trở lại trong phòng ngủ. Vừa đến trong phòng ngủ, La Quân liền ôm Tư Đồ Linh Nhi vòng eo, ra sức bên trên nàng cặp môi thơm. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có tránh né. Một vòng ra sức về sau, Tư Đồ Linh Nhi tính tình như thế thanh đạm người, cũng là khuôn mặt ửng đỏ. Nhớ ta không? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi bình tĩnh nhìn lấy La Quân, sau đó gật gật đầu. La Quân cười một tiếng, nói tiếp, có dạng đồ, vật tặng cho ngươi. Hắn nói từ trong túi móc ra một cái tiểu châu bảo hạp, châu báu hộp mở ra, bên trong là một đầu chân quý lam sắc mặt dây chuyền. Mỹ lệ phi thường lam sắc mặt dây chuyền. La Quân hỏi, thích không? Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ưa thích. Bất quá nàng nhưng không có làm ra nhiều đại kinh hỉ bộ dáng, cái kia cũng không phải nàng tính cách. La Quân tự nhiên cũng sẽ không xoắn suýt vật này, hắn nói ra, ta đeo lên cho ngươi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt. Thế là, La Quân tự mình cho Tư Đồ Linh Nhi đeo lên lam sắc mặt dây chuyền. La Quân lại qua đem mua đại búp bê lấy ra, nói ra, cái này cũng là cho ngươi. Tư Đồ Linh Nhi ôm lấy búp bê, nàng nói ra, rất tốt. La Quân mỉm cười. Dù sao hắn cũng minh bạch, chính mình là vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi có loại kia đại hỉ đại vui bộ dáng. Nàng đi cũng không phải là cái này lộ tuyến. Về sau, La Quân cũng cho Tư Đồ lão gia tử lễ vật. Đó là một phần tốt nhất mây khói tia. Tư Đồ lão gia tử thỉnh thoảng sẽ quất một chút vân thủy khói, La Quân vừa vặn tại Los Angeles trông thấy, cảm thấy rất là hiếm lạ, thì mang về. Cho Early lễ vật thì là từ Los Angeles bên kia mua, mà lại phía trên dưới rất nhiều trò chơi. Early rất lợi hại là ưa thích. Nếm qua bữa tối về sau, đã là 8 giờ tối. Màn đêm buông xuống, bên ngoài vẫn là mưa. Lúc này, Ngô Đẹp Đẽ cũng muốn trở về. La Quân vừa vặn cũng phải đi ra ngoài một bận, liền nói ra, ta đưa ngươi đi. Ngô Đẹp Đẽ có chút xấu hổ, La Quân lại là mỉm cười, nói ra, bất quá là tiện đường a. Ngô Đẹp Đẽ thấy thế liền cũng không nói thêm lời. Ngay sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng lão gia tử dặn dò một tiếng, sau đó thì mở chiếc kia đi bên kia Cadillac đi ra ngoài. Nửa giờ sau, La Quân đem Ngô Đẹp Đẽ đưa đến Yến Đại bên ngoài. Ngô Đẹp Đẽ cùng La Quân vẫy tay từ biệt. Sau đó, La Quân cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Ta đã tại Yến Kinh, ngươi ở đâu, ta tới gặp ngươi. La Quân nói ra. Bên kia Trầm Mặc Nùng lại là nhịn không được kích động lên. Trầm Mặc Nùng hóa thần cao thủ cấp bậc, luôn luôn đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng là lần này, La Quân điện thoại lại lay động nàng bình tĩnh tâm hồ. Nàng lúc đầu chỉ muốn một hạt tiên đan, mà bây giờ La Quân muốn cho lại là một hạt thiên đan. Nàng làm sao có thể không kích động? Hơn nữa, còn là nhanh như vậy. Nàng vốn cho rằng, ít nhất phải chờ cái 2 năm. Lúc này mới 1 tháng trôi qua, thiên đan đã tới. Trầm Mặc Nùng càng phát giác La Quân cũng là cái phúc tướng. Đến trong nhà của ta đi, ta lập tức về nhà. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, tốt. Hắn lúc này không hề trêu chọc Trầm Mặc Nùng. Chỉ là bởi vì, thiên đan không thể coi thường. Chuyện này, không thể ngả ngớn. Tùy tiện một câu nói, cũng sẽ dễ dàng bị hiểu lầm, bị Trầm Mặc Nùng suy nghĩ nhiều. Thiên đan a. Thiên đan có thể cho kẻ có tiền điên cuồng. Nếu như cầm tới trên chợ đen qua đấu giá, cái này là bảo vật vô giá. Thiên đan không phải có tiền liền có thể mua được. Cũng không phải có tiền liền có thể luyện ra. Thiên đan là nghịch thiên cải mệnh đồ, vật. Nửa giờ sau,
La Quân mở ra Cadillac đến trầm mặc nùng chỗ ở Man City tiểu khu. Nhân viên an ninh kia đối La Quân có ấn tượng, trực tiếp thả La Quân đi vào. Sau đó, La Quân đi vào lầu 3. Hắn sau khi gõ cửa, môn rất nhanh liền mở. Cửa vừa mở ra, La Quân liền trông thấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng ăn mặc màu đỏ áo khoác, cả người khí chất chuẩn bị lộ ra cao quý. Tuy nhiên nàng cực lực áp chế, nhưng La Quân vẫn có thể cảm giác ra nàng hưng phấn. Trầm Mặc Nùng cùng Lạc Ninh khác biệt, Lạc Ninh một mực đang thần vực bên trong, từ nhỏ tiếp xúc đan dược. Cho nên, Lạc Ninh vốn có thiên đan sau có thể rất bình tĩnh. La Quân cũng có thể bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn trời đan không có như vậy bức thiết nhu cầu. Mà thiên đan đối với Trầm Mặc Nùng tới nói, là tuyệt đối mong muốn mà không thể được. Sau khi vào cửa, Trầm Mặc Nùng đóng cửa lại. La Quân cũng không thừa nước đục thả câu, hắn đem hộp gấm lấy ra, tiếp lấy phóng tới trên bàn trà, nói ra, trong này cũng là cửu chuyển kim đan, ngươi xem một chút đi. Trầm Mặc Nùng cũng ngồi tại trước sofa, nàng hô hấp thô trọng. Nàng cầm lấy hộp gấm, mở ra. Trong hộp gấm, viên kia màu đen đan dược yên tĩnh nằm. Trong mơ hồ, có quang mang lưu chuyển, linh khí bốn phía. Dược tính là sẽ không lộ ra ngoài, nhưng là một người linh tính lại là có thể cảm nhận được. Thiên đan linh tính cũng tương tự có thể cảm nhận được. Trầm Mặc Nùng chỉ nhìn một chút liền có thể khẳng định, cái này thật là cửu chuyển kim đan. Ngươi khẳng định muốn cho ta? Trầm Mặc Nùng lần nữa hỏi La Quân. Cái này không nói nhảm sao? La Quân nói ra, chẳng lẽ ta phiêu dương quá hải lừa gạt ngươi chơi? Trầm Mặc Nùng đột nhiên một thanh lại gần, tại La Quân trên trán hôn một chút. Nàng hưng phấn nhìn lên trời đan, nói ra, cảm ơn. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được nàng dưới sự kích động làm gì. La Quân lại là ngốc ngẩn ngơ, mẹ nó, vừa rồi ta là bị Trầm Mặc Nùng cưỡng hôn a. Trầm Mặc Nùng sau đó hít sâu một hơi, nàng bắt đầu bình phục tâm tình mình, để chính nàng an tĩnh lại. Tiếp theo, nàng nói với La Quân, ta cách thần thông chi cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lúc này ta muốn thôn phệ cửu chuyển kim đan, ngươi cho ta hộ pháp. La Quân liền cũng nghiêm nghị nói, tốt. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó thì ngồi xếp bằng, nàng xuất ra cửu chuyển kim đan, tiếp lấy đưa vào bên trong miệng. Cái kia cửu chuyển kim đan vừa vào Trầm Mặc Nùng trong thân thể, lập tức hóa thành dược lực. Mạnh mẽ vô cùng dược lực. Trầm Mặc Nùng tại hóa thần cảnh giới bên trên dừng lại thật lâu, trước đó nàng tại bốn phía cũng làm từng tới một số như tụ linh đan đan dược. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là linh đan, tốt một chút đan dược căn bản không lấy được, mua không được. Lúc này, cửu chuyển kim đan mạnh mẽ dược lực cấp tốc hướng nàng trong tế bào dũng mãnh lao tới. Nàng toàn thân tế bào điên cuồng hấp thu dậy dược lực dinh dưỡng tới. Không bao lâu, sở hữu tế bào liền cũng bắt đầu hiện ra trạng thái bão hòa. Khiến Trầm Mặc Nùng kinh hỉ là, dược lực dinh dưỡng cũng không khô kiệt, hơn nữa còn là vô cùng hung mãnh trong thân thể vận chuyển. La Quân ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Hắn trông thấy Trầm Mặc Nùng đã tiến vào một loại thai tức trạng thái. Rất lợi hại hiển nhiên, Trầm Mặc Nùng đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này, Trầm Mặc Nùng trên thân tế bào hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, rốt cục, nàng có dư thừa dinh dưỡng bắt đầu phóng tới đầu lâu. Đây là một cái cực nguy hiểm quá trình. Đầu lâu chính là người thiên đình vị trí, hơi không cẩn thận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì thân tử đạo tiêu. Trầm Mặc Nùng cẩn thận từng ly từng tí khống chế lại cổ dược lực này tiến vào trong não vực. Nhất định phải vô cùng nhẹ nhàng, sau đó lấy đại định lực trưởng khống. Không bao lâu, cái kia cỗ dược lực toàn bộ tiến vào trong não vực. Hô một chút. Dược lực toàn bộ không có, tựa như là châu đất xuống biển, không có tung tích gì nữa. Trầm Mặc Nùng không khỏi gấp, nàng nỗ lực tìm kiếm não vực. Cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trầm Mặc Nùng lập tức liền minh bạch, trong não vực tế bào não càng là nhiều như tinh không bên trong đầy sao, nhiều vô số kể. Điểm ấy dinh dưỡng còn chưa đủ đầy đủ mở ra não vực chi môn. Làm sao? La Quân trông thấy Trầm Mặc Nùng mở mắt ra, không khỏi hỏi. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, thân thể ta đã hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, ngày này đan uy lực thật là không thể tưởng tượng. Nhưng là dư thừa dinh dưỡng đi vào não vực về sau, lập tức bị não vực tế bào não hấp thu, ta còn chưa bắt đầu phát lực, thì đã biến mất. La Quân hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát lại đem mặt khác một cái thiên đan lấy ra. Hắn nói ra, ta lúc đầu dự định đem viên này thiên đan cho ta đại ca Trầm Phong, hiện tại ngươi chính là thời khắc mấu chốt, ngươi ăn trước.
như vậy sao được, Trầm Mặc Nùng giật mình, nàng vội vàng chối từ, nói ra, tuyệt đối không được. Ngươi cho ta một hạt thiên đan, đã là ơn huệ lớn như trời, ta không thể lại muốn ngươi. La Quân nói ra, không có ngươi, mệnh ta đều đã sớm không có. Đàm cái này làm cái gì, ngươi bây giờ là vội vàng cần, nhanh lên ăn đi. Đan dược về sau vẫn là có thể có, ngươi tu luyện không dễ. Trầm Mặc Nùng nhìn lấy La Quân trong tay thiên đan, nàng không khỏi thiên nhân giao chiến đứng lên. Nàng hiện tại xác thực cần cái này một cái thiên đan, nhưng là, nàng cảm thấy mình thật muốn La Quân cái này mai thiên đan, cái kia thực sự quá không nên nên. La Quân cũng là tu hành chi nhân, hắn thiên đan không phải đại gió thổi tới, hắn cũng cần a. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, không, La Quân, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ta không thể nhận. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi nếu không muốn, vậy ta liền đem nó ném vào trong toilet. Hắn nói xong cũng cầm thiên đan hướng trong toilet đi đến. Trầm Mặc Nùng giật mình, nàng giải La Quân con hàng này làm loại chuyện này. Ngươi làm cái gì vậy? Trầm Mặc Nùng ngăn cản La Quân, nói ra. La Quân cười cười, nói ra, Trầm Mặc Nùng, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Bất quá ta cảm thấy hai chúng ta ở giữa, không cần có nhiều như vậy phức tạp cong cong thẳng thẳng. Ngươi cần, thì cho ngươi, thiên đan có nhiều giá trị lại như thế nào? Trong mắt ta, người ta ở giữa tình nghĩa trọng yếu nhất. Hắn nói xong cũng đem thiên đan cưỡng ép nhét vào Trầm Mặc Nùng trong tay. Nuốt đi, ta còn thực sự muốn nhìn một chút thần thông chi môn đến có bao thần kỳ. La Quân nói ra. Việc đã đến nước này, Trầm Mặc Nùng liền biết mình cự tuyệt nữa liền lộ ra giả mồm. Nàng nói ra, vậy thì tốt, La Quân, người phần nhân tình này, ta Trầm Mặc Nùng ghi ở trong lòng. La Quân cười một tiếng. Sau đó, hai người ngồi xuống lần nữa. Trầm Mặc Nùng ngồi xếp bằng, lần nữa nuốt thiên đan. Lần này, thiên đan dược lực trực tiếp tuôn hướng Trầm Mặc Nùng trong não vực. La Quân chỉ nhìn thấy Trầm Mặc Nùng khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, khuôn mặt nàng đỏ thấu, tựa như là có hỏa tại thiêu đốt. Ánh mắt của nàng đóng chặt. La Quân nhìn vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ, hỏng bét, sẽ không phải Trầm Mặc Nùng không có cách nào đồng thời tiếp nhận hai hạt thiên đan dược lực a. Hắn vốn là hảo tâm trượng nghĩa, nếu là bởi vậy ngược lại hại chết Trầm Mặc Nùng, vậy hắn đời này tâm lý cũng sẽ không tốt hơn. Lúc này, La Quân cũng không dám tới quấy rầy Trầm Mặc Nùng. Đầu bên trong sự tình, một điểm rất nhỏ va chạm cùng quấy rầy, đều sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Hắn cứ như vậy nơm nớp lo sợ nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Không biết qua bao lâu, Trầm Mặc Nùng trên mặt màu đỏ bắt đầu tiêu tán. La Quân thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Sau 5 phút, Trầm Mặc Nùng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. La Quân trông thấy nàng trong con ngươi tràn ngập một loại nói không nên lời nhiếp nhân tâm phách quang mang. Trầm Mặc Nùng hồng quang đầy mặt, nàng hưng phấn vô cùng nói với La Quân, thành công. La Quân nghe vậy cũng là hoan hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Ngươi bây giờ cảm giác gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, vừa rồi thiên đan dược lực bị ta ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, sau đó liền tại đầu bên trong gặp được một cánh cửa. Ta trước đó dược lực là bị cánh cửa kia cho hấp thu đi vào, tuy nhiên thoải mái bên trong tế bào não, nhưng không có mở cửa ra. Lúc này, cổ dược lực này hung mãnh, ta mượn dược lực kình, liền trực tiếp đem cánh cửa kia mở ra. Cửa gì? La Quân nói, người trong đầu tại sao có thể có môn? Trầm Mặc Nùng nói ra, cánh cửa kia cùng loại đầu hình dáng, hẳn là một loại thân thể cơ chế cấu tạo. Nếu như cánh cửa này tại sinh ra tới thời điểm mở ra, tự ở trong đó tế bào não quá nhiều. Một khi toàn bộ tranh đoạt dinh dưỡng, người khẳng định không sống nổi. Đây là thân thể một loại tự thân bảo hộ, cũng là thiên đạo một loại quy tắc. La Quân cảm thấy Trầm Mặc Nùng nói rất lợi hại có đạo lý. Hắn nói ra, muốn đi đến người hôm nay một bước này, thực sự quá gian nan. Liền xem như nói cho thường người phương pháp, vậy cũng không có mấy người có thể thành tựu thần thông chi cảnh. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, nàng đón đến, nói. Ta hôm nay nếu không phải có ngươi cái này hai hạt thiên đan, chỉ sợ đời này đều rất khó xông phá hóa thần ràng buộc. La Quân nói ra, như vậy ngươi tiến vào cánh cửa này về sau lại là cái gì tình huống? Trầm Mặc Nùng lập tức hưng phấn lên, nói ra, ta nhìn thấy ức vạn tế bào như ức vạn tinh thần, lại như một cái cự đại não hạch chạm phát điện, có thể bắn ra mãnh liệt tín hiệu. Cái gọi là pháp lực, chính là loại này tín hiệu. Nếu như tín hiệu cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể trực tiếp trên không trung ngưng tụ từ trường đi ra, hình thành não vực nguyên thần. Thân thể là từ trường,
pháp lực vì nguyên thần tư tưởng. La Quân nói ra, ta trước đó gặp qua Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói, người thế mà gặp qua truyền thuyết này bên trong người vật. La Quân gật gật đầu, nói ra, nói rất dài dòng, nếu không phải có Lăng Tiền Bối xuất thủ, ngươi là nghĩ không ra cái này hai hạt thiên đan. Ta cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đến là chuyện gì xảy ra? Trầm Mặc Nùng liền vội vàng hỏi. La Quân ngay sau đó liền đem tại thần vực bên trong sự tình nói ra. Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông hãm hại, trong tuyệt cảnh, Lăng Tiền Bối xuất thủ. Lấy lực lượng một người, đem thần vực rất nhiều cao thủ toàn bộ khuất phục. Mấu chốt nhất người biết là cái gì không? La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói. La Quân nói ra, đó bất quá là Lăng Tiền Bối nhất tôn nguyên thần phân thân, hắn đại tự tại bản tôn nguyên thần còn ở trong hư không dòng chảy vẫn thạch vây khốn. Trầm Mặc Nùng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nói, lại có thần thông như thế, chúng ta theo vị này Trung Hoa Đại Đế so ra, thật sự là giống như con kiến hôi a. La Quân nói ra, không sai, cho nên nói, thân thể có ràng buộc. Nhưng não vực tu luyện lại là vô hạn, cũng không biết Lăng Tiền Bối đến là tu luyện thế nào đến một bước này. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta ngược lại thật ra ẩn ẩn biết Lăng Tiền Bối một ít sự tích. Ồ, La Quân lập tức tới hứng thú. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, năm đó Lăng Tiền Bối vẫn là chúng ta đặc vệ trong cục một tên cao thủ đâu, bất quá về sau, hắn xuất ngũ. Dù sao đi, lúc trước phát sinh rất nhiều chuyện, rối loạn. Lăng Tiền Bối cùng quốc gia cùng một chỗ, theo một số ác thế lực đấu rất lợi hại hung. Năm đó quốc gia mặc dù là tại hòa bình phát triển, nhưng là gợn sóng cũng rất là hung mãnh. Nếu không có Lăng Tiền Bối ngăn cơn sóng dữ, cái kia cũng không có chúng ta hiện tại cuộc sống an ổn. Nàng đón đến, nói ra, bất quá a, lúc trước cũng có thật nhiều khoa học vô pháp giải thích sự tình. Cho nên, liên quan tới Lăng Tiền Bối sự tích cũng không tốt tuyên truyền tới. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại ngẩn người mê mẩn đứng lên, nếu là ta có một ngày, cũng có thể như Lăng Tiền Bối như vậy, vậy liền chết cũng không tiếc. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài, người chưa hẳn không có cơ hội này a. Nàng lại cười giả dối. Nói ra, bất quá La Quân, Lăng Tiền Bối thế nhưng là có thật nhiều hồng nhan chi kỷ, người điểm này cũng muốn học Lăng Tiền Bối sao? La Quân biết Trầm Mặc Nùng là đang nhạo báng chính mình, hắn lại nghiêm mặt nói ra, người khoan hãy nói, ta theo Lăng Tiền Bối tán gẫu qua vấn đề này. Trầm Mặc Nùng nao nao, nói, cái này cũng muốn trò chuyện. Các ngươi cũng là đầy đủ nhàm chán. La Quân nói ra, người đại khái không có loại này hoang mang. Lòng của nữ nhân. Từ đầu đến cuối không có nam nhân như vậy hoa, đây là từ xưa đến nay hình thành một loại gông xiềng. Nữ nhân là đến một người thương là đủ, nam nhân đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta ngược lại không có loại ý nghĩ này, ta cảm thấy ta một người nam nhân đều không cần. La Quân nói ra, đây không phải thảo luận người cảm tình xem. Mà chính là, ta tại tu vi bên trên, giống như đi ngược dòng nước. Người có thể tâm vô bằng vụ. Nhưng ta có đôi khi hội khó tránh khỏi đối với nữ nhân sinh ra lòng ái mộ. Lúc này, ta là muốn đè nén xuống bản tâm, vẫn là muốn như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, đó là đương nhiên không được. Ngươi như đè nén xuống bản tâm, trong lòng không thoải mái, cái này đối ngươi tu vi rất lợi hại có ảnh hưởng. La Quân nói ra, Lăng Tiền Bối cũng là nói như vậy. Hắn nói vật này muốn giảng bố cục, ngươi là người bình thường bố cục liền muốn tuân thủ người bình thường quy tắc. Nhưng ngươi nếu muốn nhất phi trùng thiên, lại câu nệ tại quy tắc, vậy khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia ngươi cái tên này như thế hoa, ngươi nếu không thu điểm, cái kia còn đến. La Quân không khỏi kêu lên đụng thiên khuất, nói ra, xin nhờ, ta nếu là tâm hoa hoa, lại là như bây giờ. Trầm Mặc Nùng cũng là nói cười, biết La Quân tuy nhiên miệng ba hoa, nhưng là hành sự vẫn rất có phân tắc. Nàng nói ra, dù sao đi. Đây là ngươi phiền não. La Quân nói ra, tốt a, không thảo luận cái này một gốc dạ. Ngươi về sau định làm như thế nào, thần thông chi cảnh chỉ sợ càng cần hơn đan dược a. Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, không sai, có đan dược đương nhiên là tốt nhất, dạng này có thể làm ít công to. Cũng là thần đế như thế người, cũng là cần đan dược, không phải vậy hắn sẽ không vô duyên vô cớ sáng tạo ra cái này thần vực luyện đan bộ tới. La Quân nói ra, vậy ngươi từ chỗ nào đi tìm đan dược đến? Trầm Mặc Nùng nói ra, thần thông chi môn mở ra về sau, cũng không nhất định thì toàn bộ muốn đan dược. Ta có thể đi tìm một số danh quý dược tài,
ngao thành thuốc về sau ăn đi vào. Sau đó lại thông qua thân thể cơ năng đem tạp chất luyện hóa, đem dược lực hấp thu tiến trong não vực. Dạng này cũng có thể. La Quân hơi khẽ thở phào một cái. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây cũng là không có cách nào biện pháp, hiệu quả cùng sơ cấp tụ linh đan đều không có biện pháp tương so. Thần vực đan dược, toàn bộ là đi qua Vũ Vương đỉnh trận pháp thối luyện, lại đi qua ngũ hành hỏa sát chờ một chút, mới có như thế phẩm hiệu. La Quân nao nao, nói ra, nói như vậy đứng lên, người dựa vào dược vật cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, nhiều nhất có thể tu luyện tới thần thông tam trọng. Giống như Tư Đồ lão gia tử. La Quân nói ra, vậy chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp làm đan dược mới là. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta sẽ. Đan dược cũng không phải thần vực độc nhất vô nhị sinh sản, ta hội các phương lưu ý. La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi chờ xem, ta hội tận lực chuẩn bị cho ngươi đến đan dược. Trầm Mặc Nùng cảm thấy cảm động, trên mặt nàng lại là cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, nhiều cố lấy chính ngươi đem. Tốt xấu tỷ cũng là thần thông chi cảnh, ngươi vẫn là nhanh lên đến hóa thần đi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta sẽ. Hai người trò chuyện đến nơi đây, La Quân đứng dậy cáo từ, nói ra, ta phải trở về. Trầm Mặc Nùng nhất thời có chút không tốt lắm ý tứ, nói ra, ta mời ngươi qua ăn khuya. La Quân nói ra, vẫn là không muốn, ngươi dễ dàng uống say về sau còn ưa thích phi lễ ta, ta sợ cầm giữ không được. Cút, Trầm Mặc Nùng ở phương diện này lại là ra mặt mỏng, lập tức quát lớn. La Quân cười ha ha, quay người thì thật đi. Hắn là cố ý nói như vậy, cũng là không muốn cùng Trầm Mặc Nùng có như vậy một tầng ngăn cách. Dù sao, cái này hai hạt bảo đan quá quý giá. Nếu như không xử lý tốt, sẽ để cho Trầm Mặc Nùng tâm lý một mực có áp lực. Ra Man City tiểu khu về sau, La Quân bên trên chính mình chiếc kia bá khí Cadillac. Hắn mở ra âm nhạc, sau đó đảo quanh tay lái ra Man City tiểu khu. 11 giờ đêm, La Quân trở lại Tư Đồ công quán. Lúc này, Tư Đồ lão gia tử đã nghỉ ngơi. Early cũng đã ngủ. La Quân nhẹ chân nhẹ tay trở lại trong phòng ngủ. Tư Đồ Linh Nhi nhưng không có ngủ, nàng nửa nằm ở trên giường, mở màn đèn, đang xem sách. La Quân nhìn ngẩn ngơ, dạng này dưới đèn mỹ nhân thật sự là mỹ lệ tới cực điểm. Tựa như là một bộ cực đẹp bức tranh. La Quân đi vào Tư Đồ Linh Nhi bên người, hắn tại trên trán nàng hôn một chút. Hỏi, nhìn cái gì đấy? Tư Đồ Linh Nhi liền đem sách vở khép lại, đem trang bìa cho La Quân nhìn. La Quân nhìn sang, lại là một bản ngôn tình, gọi là ngày cưới dường như. Xem được không? La Quân ôm Linh Nhi vòng eo, hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nghiêm túc hồi đáp, đẹp mắt. La Quân cười một tiếng, theo rồi nói ra, ta đi tắm trước. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, nói ra, tốt. La Quân tắm rửa xong sau khi ra ngoài. Trực tiếp mặc cái đại quần đùi liền chui tiến trong chăn. Hắn kìm lòng không được đem Tư Đồ Linh Nhi ôm vào trong ngực, sau đó hôn lên Linh Nhi môi. Đây là một loại nói không nên lời nhiệt liệt cùng tưởng niệm. Tựa hồ muốn đem Linh Nhi hòa tan. Tư Đồ Linh Nhi cũng vụng về đáp lại. La Quân nội tâm bắt đầu sôi trào, hắn dục vọng mãnh liệt bốc lên mà ra. Quả muốn dưới thân con cừu nhỏ ăn hết. Bất quá, sau cùng, La Quân vẫn là lý trí khắc chế. Hắn xoay người nằm xuống, đem Tư Đồ Linh Nhi kéo, nói ra, tiểu nha đầu, ngủ đi. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền ngoan ngoãn ân một tiếng. Nàng đối chuyện nam nữ là không có dục vọng, nhưng là La Quân nếu như khăng khăng muốn, nàng cũng sẽ thuận theo. La Quân nhưng cũng là minh bạch điểm này, cho nên thì ngăn chặn chính mình. Hắn càng không muốn bởi vì chính mình dục vọng mà đến miễn cưỡng Linh Nhi làm không muốn làm sự tình. Đèn bàn đã quan bế. Trong phòng ngủ một mảnh u ám, yên tĩnh. Chỉ có treo trên tường chuông truyền đến tí tách thanh âm. Tư Đồ Linh Nhi tại La Quân trong lồng ngực, an tâm vô cùng. La Quân suy tư trong lòng vạn thiên, hắn mặc dù biết Lăng Tiền Bối lại nói có đạo lý. Hắn tại đối mặt hắn nữ nhân lúc, cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Thế nhưng là, giờ này khắc này, tại trong đêm yên tĩnh, ôm ấp lấy vợ mình, hắn vẫn là cảm thấy áy náy. Linh Nhi, có kiện sự tình ta nhất định phải hướng ngươi thẳng thắn. La Quân trầm ngâm một tiếng, nói ra. Nếu như cùng Lạc Ninh ở giữa, là có thể như vậy đoạn. Như vậy La Quân cũng biết, giấu giếm chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nhưng La Quân biết, tương lai Lạc Ninh nếu là xảy ra chuyện, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn cũng biết,
mình đã buông ra tâm ý, ngày khác chưa hẳn sẽ không theo hắn nữ tử phát sinh cái gì. Cho nên, hắn cảm thấy hẳn là theo Linh Nhi thẳng thắn. Nếu như làm không được tuyệt đối trung thành, chỉ ít ta có thể tôn trọng ngươi, không lừa gạt ngươi. Ngươi nói, Tư Đồ Linh Nhi thân thể hơi hơi rung động một chút, sau đó nói khẽ, ngươi muốn ly hôn với ta sao? Nàng tâm tư đơn thuần, lại là sợ La Quân Thụ không để cho tính cách, từ đó muốn ly hôn. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi là như thế tự tôn tính cách, nếu như La Quân muốn ly hôn, nàng chắc chắn sẽ không qua khẩn cầu. Không phải, La Quân hôn xuống nàng môi, nói ra, ta yêu ngươi còn đến không kịp, làm sao lại thế? Tiểu nha đầu, không cho phép suy nghĩ lung tung, ngươi biết không, ngươi là ta sinh mệnh trọng yếu nhất người. Tư Đồ Linh Nhi tại cái này một cái chớp mắt, nàng trong con ngươi tách ra sáng nhất quang mang tới. Nàng chủ động góp miệng lưỡi bên trên La Quân môi. Cái này một cái chớp mắt, Tư Đồ Linh Nhi tâm hoàn toàn an xuống dưới. Nàng ôm chặt lấy La Quân. La Quân trong lúc nhất thời, lời nói lại có chút nói không được. Luôn cảm giác mình giống như có chút tàn nhẫn. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi sau đó nhưng lại ngửa đầu hỏi, ngươi không phải nói ra suy nghĩ của mình sao? La Quân cắn răng một cái, liền đem chính mình cùng Lạc Ninh Khê Su Sa Lem chi hành nói ra. Bao quát phát sinh quan hệ, chờ một chút. Tư Đồ Linh Nhi sau khi nghe xong, lại không có phản ứng gì. La Quân nhất thời có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Tư Đồ Linh Nhi hội bình tĩnh như vậy. Liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng nhẹ nói, La Quân, ta tuy nhiên lời nói ít, nhưng là ta cũng không ngốc. Ngươi ý tứ ta minh bạch. Cái này là La Quân lần đầu tiên nghe được Tư Đồ Linh Nhi nói dài như vậy lời nói. La Quân cảm thấy cảm động, hắn cũng thành vừa nói, Linh Nhi, nếu như ta không phải thiên mệnh giả, ta có thể thoát thân mà ra. Ta không có những phiền não này. Ta cái gì còn không sợ, nhưng ta sợ sẽ để cho ngươi không vui, sợ hội xin lỗi ngươi. Lời này cũng không phải là lấy cớ. Đủ loại dấu hiệu, liên tiếp sự tình phát sinh, đều đã chứng minh La Quân vị này thiên mệnh giả mệnh cách. Trận này thiên địa sát kiếp, hắn là trốn không thoát. Rất nhiều nhân quả đều trong lúc vô tình gieo xuống. Cũng tỉ như cùng Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông hiềm khích, đây là không thể tránh né. Còn có Hàng Hành Thiên. Mặt khác, hắn cùng Lạc Ninh quan hệ đến một bước này. Lạc Ninh cừu hận cũng không có khả năng cùng La Quân không phát sinh liên hệ. Đến lúc đó, Lạc Ninh muốn báo thù, thân ở hiểm địa, La Quân cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tư Đồ Linh Nhi không thể so với Đinh Hàm, nàng cũng minh bạch cái này chung quan khóa. Biết La Quân nói tới cũng không phải êm tai lấy cớ, mà chính là phát ra từ phế phủ. Nàng nói ra, ta hiểu. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi còn nói thêm. Con đường phía trước nhiều gian khó, thuận theo tâm ý, thuận theo thiên đạo, những này ta đều biết. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, hắn, không trọng yếu. Nhưng là, ngươi đừng nói cho ta, được không? La Quân cảm thấy cảm động, hắn nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tay. Hắn biết Tư Đồ Linh Nhi cũng không phải là thánh nhân, cho nên nàng vẫn để tâm. Nhưng nàng cũng minh bạch trước sau nhân quả, cho nên nàng lựa chọn tiếp nhận. Thế nhưng là, nàng không muốn được nghe lại. La Quân liền nói ra, ta biết nên làm như thế nào, Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi ngay sau đó liền đem đầu gối ở La Quân trên lồng ngực, nhẹ nói, ngủ đi. La Quân ân một tiếng. Ngày thứ hai khí trời lại là long lanh. Hoa hạ là vừa qua khỏi xuân tiết, bất quá, tại Yến Kinh, xuân tiết bầu không khí đã rất nhạt. Đây là hoa hạ đặc sắc kinh tế hoàn cảnh chỗ tạo thành. Ở chỗ này, cũng không mang bất luận cái gì phê phán ý thức. Mà chính là từ hiện thực góc độ phân tích. Âu Mỹ dù sao phát triển nhiều năm, thuộc về quốc gia phát đạt. Bọn họ sinh tồn áp lực không có lớn như vậy, cho nên bọn họ có thể thong dong khúc mắc. Bầu không khí đi ra, mọi người cũng đều yêu. Mà hoa hạ trước kia xuân tiết cũng rất dày đặc. Khi đó áp lực không có lớn như vậy, vật giá không có như thế lên nhanh, tất cả mọi người nghèo lấy, cho nên đều có thể thản nhiên khúc mắc. Nhưng bây giờ, giàu và nghèo chênh lệch kéo dài, kinh tế áp lực lớn, rất nhiều người đều muốn thừa dịp ngày lễ đến nhiều kiếm lời một số tiền, bởi vậy ngày lễ chỉ vì tiền tài phục vụ qua. Ngày lễ vị đạo nhạt, tiền tài hơi tiền vị đạo lại là trọng. Nhưng cái này không có nghĩa là không tốt, bởi vì bất luận phát triển gì cũng phải có một cái quá trình. Trưởng thành, là cần quá trình. Trưởng thành bên trong có tàn khốc quá trình, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Không nói đến những này.
La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng Ơ Ly theo Tư Đồ lão gia tử cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn sáng xong về sau, La Quân bồi tiếp Tư Đồ lão gia tử nói chuyện phiếm. La Quân cũng không có nói cửu chuyển kim đan sự tình, nếu như nói đi ra, cái kia không khỏi cũng ra vẻ mình thật không có lương tâm, coi lão gia tử là thành ngoại nhân. La Quân chỉ là thoảng qua kỳ quái nói ra, gia gia, ngài hiện tại không cần đan dược sao? Tư Đồ lão gia tử mỉm cười, nói ra, ta biết ngươi nghi vấn là cái gì, bất quá đan dược đối ta đều đã không quan trọng. Có đôi khi một người nhìn quá lộ hoàn toàn cũng không dễ, bởi vì ta đã biết ta đại nạn ở nơi nào. Đó là mệnh ta vận, ta trốn không thoát, cũng không thể trốn. Một khi né ra, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. La Quân cảm thấy trầm xuống, biết lão gia tử nói là hắn chỉ có một năm mệnh. Hắn không biết nên nói cái gì. Lão gia tử cũng không cần an ủi, hắn đối cái gì đều nhìn rất lợi hại thấu triệt. Càng là đã không sợ sinh tử. Theo lão gia tử nói chuyện phiếm qua đi, La Quân mang lên lễ vật, lái lên hắn Cadillac qua hướng khu vực thành thị. Hôm nay lại là muốn đi gặp Lâm Thiến Thiến. Xe chạy ra khỏi công quán về sau, La Quân cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Bên kia Lâm Thiến Thiến thu đến La Quân điện thoại rất là vui vẻ. La Quân nói ra, đi ra gặp mặt đi, đã lâu không gặp ngươi đây. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta cái này chính đang làm việc đâu, nếu không ngươi đến ta công tác chỗ ngồi tới. Ngươi đang làm việc, La Quân không khỏi ngoài ý muốn, nói ra, ở đâu công tác đâu. Lâm Thiến Thiến nói ra, Lâm Thành khu sở cảnh sát. Ngoá, vẫn là lão hoạt động a, La Quân nói ra. Lâm Thiến Thiến lập tức run rẩy, nói ra, cái gì gọi là lão hoạt động? Có thể hay không nói chuyện phiếm a? La Quân cười ha ha, nói ra, tốt, ta lập tức tới ngay. Lâm Thành khu sở cảnh sát trước, La Quân Cadillac ầm vang mà ngừng. La Quân cũng không muốn đi vào, liền trực tiếp cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại, để cho nàng đi ra. Lâm Thiến Thiến thu đến điện thoại về sau, nhân tiện nói, chờ lấy. Cũng không lâu lắm, Lâm Thiến Thiến thì đi ra. Nàng hôm nay mặc một thân hiên ngang cảnh trang, phối hợp nàng mỹ lệ dung nhan, quả nhiên là tuyệt đối cảnh hoa a. Mãnh liệt này chế phục làm cho La Quân nhìn trong lòng đập mạnh. Lâm Thiến Thiến lại là không để ý, trực tiếp ngồi vào tay lái phụ bên trên. Nàng vừa lên đến, chính là làn gió thơm xông vào mũi. La Quân mỉm cười. Nói ra, từ Hải Tân chạy đến Yến Kinh, vẫn là lựa chọn vì nhân dân phục vụ a. Lâm Thiến Thiến nói ra, cơ sở cảnh sát không dễ dàng, ta ở chỗ này, cũng dễ dàng vì bọn họ phát ra tiếng không phải. Ta đây cũng là phát huy nhiệt lượng thừa. La Quân nói ra, không tệ, không tệ. Lâm Thiến Thiến hoành La Quân liếc một chút, nói ra, không tệ cái gì nha, lão khí hoành thu, cùng ngươi là ta lãnh đạo giống như. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó. Hắn nổ máy xe, nói ra, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì, đừng cho ta tiết kiệm tiền. Lâm Thiến Thiến nói ra, tùy tiện đi, ăn cái đó cũng không đáng kể. Nàng đối ăn cũng không hứng thú lắm. La Quân cũng thì không hỏi thêm nữa, trực tiếp mang Lâm Thiến Thiến qua một nhà gọi là Island quán cà phê. Nhà này Island quán cà phê món điểm tâm ngọt cùng cà phê đều rất không tệ, riêng là Island cà phê, hết sức nói. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tuyển vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tiếng nhạc du dương, ánh nắng tươi sáng chiếu vào. Lâm Thiến Thiến uống một ngụm cà phê, hôm nay nàng lời nói cũng không nhiều, bất quá nhìn ra nàng tâm tình rất không tệ. La Quân trước đem thần kỳ năm màu đèn lấy ra, nói, đây là tặng cho ngươi. Lâm Thiến Thiến trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nàng tiếp nhận năm màu đèn, từ bao trang đến xem, liền biết không sai biệt lắm là lễ vật gì. La Quân sơ ý chủ quan, cũng không làm tinh xảo bao trang. Lâm Thiến Thiến trong mắt lóe lên một vòng không thể phát giác thất vọng chi ý. Nàng cũng không biết mình đến tại mong mỏi cái gì. Cảm ơn, ta rất lợi hại ưa thích. Lâm Thiến Thiến hì hì cười một tiếng, nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, ưa thích liền tốt. Chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân nói ra, cũng không tệ lắm. Hắn không muốn giảng những nguy hiểm đó qua lại. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, giống như là nhiều năm bạn cũ. Đến 2 giờ chiều, Lâm Thiến Thiến nói ra, ta muốn đi làm. Nàng cũng không có muốn tại La Quân nơi này được cái gì. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên đi ra tụ họp một chút, trò chuyện chút, liền rất tốt. Thì làm chi kỷ, đây là Lâm Thiến Thiến ý nghĩ. La Quân liền cũng nói, tốt, ta đưa ngươi đi.
Lâm Thiến Thiến nói ra, ừm. Sau 20 phút, La Quân mở ra Cadillac đưa Lâm Thiến Thiến đến Lâm Thành khu sở cảnh sát trước. Ngươi ở bên này sẽ đợi bao lâu? Lâm Thiến Thiến chuẩn bị xuống xe lúc hỏi La Quân. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, đợi mấy ngày liền đi. Lâm Thiến Thiến a một tiếng, không có cái gì khác biểu thị, nói ra, cái kia tạm biệt. La Quân nói ra, chờ một chút, hắn gọi lại chuẩn bị xuống xe Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân trên mặt xuất hiện một tia nhăn nhó, hắn từ bên tay trái xuất ra một dạng sự vật, nói, còn chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật, nhưng là lại sợ đường đột. Nếu như ngươi không thích, hoặc là cảm thấy không thích hợp thì vứt bỏ đi. Hắn nói xong cũng đem lễ vật đưa qua. Lâm Thiến Thiến nao nao, nàng nhìn thấy La Quân cầm trên tay hộp quà bộ dáng, cái này tựa hồ hẳn là dây chuyền loại hình. Khuôn mặt nàng nhất thời đỏ. Nam nhân đưa nữ nhân dây chuyền, bình thường đều là có ý nghĩa. Quen biết hời hợt, sẽ không đưa dây chuyền. Đây cũng là La Quân do dự nguyên nhân. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Thiến Thiến nội tâm lại là hiện lên nói không nên lời vui sướng. Nàng tiếp nhận hộp quà, quay người ngay lập tức đi. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cho tới nay cùng Lâm Thiến Thiến đều là thật không minh bạch, cũng tại chậm trễ lấy nàng. Chính mình từ không cho nàng một cái minh xác biểu thị. Mà bây giờ, La Quân là tương đương hướng về phía trước phóng ra một bước. Hắn cảm thấy mình là ưa thích Lâm Thiến Thiến, cũng vô pháp tiếp nhận Lâm Thiến Thiến tương lai gả cho người khác, hoặc là có bạn trai tràng cảnh. Sau đó, La Quân đảo quanh thân xe rời đi. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt đỏ rừng rực, nàng cảm thấy mình mặt nhất định là tại phát sốt. Tiến sở cảnh sát, phía dưới cảnh sát theo Lâm Thiến Thiến chào hỏi, Lâm Thiến Thiến xong tất cả cũng không có nghe thấy. Nàng cấp tốc trở lại trong phòng làm việc mình. Lâm Thiến Thiến là có đơn độc văn phòng, nàng đóng cửa lại về sau, nhịp tim đập kịch liệt. Sau đó, Lâm Thiến Thiến đem hộp quà mở ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Thiến Thiến hô hấp to thêm. Ở bên trong là một đầu tinh mỹ kim cương dây chuyền, mà lại là hồng bảo thạch cái kia một loại. Phi thường danh quý, giá trị ít nhất hơn 60 vạn. La Quân hết thảy mua hai đầu, hoa 150 vạn. Một đầu lam sắc cho Từ Đồ Linh Nhi, màu đỏ cho Lâm Thiến Thiến. Giá cả đều là không sai biệt lắm, 75 vạn. Quý trọng như vậy lễ vật, Lâm Thiến Thiến biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa La Quân trong lòng là yêu mình, mang ý nghĩa hắn không có trốn tránh, không có chết lặng. Mà Lâm Thiến Thiến cũng biết, nếu như mình một khi tiếp nhận sợi dây chuyền này, vậy thì đồng nghĩa với là phát ra một cái tín hiệu, cái kia chính là mình cũng không cự tuyệt. Lâm Thiến Thiến mâu thuẫn tới cực điểm, nàng không muốn đi làm cho người khinh thường tiểu tam. Nhưng trong nội tâm nàng đối La Quân yêu không cách nào ma diệt. Lâm Thiến Thiến suy đi nghĩ lại, cho La Quân gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân bên kia trầm mặc, Lâm Thiến Thiến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi khá lâu, Lâm Thiến Thiến mới lên tiếng, ngươi có ý tứ gì? La Quân trầm giọng nói ra, ngươi hẳn phải biết ta ngoài ý muốn nghĩ. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi muốn ta làm ngươi tình nhân. La Quân nói ra, không phải. Lâm Thiến Thiến nói, đó là cái gì? La Quân nói ra, có rất nhiều lời, ta không biết nên nói thế nào. Nhưng ta biết, ta hôm nay cũng nhất định phải nói ra. Ta sinh hoạt, không phải thường thường không có gì lạ. Tựa như ta cùng ngươi tách ra cái này hơn một tháng qua, hai ta lần kém chút thì chết thật. Mà về sau, ta lại hội kinh lịch cái dạng gì nguy hiểm, ta đây cũng không rõ ràng. Lâm Thiến Thiến trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, ta không muốn đem ưa thích đè nén xuống, ta sợ ta chết không có cơ hội nói đi ra. Ngươi biết ta không phải đang kiếm cớ đến qua loa tắc trách. Lâm Thiến Thiến đương nhiên minh bạch La Quân là cái dạng gì người, nếu như nàng không hiểu, cái kia thì sẽ không như vậy yêu hắn. Thế nhưng là, nàng càng e ngại vào thế tục. La Quân nói ra, thực ta và ngươi thế giới khác biệt, ta truy cầu là đại đạo, ta truy cầu thậm chí là thường nhân không dám vọng muốn trường sinh. Ta đường cùng người bình thường khác biệt, điểm này, Linh Nhi hiểu. Nhưng ngươi sẽ không hiểu. Ta hiểu, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên nói ra. Nàng còn nói thêm, ngươi khi đó cự tuyệt Đinh Hàm, là bởi vì ngươi cùng hắn không phải người một đường. Nàng không hiểu ngươi thế giới. Ngươi đáp ứng cùng Từ Đồ Linh Nhi kết hôn, bởi vì nàng cùng ngươi là người một đường, nàng sẽ không trói buộc được ngươi. Nàng cầu nguyện cầu không phải một nhà ba người vui vui sướng sướng. Những vật này,
ta chưa hẳn không hiểu. La Quân nói, người minh bạch liền tốt. Lâm Thiến Thiến nói, nhưng ở thế tục trong mắt, ta vẫn lại là cái ám muội nhân vật. La Quân nói ra, ta sẽ không cần cầu ngươi như thế nào, ngươi cảm thấy làm thế nào vui vẻ, liền làm như thế đó đi. Mà ta cũng chỉ là theo chính mình tâm ý tới làm việc a. Ta thừa nhận, ta là tự tư. Lâm Thiến Thiến nói không ra lời, nàng nói ra, sau này hãy nói đi, cảm ơn ngươi dây chuyền, ta rất lợi hại ưa thích. Sau đó, điện thoại thì treo. La Quân thu điện thoại, khóe miệng của hắn toát ra khẽ cười khổ. Có lẽ phương pháp tốt nhất, cũng là không nên đi trêu chọc nữ nhân. Không phải vậy, coi như mình có thể thản nhiên, nhưng đối phương cũng sẽ khổ não không thôi. Trở lại Tư Đồ công quán về sau, La Quân thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ban ngày ban đêm đều đang dùng tâm tu luyện, đồng thời cũng đổ bộ thần vực trang web chính thức, nhìn có hay không có thể nhận lấy nhiệm vụ. Hắn quan sát một đoạn thời gian, tâm lý khóa chặt mấy cái nhiệm vụ. Chỉ chờ cùng Trầm Phong tụ hợp, tụ họp một chút về sau, lại đi chấp hành nhiệm vụ. Vốn đang dự định đưa cho Trầm Phong một món lễ lớn, hiện tại xem ra là không được. La Quân tâm lý từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt Trầm Phong mấy vị huynh đệ rất nhiều. 7 ngày sau đó, Trầm Phong gọi điện thoại tới, nói chuẩn bị trực tiếp qua Los Angeles. Hắn để La Quân mang Tư Đồ Linh Nhi qua Los Angeles giao nhiệm vụ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại mọi người đều chuẩn bị muốn bái nhập Thiên Đô Sư Tôn môn hạ, cho nên người nào đến giao nhiệm vụ ngược lại đều không trọng yếu như vậy. Chỉ bất quá, Trầm Phong trước kia liền nói là trợ giúp Linh Nhi. Như vậy hiện tại, hắn cũng không có lật lọng đạo lý. Ngay sau đó, La Quân thì cùng Tư Đồ Linh Nhi một đạo lấy chuyến bay tiến về Los Angeles. Trước khi đi thời điểm, La Quân cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Nhưng mà, Lâm Thiến Thiến cũng không có tiếp. La Quân khẽ cười khổ, hắn biết chính hắn cho Lâm Thiến Thiến mang đến rất lớn buồn rầu. Tâm tư người là phức tạp nhất. Lâm Thiến Thiến lúc đầu hy vọng La Quân có chỗ biểu thị, La Quân không biểu hiện, nàng tâm khó nén thất lạc. Khi La Quân tránh thức biểu thị về sau, nàng lại do dự thống khổ muốn chết. La Quân lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn trời sinh cũng không phải là cái hội đa sầu đa cảm người. Sau 10 tiếng, Los Angeles phi trường quốc tế. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng nhau đi tới. Lúc này là Los Angeles thời gian 3 giờ chiều, ánh nắng tươi sáng, trong không khí còn có một loại gió biển dâm đãng vị đạo. La Quân ăn mặc màu đen áo khoác da, Tư Đồ Linh Nhi ăn mặc màu trắng áo khoác nhỏ. Hai người giả bộ như vậy đóng vai đi cùng một chỗ, quả nhiên là kinh diễm vô song. Không ít người Mỹ cũng nhìn không được cầm lấy máy chụp hình quay chụp. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Tư Đồ Linh Nhi nhan trị quá cao. Ngoài phi trường mặt, Mạc Vũ mở hắn pho xe tới tiếp. Hắn xuống xe thì xông La Quân hai người phất tay. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đi tới, Mạc Vũ vừa cười vừa nói, ta dựa vào, tam ca tam tẩu, các ngươi hai cái có thể đi điện ảnh. Hoàn toàn vung trong phim ảnh nam nữ chủ giác mấy con phố nha. La Quân cười ha ha, hắn tiến lên thân mật ôm Mạc Vũ bả vai, nói, gần nhất có khỏe không? Mạc Vũ lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, không tốt lắm, chúng ta bị đại ca kéo đến trên tuyết sơn, mỗi ngày qua giống dã nhân a. Tam ca ngươi nhìn, ta mặt mũi này đều gầy. La Quân lập tức nói, tốt tốt tốt, ta mời ngươi ăn tiệc. Mạc Vũ cười hắc hắc, nói ra, vậy thì tốt quá. Sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lên xe. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tư Đồ Linh Nhi ngồi ở phía sau. Loại tình huống này, La Quân không có khả năng cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ ngồi đằng sau. Cái kia sẽ có vẻ giống như là coi Mạc Vũ là thành tài xế. Cho dù là hảo huynh đệ, nhưng có chút chi tiết, nên chú ý vẫn là muốn chú ý a. Trở lại thần vực trời nắng nhà trọ về sau, một đám huynh đệ rốt cục chính thức gặp mặt. Đại ca Trầm Phong vẫn là lãnh đạm như vậy mà nội liễm. La Quân nhưng lời nói lại âm chân thành tha thiết hô, đại ca. Trầm Phong cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ La Quân bả vai. Hắn theo rồi nói ra, Thiên Đô Sư Tôn đã cho gọi, chúng ta cái này liền đi qua đi. Mọi người cũng đều là chờ đợi, liền ước lấy cùng đi. La Quân tự nhiên cũng cùng theo một lúc. Ra nhà trọ thời điểm, La Quân thật tâm bên trong hơi nghi hoặc một chút cùng thương cảm. Nghi hoặc Lãnh Vũ Tình cùng Lạc Ninh đi chỗ nào, thương cảm Lạc Ninh có phải hay không đã yên lặng đi, chính mình lúc nào còn có thể tại nhìn thấy nàng đâu. Nhưng mà hết thảy này, La Quân đều chỉ có thể chôn ở hắn trong lòng mình.
nhìn thấy Thiên Đô Sư Tôn về sau, hết thảy vẫn là y theo lần trước như cũ. Trầm Phong bọn người quỳ bái về sau, Thiên Đô Sư Tôn đồng dạng cho mỗi người đều ban thưởng một hạt tam thanh nguyên khí đan. Như thế về sau, mọi người thối lui. Mọi người lần nữa trở lại trời nắng trong căn hộ. Tất cả mọi người rất lợi hại hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn nhìn trong hộp gấm trang là cái gì. La Quân lại không có bao nhiêu chờ mong cảm giác. Nhà trọ phòng khách trên ghế salon, mọi người phân biệt nhập tọa. Mạc Vũ lớn nhất mở ra trước, hắn nghi hoặc hỏi, đây là cái gì đan dược? La Quân nhìn một chút, xác định là tam thanh nguyên khí đan không thể nghi ngờ. Liền nói ra, đây là tam thanh nguyên khí đan, chính là tiên đan phẩm chất, ngươi mau trở lại phòng ăn đi, đối ngươi tu vi có ích lợi rất lớn. Mạc Vũ nhất thời đại hỉ. Tần Lâm cùng Trầm Phong cũng là chấn kinh. Tần Lâm nói ra, không nghĩ tới Thiên Đô Sư Tôn xuất thủ lớn như vậy thủ bút, cái này tiên đan có thể là đồ tốt ha. Trầm Phong nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, chúng ta có thể có hiện tại chuyện tốt bực này, đều là tam đệ dùng tánh mạng dốc sức làm đi ra. Tần Lâm liền cười ha ha, nói ra, đúng vậy a, tam đệ, lúc này thật là được thật tốt cảm ơn ngươi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, huynh đệ ở giữa, nói cảm ơn liền khách khí. Trầm Phong bỗng nhiên lại nói với Mạc Vũ, ngươi bây giờ tu vi lớn nhất cạn. Ăn tiên đan có chút lãng phí, chúng ta cái này mấy lần nhiệm vụ đoạt được tụ linh đan cho thêm ngươi ăn một số. Ngươi đem cái này tiên đan cho tam ca của ngươi đi. La Quân nhất thời giật mình, vội vàng nói, cái này nhưng không được, ta không cần. Mạc Vũ cũng là ngây người, hắn nói ra, tam ca không chính mình hẳn là cũng có cái này tam thanh nguyên khí đan sao. Lại nói, hắn hoàn thành xong cấp nhiệm vụ, trên tay hẳn là chỉ ít còn có một hạt cửu chuyển kim đan đi. Đó là bảo đan A. Có thể nghe ra được, Mạc Vũ đúng là có chút bất mãn. Trầm Phong nhìn về phía La Quân. Nói ra, đúng, người đan dược đâu? La Quân thẳng thắn nói ra, tam thanh nguyên khí đan chính ta ăn, hai hạt cửu chuyển kim đan, ta đưa cho một vị cần muốn xung kích thần thông chi cảnh bằng hữu. Lúc đầu chỉ tính toán đưa một hạt, kết quả nàng còn kém một bước, dứt khoát hai hạt đều đưa. Trầm Phong gật gật đầu, hắn không có mảy may hoài nghi. La Quân cũng không có nói vốn là dự định đưa một hạt cho Trầm Phong, cái kia lộ ra là có chút nói vuốt đuôi. Trầm Phong lần nữa nói với Mạc Vũ, hiện tại ngươi nghe được a? Không phải ta để ngươi dùng tam thanh nguyên khí đan, cũng không phải ta nặng bên này nhẹ bên kia. Mà chính là ngươi trước mắt cần tiên đan tác dụng không lớn, mà tam ca của ngươi cách hóa thần chi cảnh đã chỉ có cách xa một bước. Ta đem bọn ngươi tất cả mọi người xem như hôn huynh đệ tỉ muội. Mạc Vũ nghe vậy, hắn liền ấy ấy nói ra, tốt ha, tam thanh nguyên khí đan cho ngươi, tam ca. La Quân nơi đó sẽ muốn, hắn nói ra. Đại ca, ta biết ngươi đều là vì muốn tốt cho chúng ta. Bất quá ta chính mình đem cửu chuyển kim đan cầm đi cho người khác đền đáp. Bây giờ lại đến bóc lột tự gia huynh đệ, đạo lý này nơi đó đều không thể nào nói nổi. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Mạc Vũ, nói, Mạc Vũ, ngươi giúp ta đã quá nhiều, ta không cần ngươi lại vì ta hy sinh. Mạc Vũ nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, hắn chợt nhớ tới, chính mình bây giờ còn có thể sống được, vậy cũng là tam ca lúc trước nhân từ. Tam ca là cái chính trực vô cùng quân tử, không có hắn, cũng không có hiện tại chính mình. Chính mình lại. Tam ca, thật xin lỗi. Mạc Vũ khuôn mặt đỏ lên, nói ra, đại ca nói là đúng, là ta trong lòng mình tự tư, liền đem tam ca ngươi cũng muốn tự tư. Ta hiện tại ăn tam thanh nguyên khí đan là phung phí của trời, nhưng ngươi lại là cần có nhất. Ngươi nhất định muốn cầm, nếu như không cầm, cũng là không làm ta là đệ đệ ngươi. La Quân quả quyết cự tuyệt, nói ra. Ta nói qua, ta không cần. Hắn đứng lên, kéo Từ Đồ Linh Nhi tay, nói ra, Linh Nhi, chúng ta trở về phòng. Từ Đồ Linh Nhi tự nhiên nghe La Quân, nàng nhu thuận đứng lên. Hai người rất mau trở lại phòng. Cái kia trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Trầm Phong ba người. Mạc Vũ trong lúc nhất thời, ngẩn ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Trầm Phong quét mắt một vòng Mạc Vũ, hắn cũng không nói gì, đứng dậy trở về phòng. Đợi Trầm Phong sau khi đi, Mạc Vũ nhìn về phía Tần Lâm, hắn phàn nàn nói ra, nhị ca, ta thật làm sai sao? Tần Lâm khe khẽ thở dài, hắn nói ra, Mạc Vũ, đại ca sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Hắn làm bất cứ chuyện gì, đều là đứng tại chúng ta cái này cả một cái đoàn thể góc độ bên trên cân nhắc. Đại ca không cần qua nịnh nọt bất cứ người nào, hắn là thật đem chúng ta cũng làm huynh đệ, cho nên mới sẽ an bài như vậy. Trước đó,
chúng ta cùng một chỗ cho Linh Nhi muội tử làm nhiệm vụ, người cảm thấy là vì cái gì? Đây còn không phải là muốn cho tam đệ giải quyết nỗi lo về sau. Nếu như người đến lúc đó có chuyện gì khó xử, ta tin tưởng đại ca cũng nhất định sẽ không tiếc hết thảy đến giúp đỡ ngươi. Mạc Vũ nhất thời cảm thấy hổ thẹn tới cực điểm, nói ra, ta hiện tại giống như đem đại ca cùng tam ca đều đắc tội, ta làm sao bây giờ a? Tần Lâm nói ra, đi cùng đại ca nói xin lỗi đi, huynh đệ ở giữa không có qua đêm thù. Còn tam ca của ngươi sẽ không cùng ngươi tức giận. Mạc Vũ trọng trọng gật đầu, hắn vội vàng phải đi tìm Trầm Phong. Trầm Phong phòng ngủ trước, Mạc Vũ gõ cửa. Trầm Phong ở trên ghế salon ngồi xếp bằng, hắn biết là Mạc Vũ tới. Vào đi, Trầm Phong nói ra. Mạc Vũ đẩy cửa vào. Trầm Phong nhìn về phía Mạc Vũ, hỏi, có việc. Mạc Vũ cúi đầu xuống, nói ra, đại ca, ta biết sai. Trầm Phong nói ra, tốt, ta biết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mạc Vũ nhất thời thở phào, hắn mừng rỡ nói ra, ta cái này qua đem nguyên khí đan cho tam ca, hắn có muốn hay không, ta thì vứt bỏ. Trầm Phong khó được cười một chút, nói ra, Mạc Vũ, ngươi bây giờ là kim đan trung kỳ, không thích hợp quá mức dựa vào đan dược, chờ ngươi tránh thức cần đan dược thời điểm. Đại ca cùng ngươi cam đoan, sẽ để cho mọi người cùng nhau đến giúp đỡ ngươi. Mạc Vũ trọng trọng gật đầu, nói ra, đại ca, ta qua ha. Đi thôi. La Quân trong phòng ngủ. Tư Đồ Linh Nhi cầm trong tay trang tam thanh nguyên khí đan hộp gấm đưa cho La Quân, nói ra, cho. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, thiên đan khó được, các ngươi cái này cả đám đều khóc xin phải cho ta, quái. Hắn đón đến, nói ra, Linh Nhi, ngươi cũng là kim đan đỉnh phong, ăn cái này tam thanh nguyên khí đan liền có thể lại tiến lên trước một bước. Cho nên ngươi không phải cho ta. Tư Đồ Linh Nhi trong con ngươi như có một dòng thu thủy, thanh tịnh vô cùng, nàng nói ra, ta còn có thời gian 3 năm, ta không nóng nảy. Nhưng là ngươi cần phải có càng thực lực cường đại mới có thể bảo vệ ta. La Quân nao nao. Tâm hắn tự động dao động một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Nói ra, ta đã từng ăn tam thanh nguyên khí đan, ta tu vi dựa vào đan dược để bạt không ít. Nếu như lại dựa vào đan dược, chỉ sợ được trả bằng mất. Nhưng là ngươi ngược lại là cần có nhất, cho nên, nghe ta, chính ngươi ăn, được không? Tư Đồ Linh Nhi liền đem hộp gấm cất kỹ, nói ra, vậy ta giữ lại cho ngươi. Ngươi, La Quân dở khóc dở cười. Liền cũng tại lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Là Mạc Vũ lấy ra hỏa. La Quân nghe ra tiếng bước chân, hắn nói một tiếng, liền trước đi mở cửa. Mạc Vũ trông thấy La Quân, liền lập tức ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, tam ca. Ngươi liền xin thương xót, đại từ đại bi, đem đan dược này thu cất đi. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, ta đệ nhất lần nhìn thấy hèn như vậy thỉnh cầu. Mạc Phú cười hắc hắc, nói, đại ca đều nói, ta hiện tại còn không thể quá dựa vào đan dược, con người của ta định lực cùng ngươi khác biệt. La Quân nói ra, vậy ngươi giữ lại về sau lại dùng, hiện tại trước ăn tụ linh đan. Mạc Phú nói ra, tam ca, về sau chúng ta có thể cùng một chỗ lại dãy đan dược nha. Hiện tại trước hết cho ngươi hưởng dụng, dù sao nếu như ngươi không muốn, vậy liền ném đến bình nước tiểu bên trong đi thôi. Hắn nói xong cũng đem hộp gấm hướng La Quân trên tay bịt lại, sau đó nhanh chóng như thiểm điện thoát đi. La Quân không khỏi cảm thấy im lặng. Hắn không thích dạng này luôn đẩy tới đẩy lui, cảm thấy rất không thoải mái. La Quân hít sâu một hơi, đem cái này tam thanh nguyên khí đan nhận lấy. Bất quá hắn vẫn là không có ý định phục dụng, hắn quyết định cho Mạc Vũ giữ lại. Chờ hắn lúc cần phải đợi lại cho hắn. Mặt khác, La Quân cũng cảm thấy mình từ kim đan trung kỳ đến đỉnh phong, ỷ lại đan dược quá nhiều, nhất định phải chính mình tìm một số linh cảm, lĩnh ngộ. Tư Đồ Linh Nhi sau đó liền lấy Trầm Phong bọn họ chộp tới Tuyết Hồ qua giao nhiệm vụ. La Quân bồi tiếp cùng đi. Giao nhiệm vụ về sau, về trời nắng nhà trọ thời điểm, đối diện vừa vặn đụng phải Lãnh Vũ Tình. Tình sư tỷ, La Quân cười tủm tỉm hô một tiếng. Lãnh Vũ Tình cũng đang muốn tiến nhà trọ, thấy thế liền hì hì cười một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ, người thật là ngoan. Nàng vừa nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, lập tức cảm khái tán thán nói, người thật xinh đẹp nha. Tư Đồ Linh Nhi lại là nhàn nhạt, không có phản ứng gì. Lãnh Vũ Tình nhất thời có chút xấu hổ. La Quân cười ha ha, nói ra, tình sư tỷ, cái này là thê tử của ta Tư Đồ Linh Nhi. Nàng tính cách trời sinh như thế, ngươi chớ để ý. Lãnh Vũ Tình bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nói, oa tắc,
tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a, có cái xinh đẹp như vậy lão bà. Chúng ta đi vào trò chuyện tiếp đi. La Quân một bên đi vào phía trong, một bên còn nói thêm, ban đêm chúng ta ước lấy cùng đi Chinatown ăn tứ xuyên nồi lẩu cay, ngươi cũng cùng đi như thế nào? Lãnh Vũ Tình nhất thời tâm động, nàng nói ra, sẽ không tiện a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nơi nào sẽ không tiện a, rất lợi hại thuận tiện. Ta mấy cái kia huynh đệ đều là lưu manh, có người cái này đại mỹ nữ, bọn họ nhất định tại vui vẻ trong lòng. Lãnh Vũ Tình hì hì cười một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta thì vui vẻ như vậy nói định. La Quân ứng thanh tốt, liền chuẩn bị cùng Tư Đồ Linh Nhi trở về phòng. Lúc này, Lãnh Vũ Tình bỗng nhiên nói ra, đúng, tiểu sư đệ, có cái sự tình muốn cùng ngươi nói riêng nói. La Quân tâm lý nhảy một cái, biết chắc là liên quan tới Lạc Ninh. Hắn liền nói với Tư Đồ Linh Nhi, ngươi về phòng trước. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, xoay người đi. Làm sao? La Quân hỏi Lãnh Vũ Tình. Lãnh Vũ Tình gặp Tư Đồ Linh Nhi đã đi, liền hướng La Quân nhỏ giọng nói ra, Ninh sư tỷ đã đi. La Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá đang nghe Lãnh Vũ Tình nói ra thời điểm, hắn trong lòng vẫn là không thể tránh né phiền muộn một cái chớp mắt. Nàng chạy đợi có nói gì hay không? La Quân hỏi. Lãnh Vũ Tình nói ra, Ninh sư tỷ nói, lẫn nhau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. La Quân thân thể chấn động. Lãnh Vũ Tình không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, bát quái nói, ngươi cùng Ninh sư tỷ đến là quan hệ như thế nào nha? La Quân từ tốn nói, không có gì. Sau đó, hắn thì về phòng ngủ. Ban đêm thời điểm, La Quân mời khách, mời mọi người qua Chinatown ăn lẩu. Một đám người riêng phần mình lái xe, cũng là không kiêng nể gì cả, thanh xuân khoa trương. Lãnh Vũ Tình tính cách đáng yêu hiền hòa, rất thụ mọi người hoan nghênh. Riêng là Mạc Vũ, Mạc Vũ đối Lãnh Vũ Tình ân cần không được. Bất quá Lãnh Vũ Tình lại ưa thích cùng Tần Lâm hôn gần một chút, Tần Lâm tính tình hiền hòa mà ổn trọng, xác thực đối với nữ nhân có rất lợi hại chí mạng lực sát thương. Về phần La Quân thực mới là lớn nhất thú người. Gia hỏa này tà mị bên trong mang theo một cỗ bất cần đời, nữ tử bình thường đều cự tuyệt không. Nhưng là La Quân là kết hôn người, cho nên ở trước mặt mọi người, hắn cũng rất có chừng mực. 11 giờ đêm, mọi người mới lái xe về thần vực. Tuy nhiên buổi sáng muốn bái thần đế, nhưng là La Quân một đám cũng không muốn trốn tránh. Dù sao một năm là muốn bái đủ 12 lần, hiện tại nhiều bái mấy lần cũng không có chỗ xấu. Hai ngày sau đó, mọi người lại bắt đầu muốn đường ai nấy đi, nhiều hơn chấp hành nhiệm vụ, kiếm lời đủ đan dược. Người bình thường muốn kiếm tiền nuôi gia đình, La Quân những người này muốn tăng lên tu vi, vậy sẽ phải không ngừng làm nhiệm vụ, kiếm lời đan dược. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi về trước Yến Kinh, dù sao Linh Nhi là không có ý định làm nhiệm vụ, nàng tính tình không màng danh lợi, La Quân cũng cái gì đều để tùy. Linh Nhi cũng không có ăn tam thanh nguyên khí đan, nàng là muốn cho La Quân giữ lại. La Quân ở phương diện này đối Linh Nhi cũng là không thể làm gì. Trầm Phong lần này cũng phải cùng chúng ra huynh đệ phân biệt, hắn muốn đi Tây Tạng chấp hành một cái nhiệm vụ. Mạc Vũ muốn về nhà bên trong một chuyến, Tần Lâm làm theo muốn đi Hy Lạp bên kia chấp hành một cái nhiệm vụ, thuận tiện du lịch một chuyến. Chúng ra huynh đệ, lần nữa tách rời. Trầm Phong còn không có ăn tam thanh nguyên khí đan, hắn đoán chừng là muốn tìm cái phù hợp thời điểm, linh cảm vừa đến, nhất cử đánh vỡ ràng buộc. Yến Kinh thời gian 3 giờ chiều, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đến Yến Kinh phi trường quốc tế. Lúc này, Ngô quản gia lái xe tới đón. La Quân liền đối với Tư Đồ Linh Nhi cùng Ngô quản gia nói ra, ta thì không quay về, ta muốn đi chấp hành chính mình nhiệm vụ. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ừm. Nàng cũng là như thế thanh lãnh, tuy nhiên nội tâm của nàng cũng có chút không nỡ La Quân. Nhưng La Quân làm ra quyết định, nàng đều hội duy trì. Ngô quản gia nói ra, Tôn thiếu gia, vẫn là về nhà trước ăn một bữa cơm đi, cũng không vội tại cái này nhất thời không phải. La Quân mỉm cười, nói ra, sau này cùng nhau ăn cơm thời gian nhiều chuyện, Ngô gia gia, Linh Nhi thì giao cho ngài, bái bai. Hắn nói xong phất tay bái bai, xoay người rời đi. Ngô quản gia bất đắc dĩ, liền dẫn Tư Đồ Linh Nhi lên xe. La Quân rất nhanh liền rời đi Yến Kinh phi trường quốc tế. Hắn không có đi gặp Trầm Mặc Nùng hoặc là Lâm Thiến Thiến, mà chính là ngược lại đi chạm xe lửa. Dưới mắt, hắn cũng không e ngại nhiệm vụ bên trong sẽ có thần vực người đến chen chân. Hàng Hành Thiên mặc dù là hóa thần tu vi,
có thể La Quân cũng đã không hề e ngại. Trình Kiến Hoa hiện tại cũng chi thiên mệnh, cho nên sẽ không tiếp tục động thủ. Đến nhà ga lúc là 4 giờ chiều, La Quân đặt trước một chương tiến về Hoài Bắc tiết kiệm đường sắt cao tốc vé xe. 6 giờ xuất phát, La Quân còn có thời gian, hắn liền trước tiên ở nhà ga phụ cận tìm một nhà không tệ tiệm mì, sau đó tiến vào ăn một bát hán vị nhiệt kiền diện. Sau đó, hắn cũng liền tại trên quảng trường trên bồn hoa ngồi. Mặt trời chiều ngã về tây, trong không khí có gió đêm quét, thổi tới trên thân người, rất là dễ chịu hài lòng. La Quân trên người mặc màu đen áo khoác da, hạ thân quần bò, nhìn lối ăn mặc này rất là tuổi trẻ hóa. Hắn quan sát đến chung quanh người đến người đi, cảm thấy rất là thú vị. Mỗi người tựa hồ cũng có một cái cố sự. Mà lại, yến kinh nhà ga mọi người, bọn họ cố sự hội phá lệ đặc sắc một số. Nơi này là người đến người đi nhiều nhất địa phương. Có người là giấu trong lòng mộng tưởng đi vào yến kinh, bọn họ lúc xuống xe, trên mặt có mê mang, có ước mơ. Có là muốn rời khỏi mảnh đất này, bọn họ tràn ngập phức tạp cùng không muốn. Mà có là người địa phương muốn đi nơi khác du lịch, trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng. Như vậy La Quân đâu? La Quân muốn đi Hoài Bắc tiết kiệm làm cái gì? Sự tình là như thế này, Hoài Bắc tiết kiệm chính là Hoa Hạ Bắc Phương thành thị, nơi này kinh tế có chút phát đạt. Hoài Bắc bỏ bớt hội thành thị, Hoài Bắc thành phố đã là quốc gia nhất cấp thành thị. Mà tại Hoài Bắc thành phố thứ nhất Phú Thương gọi là Cá Vạn Thành, theo như truyền thuyết, Cá Vạn Thành trên tay có một cái thần kỳ năm màu tinh thạch. Cái này mai thần kỳ năm màu tinh thạch truyền thuyết chính là bàn cổ khai thiên về sau, nữ oa nương nương bổ thiên dùng tinh thạch, vô cùng chân quý. Mà La Quân nhiệm vụ lần này chính là muốn thay thần vực cầm lại cái này mai năm màu tinh thạch. Cầm năm màu tinh thạch nhiệm vụ là cấp bậc, khen thưởng là một hạt tiên đan. Nhiệm vụ này độ khó khăn cũng coi là rất lớn, một hạt tiên đan thù lao cũng là khá hậu hĩnh. Đừng nhìn La Quân cùng Mạc Vũ, Linh Nhi ở giữa, đem tiên đan đẩy tới đẩy lui, giống như rất lợi hại giá rẻ giống như. Trên thực tế, một hạt tiên đan có thể cho vô số tu sĩ làm phát cuồng. La Quân tuy nhiên đối tiên đan rất lợi hại khát vọng, nhưng hắn không thể che giấu lương tâm, đương nhiên muốn Mạc Vũ tiên đan. Càng không thể hy sinh Linh Nhi, muốn Linh Nhi tiên đan. Đây là hắn làm một cái nam nhân tuyến. La Quân hiểu hơn chính hắn, nếu như hắn một khi đột phá kim đan đỉnh phong, đến hóa thần về sau. Như vậy mặc kệ là hắn vẫn là Trầm Phong, đối đan dược khao khát liền sẽ dị thường mãnh liệt tấn mãnh đứng lên. Cho nên hiện tại, La Quân nhất định phải thích xúc đan dược. Dạng này về sau mới có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà. Muốn lấy được năm màu tinh thạch, cũng không thể qua trắng trợn cướp đoạt. Thần vực ở phương diện này vẫn rất có tuyến, bọn họ muốn lấy được đồ, vật, tuyệt đối sẽ không qua ép buộc người. Đây cũng là chính phủ vẫn luôn nguyện ý hiệp trợ thần vực nguyên nhân, bởi vì thần vực đối quốc gia không có tính nguy hại. Lần này nhiệm vụ chính là Cá Vạn Thành dùng năm màu tinh thạch cùng thần vực làm một cái giao dịch. Cá Vạn Thành có cái nữ nhi, gọi là Cá Bác Giao. Cá Bác Giao năm nay 23 tuổi, nàng yêu bên trên một cái tên là Vương Tường thanh niên, cái này Vương Tường thân thủ vô cùng lợi hại. Nhưng là, Cá Vạn Thành lại rất lợi hại không thích cái này Vương Tường. Hắn muốn nữ nhi Cá Bác Giao theo Vương Tường đoạn quan hệ yêu đương, nhưng Cá Bác Giao không chịu. Mà lại, cái này Vương Tường còn phi thường cường thế. Cá Vạn Thành chỉ kém không có phái sát thủ xử lý Vương Tường. Nghĩ tới nghĩ lui, Cá Vạn Thành hay là không muốn đi một bước kia, hắn hiện tại đã rất có tiền. Cho nên, phạm pháp sự tình là không muốn làm. Mà lại, tại cái này về sau, hắn lại điều ti a đến một việc. Cái kia chính là Vương Tường bối cảnh cực không đơn giản. Vương Tường phía sau chính là quân đội người, có thể là cái nào đó quân đội con trai của lão đại. Dạng này người, Cá Vạn Thành nơi đó dám giết a? Có lẽ có người lúc này sẽ hỏi, đã Vương Tường võ công lại tốt, bối cảnh cũng tốt, vậy tại sao Cá Vạn Thành thì không nguyện ý cái này Vương Tường tới làm chính mình con rể đâu? Đó là bởi vì, Cá Vạn Thành chính là Hoài Bắc thành phố thứ nhất thủ phủ. Nhà hắn sinh có 6 tỷ USD, đây là một khoản tuyệt đối khoản tiền lớn. Một cái có thể kiếm được nhiều tiền như vậy người, tuyệt không phải người ngu. Cá Vạn Thành nhìn người rất lợi hại chuẩn, hắn rõ ràng cảm giác được, Vương Tường là hướng về phía nhà hắn sinh đến, cái này Vương Tường tuyệt đối là giáp tâm hại người. Nếu như Vương Tường thật cùng nữ nhi kết hôn, cái kia lấy Vương Tường bối cảnh, có thể đem chính mình nuốt không còn sót lại một chút cạn. Cho nên, Cá Vạn Thành tình thế khó xử. Liền ở thời điểm này,
Cá Vạn Thành đột nhiên nghĩ đến chính mình 5 màu tinh thạch. Thế là hắn cầm 5 màu tinh thạch theo thần vực làm giao dịch, cái kia chính là thần vực phái người để con gái nàng cùng Vương Tường đoạn tuyệt tới lui, đồng thời không hề bị đến Vương Tường quấy rối. Như thế về sau, hắn nguyện ý đem 5 màu tinh thạch giao cho thần vực. Cho nên, lần này La Quân nhiệm vụ chính là muốn đến Bổng Đảo Uyên Ương. Chỉ cần có thể thành công tách ra cá Bắc Giao cùng Vương Tường, sau đó để Vương Tường không hề tới quấy rầy cá Bắc Giao. Như vậy nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Lần này nhiệm vụ, nhìn như rất đơn giản. Hẳn là chỉ tính cấp nhiệm vụ. Cấp nhiệm vụ khen thưởng là 4 hạt tụ linh đan, 4 hạt tụ linh đan cùng 1 hạt tiên đan giá trị, đó là ngày đêm khác biệt. Vậy tại sao thần vực muốn đem nhiệm vụ lần này xếp vào cấp đâu? Nguyên lai cái này bên trong còn có 2 cái nan đề. Một là Vương Tường vô cùng giàu hoạt, tại cá Bắc Giao trước mặt biểu hiện được giọt nước không lọt. Hai là, Vương Tường bối cảnh thật không đơn giản, dựa vào hắn cái này bối cảnh, như vậy thì xem như thần vực người cũng không thể đem hắn giết. Giết hắn, vậy sẽ có phiền toái rất lớn, đây là thần vực không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, thần vực tại đầu này trong nhiệm vụ thêm không thể sát Vương Liệng phụ ra điều kiện. Lúc đầu, nhiệm vụ này ngay từ đầu là cấp. Về sau có 2 tên thần vực cao thủ qua chấp hành nhiệm vụ, kết quả đều thất bại, sau cùng song song bị băng phong. Thần vực ý thức được nhiệm vụ độ khó, thế là nhiệm vụ thăng cấp. La Quân sở dĩ dám nhận nhiệm vụ này, đó là bởi vì hắn tại đối mình tán gái phương diện này vẫn rất có tự tin. Mặt khác, nói đến Vương Tường bối cảnh, hắn còn có thể dựa vào Lâm lão gia tử, Trầm Mặc Nùng bọn họ đến hóa giải. La Quân là không sợ nhất đối phương có bối cảnh. Cho nên dựa vào 2 cái này nguyên nhân, La Quân cảm thấy viên này tiên đan đơn giản cũng là bánh từ trên trời rớt xuống a. Hắn không kịp chờ đợi nhận nhiệm vụ, sợ bị người khác đoạt. Nhiệm vụ lần này thời hạn là 2 tháng. 6 giờ thời gian, La Quân cao hơn sắt. Đường sắt cao tốc rất nhanh khởi động, như bay tốc độ lái đi ra ngoài. La Quân mua là phiếu giường nằm. Cái kia giường nằm bên trong là một cái phòng nhỏ, 2 tấm thượng hạ trải giường chiếu. Trong này là phòng 4 người. Bất quá dưới mắt mặc dù là tháng 2, cũng là đường về cao điểm. Có thể La Quân lại là từ Yến Kinh ra bên ngoài chạy, cho nên trong này thì rất lợi hại khoảng không, chỉ có La Quân một người. Hắn dễ chịu hài lòng nằm ở bên trái dưới giường trên giường. Ánh đèn tối tăm. Đường sắt cao tốc quỹ tích vận hành cơ hồ không có một thanh âm, tốc độ cực nhanh. La Quân nằm một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán. Liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi dậy trò chơi tới. Đối với nhiệm vụ lần này, hắn tại Los Angeles thời điểm thì tiếp. Hiện tại đã qua mấy giờ, căn bản không có người tiến đến. Cho nên, hắn có thể an tâm chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ, có người hội nghi vấn, tại sao muốn trước lĩnh nhiệm vụ, lại đi chấp hành đâu? Dạng này mạo hiểm quá lớn. Vì cái gì không đợi nhiệm vụ hoàn thành, lại nhận lấy đâu? Như thế không có sơ hở nào. Đi lấy Tây Nại Pháp Điển, là bởi vì nhiệm vụ có chữ mấu chốt nhắc nhở. Có thể La Quân nhiệm vụ này đâu. Nhiệm vụ này minh xác quy định, nhất định phải nhận lấy mới có thể đi chấp hành. Nếu như vi phạm trình tự, đó là không giữ lời, không cho khen thưởng. Thần vực một phương diện muốn bố trí nhiệm vụ, một phương diện khác lại sẽ không để thần vực thành viên cảm thấy quá dễ dàng, không có cảm giác nguy cơ. La Quân lúc đầu lấy vì lần này ngồi đường sắt cao tốc sẽ rất thanh tịnh. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm thì tiến tới một đôi nam nữ. Đôi nam nữ này, nam là cái bàn lão tổng bộ dáng, tóc thưa thớt, địa trung hải phong cách. Nữ cũng rất kiều diễm, xem xét cũng là cái tiểu bí a. Cái kia bàn lão tổng bụng phệ, hắn sau khi đi vào nhìn thấy La Quân sững sờ một chút. Đại khái là không nghĩ tới thế mà lại có người. Bàn lão tổng cảm thấy suối quẩy không thôi, cái kia tiểu bí chính là một mặt không tình nguyện, một lộc cộc leo đến giường trên qua. Bàn lão tổng nhìn về phía La Quân, hắn bỗng nhiên liền ngồi vào La Quân trên giường. Gia hỏa này vừa ngồi lên đến, La Quân cảm giác mình giường đều là trầm xuống. Lão đệ a, bàn lão tổng lời nói thấm thía hô một tiếng. La Quân là cái nhân tinh, nơi đó có thể không biết cái này bàn lão tổng tâm tư a. Đoán chừng là thừa dịp đi công tác, thuận tiện theo tiểu bí vụng trộm tình. Có lẽ là muốn thể nghiệm dưới đường sắt cao tốc chấn đây. Nhưng là mình ở chỗ này. Người ta nhiều không tiện a. Hắn lập tức liền ngồi xuống, cười hì hì nói, lão ca tốt. Bàn lão tổng xoa xoa tay, nói ra, lão đệ a, ngươi nhìn có được hay không cái thuận tiện, ra ngoài 2 giờ, khắp nơi dạo chơi, ăn một bữa cơm cái gì.
chút tiền ấy ngươi cầm. Hắn nói một hơi móc 2.000 khối cho La Quân. Mẹ nó, La Quân là ai? La Quân là thiếu tiền người sao? Hắn lập tức liền một mặt thụ vũ nhục biểu lộ, nói ra, lão ca a, người đây là ý gì sao? Ta hiện tại lại không đói bụng, ăn cái đó cơm a. Lại nói, ta lại không thiếu tiền, người thấy ta giống thiếu tiền sao? Người cái này, bàn lão tổng không nghĩ tới La Quân gia hỏa này trên mặt cười tủm tỉm, lại là như thế không tốt thương lượng một người. La Quân lập tức nói, lão ca, người yên tâm, tai ta cõng, ta ngủ, các người tùy ý, dù sao ta tuyệt không quấy rầy. Thật, bàn lão tổng bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, con hàng này quay người thì thật leo đến tiểu bí chỗ giường trên qua. Cái kia tiểu bí giãy giụa một chút, có chút oán giận nói, người chuyện gì xảy ra a? Nàng thanh âm nói chuyện rất nhẹ. Bất quá La Quân thính lực tốt bao nhiêu a, nghe nhất thanh nhị sở. Cái kia bàn lão tổng lập tức nhỏ giọng nói ra, cháu trai kia không đi, ta có thể có biện pháp nào? Hừ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ phanh ta. Bàn lão tổng có chút nóng nảy, lại bắt đầu hống đứng lên, nói ra, Tống Duyệt, ngươi đừng như vậy. Sau khi trở về, ta mua cho ngươi ngươi ưa thích giới chỉ. Ngươi nói, Tống Duyệt nói ra, ta muốn cái kia 2 gram lạp. Tốt tốt tốt, bàn lão tổng đại khái là thật sốt ruột, dù sao chỉ cần bây giờ có thể để hắn bên trong chơi, hắn đều đáp ứng. Không thể không nói, nam nhân dục vọng lên lúc, thật sự là theo cầm thú không có chơi khác biệt a. Liền cũng tại lúc này, bàn lão tổng cùng Tống Duyệt trên giường bắt đầu thân mật đứng lên. La Quân đều có thể nghe được hai người hôn môi thanh âm, hắn nghĩ đến hình ảnh kia, lập tức cảm thấy có chút thú huyết sôi trào a. La Quân là cố ý không đi, con hàng này chỉ có ngần ấy yêu thích, chuyện tốt như thế, ngu ngốc mới rời khỏi đây. Hiện trường phát sóng trực tiếp, người trực đến có được không phải? Cái kia trên giường, bàn lão tổng cùng Tống Duyệt tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát, La Quân liền nghe đến Tống Duyệt tiếng thở gấp. La Quân thầm hô đã nghiền. Bất quá lập tức, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến. Là vội vã tiếng bước chân. Bàn lão tổng cùng Tống Duyệt nghe được đẩy cửa âm thanh, hai người vội vàng trung thực xuống dưới. Lúc này, cửa mở ra, tiến đến là một tên chừng 30 tuổi thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu phụ này ăn mặc áo da màu đen, cái kia áo da bó sát người. Đưa nàng linh lung lồi lõm dáng người bày ra đến lộ ra không bỏ sót. Nên vỉnh lên địa phương vỉnh lên, nên lồi địa phương lồi. Thiếu phụ dài rất là xinh đẹp, quan trọng hơn là có một loại thành thục khí chất, giống như là chín mọng đào mật. Mà lại trên người nàng còn có một loại khí chất, quý phụ nhân khí chất. Thiếu phụ này trong tay còn kéo cái cặp da nhỏ, nàng sau khi đi vào, đầu tiên là ngắm liếc một chút giường trên bàn lão tổng cùng Tôn Duyệt. Cái kia giường là đầy đủ hẹp. Tống Duyệt là ngủ ở bàn lão tổng trên thân. Nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ, lại tiểu địa phương đều không chê bé. Thiếu phụ nhìn một chút giường trên tình huống, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng trong thần sắc còn mang cái này sợ hãi, nàng lại dò xét liếc một chút La Quân. Đột nhiên, thiếu phụ này cấp tốc đóng cửa lại, sau đó một chút liền đến La Quân trên giường. Ta dựa vào, La Quân thầm kêu một tiếng, chơi tử tình huống mà. Xin nhờ, mau cứu ta, thiếu phụ nhẹ nhàng cầu khẩn một tiếng, sau đó kéo qua chăn mền, đưa nàng cùng La Quân đều đắp ở bên trong. Mùi thơm xông vào mũi a. Nguyễn Ngọc ôn hương, La Quân cảm giác được thiếu phụ nóng hầm hập thân thể mềm mại dính sát chính mình. Thiếu phụ ôm thật chặt La Quân, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. La Quân nhất thời cảm thấy có chút thụ không. Hắn bụng dưới sinh ra một cỗ nhiệt lượng. Thiếu phụ kia ngừng lại là người từng trải. Sao có thể không hiểu, nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. La Quân nhìn về phía thiếu phụ, hai người bốn mắt tương đối. La Quân khẽ cười khổ, nhẹ nói, đây là bình thường phản ứng sinh lý, ta là nam nhân, cái này thật là không tệ ta. Thiếu phụ lại là không nói lời nào, nàng sau đó toàn bộ đầu đều rút vào trong chăn. Thiếu phụ là cả thân thể đều đặt ở La Quân trên thân. Ngay vào lúc này, cửa lại có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân này nhẹ nhàng vô cùng, sau cùng dừng lại nơi cửa tới. La Quân lỗ tai dựng lên, lập tức cảm giác ra cửa người hẳn là sát thủ. Chỉ có sát thủ cước bộ mới có thể như vậy nhẹ nhàng, không lộ ra dấu vết. Cao thủ tiếng bước chân, đều là một loại hùng hậu, cước đạp thực địa cảm giác. Mà lại, tên sát thủ này ở ngoài cửa vừa đứng, La Quân thì nhạy cảm giác được một tia sát ý. Lúc này, La Quân cảm giác được trên thân thiếu phụ.
run rẩy càng thêm lợi hại. Liền cũng tại lúc này, sát thủ kia trực tiếp đem cửa đẩy ra. Bàn lão tổng cùng Tống Duyệt cũng cảm thấy tay không thích hợp, hai người hoảng sợ không nhẹ. Cùng lúc đó, bọn họ thoát ra đầu nhìn về phía sát thủ kia. Sát thủ kia là cái mặc áo khoác màu đen nam tử, trên đầu mang một đỉnh thân sĩ mũ. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo hàn ý. Cái này sát thủ đồng thời cũng thấy rõ ràng bàn lão tổng cùng Tống Duyệt. Hai người này hiển nhiên không phải hắn mục tiêu, thế là hắn đem mục tiêu khóa chặt đến La Quân bên này. La Quân đột nhiên thì thoát ra đầu, đối cái này sát thủ mắng, XXX mẹ ngươi, nhìn cái gì vậy, lão tử cùng lão bà thân mật ngươi cũng phải nhìn. Sát thủ vốn đang là nghi hoặc, nhưng bị La Quân mắng một cái như vậy, hắn nghi hoặc liền cũng liền biến mất. Hắn trêu tức nhìn La Quân liếc một chút, cũng không nói gì, quay người muốn đi. Mẹ ngươi à, La Quân lập tức không phục lắm hô, cháu trai, ngươi đứng lại cho lão tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Xem thường ca ca ta là muốn như thế nào bóp. Thiếu phụ kia mắt thấy sát thủ muốn đi, La Quân cái này đại gia thế mà còn không buông tha mắng lên. Thiếu phụ không khỏi dọa đến tim mật muốn nứt, móng ngón tay đều bóp tiến La Quân trong thịt. Sát thủ lại lần nữa chính thức nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt bên trong mang hàn ý, sát ý. Nhìn con em ngươi nhìn a, La Quân khắp không thèm để ý nói, thế nào, ngươi muốn đánh nhau phải không a? Nói cho ngươi. Lão tử lão ba là Hoài Bắc cục trưởng thị công an cục, người dám đụng đến ta thử một chút. Mẹ con chim, còn phản ngươi. Con hàng này hiện tại cũng là hiển nhiên một cái hỗn thế ma vương. Sát thủ kia đều không còn gì để nói, cái này là ở đó đến như vậy một cái đáng yêu tiểu hai bước a. Sát thủ cảm thấy, chính mình dưới mắt nếu không phải có nhiệm vụ tại thân, khẳng định phải dốc thịt cái này tiểu hai, nhưng là hắn hiện tại không thể a. Một khi giết cái này tiểu hai hoặc là giáo huấn hắn, cái kia thế tất yếu gây nên đại phiền toái. Cái này xe lửa bên trên, hắn cũng không dễ đào tẩu. Một khi đào tẩu, trốn đi lên nữa giết nữ nhân kia coi như khó. Ta nhớ kỹ ngươi, sát thủ lạnh lùng nhìn một chút La Quân, quay người rời đi. Chạy đợi còn đóng cửa lại. Sát thủ kia vừa đi, phía trên bàn lão tổng cùng Tống Duyệt thì từng ngụm thở đứng lên. Bàn lão tổng cũng không khỏi may mắn chính mình trước đó không có theo La Quân đánh a. Nguyên lai tiểu tử này mặt ngoài cười tủm tỉm, tính cách lại là như thế đục a. Thiếu phụ kia liền muốn đứng dậy, La Quân lập tức xông thiếu phụ nói ra, nhìn qua Thần Điêu Hiệp Lữ không? Thiếu phụ sững sờ, bởi vì La Quân lời này hỏi thật sự là kỳ kỳ quái quái. Nhìn qua, thiếu phụ vẫn là nói. La Quân nói ra, vậy sao ngươi còn muốn đứng lên? Thiếu phụ ngơ ngẩn, không hiểu nhỏ giọng nói, nhìn qua Thần Điêu Hiệp Lữ cùng ta có dậy hay không đến có quan hệ gì? Nàng lúc nói chuyện, nhiệt khí đều phun đến La Quân trên mặt. Tăng thêm nàng mùi thơm, đây quả thực là một cái đau xót thoải mái a. Lúc này, phía trên kia Tống Duyệt đã trước nhỏ giọng lui đầu tới nói, Lý Mạc Sầu truy sát Dương Quá cùng Lục Vô xong lúc, không phải đi mà quay lại sao? Hắn là nhắc nhở ngươi, cẩn thận vừa rồi người kia qua mà quay lại. Thiếu phụ ngây người, nàng thật đúng là không dám động. Đây cũng không phải là đang diễn trò, bị phát hiện thì chết chắc. Ngươi tên gì? La Quân hỏi. Thiếu phụ nhìn một chút La Quân, tuy nhiên La Quân gia hỏa này rất sắc. Nhưng cái này là mình đưa tới cửa, tựa hồ cũng thật không thể trách hắn. Mà lại, gia hỏa này cũng coi là tạm thời cứu mình. Cho nên thiếu phụ không có tránh xa người ngàn dặm, nói, Lam Hồng. La Quân liền nhe răng cởi mở cười một tiếng, nói, ta gọi La Quân, Lam tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Lam Hồng không khỏi có chút im lặng. Hai người tình huống này gọi là một cái mập mờ a. Nàng thật là không thể nói cao hứng a. Nàng hiện tại đặt ở La Quân trên thân, mà lại La Quân cũng rất không thành thật. Cái này khiến Lam Hồng cảm thấy tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Có thể nàng lại không dám đứng lên. Nàng miễn cưỡng cười dưới, cũng không nhiều lời. Đồng thời, Lam Hồng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì nàng tiếp xúc với người khác. Riêng là tiếp xúc rất gần về sau. Có thể cảm giác được mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩu khí. Nhưng là La Quân một chút cũng không, hơi thở xuất khí ở giữa, còn có cỗ mùi thơm ngát. Vừa rồi đó là cái gì người? Bàn lão tổng nhìn không được hạ giọng hỏi. Đầu hắn từ phía trên thoát ra, nhìn về phía La Quân bên này. Sát thủ, La Quân nói ra. Bàn lão tổng cùng Tống Duyệt đều là bị kinh ngạc. Lam Hồng hơi kinh hãi, nàng thật không thể tin nhìn về phía La Quân, nói.
người biết hắn là sát thủ, còn như thế mắng hắn. Sợ cái gì, La Quân chẳng hề để ý nói ra, cha ta là công an sảnh sở trưởng đây. Phía trên kia Tống Duyệt yếu ớt nói ra, người mới vừa nói cha ngươi là công an cục trưởng, làm sao lúc này lại biến thành trưởng phòng. Bàn lão tổng cũng khẽ cười khổ, nói ra, lệnh tôn thăng chức rất nhanh a. La Quân cười ha hả, nói, ta là nói như vậy sao? Đó là ta nói sai. Lam Hồng cả đám không khỏi im lặng, bàn lão tổng hỏi, cái kia cha ngươi đến là làm gì? Không biết a, La Quân hồi đáp. Câu trả lời này là đầy đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn không muốn nói, bàn lão tổng cũng không dễ tiếp tục truy vấn. Dù sao bàn lão tổng biết La Quân gia hỏa này không phải dễ trêu, là cái tên đần. Không gì hơn cái này vừa đến, bàn lão tổng cũng liền không cùng Tống Duyệt thân mật hứng thú. Hắn nói với Tống Duyệt, người đến bên kia đi ngủ đi, ta đều sắp bị ngươi ép ra cứt. Cái này vừa nói, La Quân cùng Lam Hồng đều là buồn cười. Tống Duyệt nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, xì một câu tử tướng, sau đó liền đến một bên khác giường trên qua nằm đây. Lam Hồng nghe một trận, phát hiện bên ngoài không có động tĩnh, liền cũng liền đứng dậy. La Quân không có ngăn cản, hắn cũng chính là chơi vui. Không có khả năng thật nghĩ chiếm Lam Hồng tiện nghi, hoặc làm thất thường gì sự tình. Lam Hồng cũng không dám rời đi căn phòng này, nàng dứt khoát ngay tại một bên khác dưới giường nằm xuống. Một đêm lại là bình an vô sự. Đường sắt cao tốc tốc độ là thật nhanh, buổi sáng 6 giờ, thiên vẫn là tảng sáng. Loa phóng thanh truyền đến, còn có 5 phút đồng hồ sắp đến Hoài Bắc thành phố đứng, mời muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Lam Hồng cũng liền ngồi xuống, nàng một đêm này đều không sao cả ngủ, ngẫu nhiên ngủ, kết quả đều là ác mộng. La Quân cũng ngồi xuống, hắn là muốn tại Hoài Bắc cái này vừa đứng xuống xe. Lam Hồng gặp La Quân cũng phải xuống xe, không khỏi mừng rỡ vô cùng, nói ra, ta cũng là nơi này xuống xe, chúng ta cùng một chỗ a. La Quân sờ mũi một cái, hắn sau đó cười ha ha, nói ra, ngươi thật đúng là không khách khí a. Ngươi trêu chọc là sát thủ, vạn nhất sát thủ phát hiện ngươi, muốn đem ta cùng lúc làm sạch làm sao bây giờ. Lam Hồng ngơ ngẩn, nàng sau đó lấy chính mình cái dương thì đi ra ngoài. Cũng liền không để ý tới La Quân, tính khí vẫn còn lớn. La Quân cũng không thèm để ý. Cái kia bàn lão tổng gặp Lam Hồng sau khi rời khỏi đây, lập tức liền lui đầu đi ra nói với La Quân, lão đệ a, nữ nhân này như thế cực phẩm, ta nhìn đều trông mà thèm a. Ngươi hẳn là bảo hộ nàng cùng đi ra, nói không chừng đêm nay ngươi liền có thể âu yếm a. La Quân cười ha hả nói ra, lão ca a, cơ hội tốt như vậy, ngươi tại sao không đi a? Bàn lão tổng ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ta cái này bên người không phải có cái cọp cái mà. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp ra khỏi phòng. Hắn là không mang hành lý, con hàng này đi chỗ nào đều là như vậy thoải mái. Hoài Bắc thành phố là một cái trạm xe, lúc này xuống xe người vẫn là thật nhiều. Lam Hồng cũng là muốn lẫn trong đám người, đục nước béo cò rời đi. La Quân đương nhiên sẽ không thật mặc kệ Lam Hồng, hắn người này, ngoài miệng lớn nhất nhưng tiện tiện, nhưng là tâm địa lại là tốt. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đó là hắn làm người thói quen. Lam Hồng theo đám người hướng phía trước đi đến, La Quân nhãn quan bốn đường tai nghe khắp nơi, thời khắc chú ý đến trước đó sát thủ. Bất quá còn tốt, cũng không có trông thấy sát thủ tung tích. La Quân đồng thời cũng không nhịn được hiếu kỳ, cái này Lam Hồng đến là ai? Vì sao lại có sát thủ tới giết nàng? Sát thủ kia tu vi hẳn là hóa kính đỉnh phong, mà lại am hiểu sử dụng sắc bén dao găm. Dạng này một sát thủ, tại trên quốc tế đều xem như xuất sắc. Nhưng dạng này quốc tế sát thủ lại tới đối phó Lam Hồng cái này nhược nữ tử. Rất nhanh, Lam Hồng liền theo đám người ra đường sắt cao tốc. La Quân lập tức thân thể như trượt cá trong đám người thiểm điện tiến lên, hắn theo thật sát Lam Hồng đằng sau. Bất quá Lam Hồng cũng không có phát giác được La Quân tồn tại. Một khi ra đường sắt cao tốc, cái kia nhà ga bên trong nhất thời cũng là biển người tụ hợp. Toàn bộ đều hướng xuất trạm miệng dũng mãnh lao tới. Loại tình huống này, đối với Lam Hồng tới nói, là có chỗ tốt cực lớn. Càng nhiều người, càng dễ dàng đục nước béo cò lăn lộn quá khứ. Nhưng tương tự, giết nhau tay tới nói, cũng là 10 phần có lợi. Chỉ cần hắn khóa chặt Lam Hồng, hắn liền có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong giết Lam Hồng, sau đó thuận lợi rút đi. Ai cũng tìm không thấy hắn tung tích. Thì nhìn sát thủ có phát hiện hay không Lam Hồng.
Nếu như phát hiện Lam Hồng, cái kia chính là Lam Hồng tai nạn. Lam Hồng không lo được hắn, vội vàng hướng trong dòng người chen quá khứ. Nàng không đi ra bao lâu, bỗng nhiên tại đám người 10 mét bên ngoài liếc về một khuôn mặt người. Trong một chớp mắt, nàng dọa đến hồn phi phách tán. Người kia mặt chính là trước kia sát thủ. Sát thủ sắc mặt băng hàn, hắn cũng là tại cái này một cái chớp mắt rốt cục khóa chặt Lam Hồng. Sát thủ lập tức xuất động. Lam Hồng vội vàng hướng phía trước nhanh chóng chạy, nhưng mà, nàng là cái không biết võ công người, không có bất kỳ cái gì thân pháp, cho nên trong đám người căn bản chạy không nhanh. Sát thủ kia chính là hóa kính đỉnh phong cao thủ, bộ pháp lô hỏa thuần thanh. Mấy cái chập trùng liền đến Lam Hồng trước mặt. Lam Hồng con đường phía trước bị lấp, nàng xem thấy sát thủ tấm kia băng hàn mặt, chỉ cảm thấy sát ý đã vọt tới nàng tâm mạch. Lam Hồng sắc mặt trắng bệch, quanh thân cứng đờ. Nàng không thể nhúc nhích, trong đầu của nàng trong một chớp mắt trống rỗng. Lúc này, nàng chỉ là đang nghĩ, ta muốn chết, muốn chết. Cái này một cái chớp mắt, nàng không nghĩ tới trượng phu nàng, hài tử, nàng cái gì đều đã không thể đi nghĩ. Sát thủ kia trong mắt hàn ý hiện lên. Một vòng hàn quang thì tàn nhẫn hướng phía Lam Hồng trắng như tuyết chỗ cổ xóa đi. Tuyệt đối nhất kiếm phong hầu. Liền cũng tại lúc này, La Quân xuất thủ. La Quân quỷ mị xuất hiện tại Lam Hồng bên người, hắn ôm Lam Hồng mềm mại eo đầy đặn, sau đó hai ngón như thiểm điện, đột nhiên kẹp ra. La Quân ngón tay tựa như là kim cương cái kẹp một dạng, trực tiếp liền đem sát thủ dao găm lưỡi đao kẹp lấy. Sát thủ kia còn không có kịp phản ứng. La Quân thiên huyền chỉ kính xuyên thấu qua dao găm chấn quá khứ. Sát thủ chỉ cảm thấy trên tay rung mạnh, một cỗ tê dại điện lưu tập giết tới. Hắn nắm dao găm tay không tự chủ được bị chấn khai, đồng thời, người cũng lui ra phía sau mấy bước. La Quân hướng sát thủ mỉm cười, tiếp lấy liền đem cái kia dao găm ném qua, trả lại cho ngươi, nữ nhân này ta hội bảo hộ lấy, ngươi đừng đến. Sát thủ kia hãi nhiên thất sắc, hắn cũng thấy rõ ràng La Quân. Biết La Quân thì là trước kia chính mình coi là tiểu hai, hắn không có nghĩ đến cái này La Quân lại là ẩn tàng tuyệt thế cao thủ. La Quân lại không để ý cái này sát thủ, mang theo Lam Hồng liền đi. Lam Hồng lúc đầu thân thể đều hoảng sợ mềm, sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại. La Quân liền cũng liền buông ra Lam Hồng lập tức nói, nắm lấy ta. Nàng vẫn không thể đơn độc bước đi, chân vẫn còn có chút mềm. La Quân liền thì lại ôm Lam Hồng mềm mại vòng eo. Lam Hồng sững sờ, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Ám đạo tên tiểu hỗn đản này, muốn ngươi bắt được ta, cũng không có để ngươi như thế bắt lấy a. Bất quá lúc này, nàng cũng lười so đo, cả thân thể đều cơ hồ mềm tại La Quân trên thân. Là ngươi cứu ta, Lam Hồng phản ứng qua đi đến, một bên ra nhà ga một bên hỏi La Quân. Hai người còn tại người đông tấp nập bên trong. La Quân hững hờ nói ra. Cũng không phải chính là ta mà. Sát thủ kia đâu? Lam Hồng liền vội vàng hỏi. La Quân nói ra, đi, yên tâm đi, sẽ không lại tới. Hắn làm sao lại đi? Lam Hồng không thể tin. La Quân chứng chạc đàng hoàng nói ra, vừa rồi ngươi mộng, không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Thực cũng rất đơn giản, hắn muốn giết ngươi, ta liền lên đi cùng hắn tận tình khuyên bảo giảng đạo lý. Hiện tại cũng là thế kỷ 21. Làm sao còn có thể lão chém chém giết giết theo không kịp thời đại đâu. Ta khuyên hắn trở về hảo hảo sách, hoàn thiện mỗi ngày. Kết quả, hắn thì hoàn toàn tỉnh ngộ, sau cùng liền đi. Lam Hồng đương nhiên sẽ không tin tưởng La Quân lời nói dối. Nàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, thầm nghĩ, thật đúng là quái. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lam Hồng đều rất lợi hại cảm tạ La Quân. Là La Quân hai lần cứu nàng. Lam Hồng cũng lấy lại tinh thần đến. Nàng nói ra, người tay lấy ra đi, ta không sao. La Quân liền rất lợi hại tự giác lấy tay ra, nội tâm của hắn cảm thấy xúc cảm vẫn là rất không tệ mà. Lam Hồng hướng La Quân nghiêm túc nói ra, cảm ơn ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, không khách khí a. Ai bảo ngươi là mỹ nữ đâu, ta tông chỉ thì là không thể thấy mỹ nữ thụ khi dễ. Nếu là có cái nam bị đuổi giết, ta mới mặc kệ đây. Lam Hồng không khỏi cảm thấy La Quân thật rất thú vị, nàng nói ra, vì cảm tạ ngươi ân cứu mạng, ta mời ngươi ăn cơm đi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ăn cơm cũng không cần, quá phiền phức. Ta còn có chuyện phải làm, sau này hãy nói đi. Lam Hồng lập tức sau sợ lên, nói ra, ta có thể hay không mời ngươi đem ta đưa về nhà, đến về sau, ta cùng muội muội ta nhất định đối ngươi thâm tạ.
La Quân lập tức cười hì hì nói ra, ngươi còn có muội muội a, xinh đẹp không? Lam Hồng khẽ giật mình. La Quân nói ra, bất quá ngươi xinh đẹp như vậy, muội muội của ngươi nhất định cũng rất xinh đẹp. Nếu không ta cho ngươi làm em rể a. Lam Hồng không khỏi im lặng, con hàng này thật là một cái kỳ hoa a. Lam Hồng nói ra, muội muội ta trên mặt tất cả đều là mặt dỗ, ngươi nếu là không để ý, vậy ta rất lợi hại hoan nghênh. La Quân nói ra, a, đó còn là tính toán, ta đối với mỹ nữ có hứng thú a. Lam Hồng thì chưa từng thấy La Quân loại này nói chuyện làm việc không che giấu chút nào người. Nàng nói ra, tiễn ta về nhà, thế nào? Chuyện tốt làm đến, đưa Phật đưa đến Tây mà. Thực không dám giấu giếm, ta hai cái bảo tiêu đều đã bị tên sát thủ kia giết, ta thật sự là có chút bận tâm. Chỉ cần ta tốt, hết thảy thì còn không sợ. La Quân nói ra, đưa cũng là có thể a. Vậy ngươi có cái gì cảm tạ ta? Lam Hồng sững sờ, theo rồi nói ra, ta có thể cho ngươi tiền. La Quân nói ra, tiền coi như a, ta đối tiền không hứng thú. Trước đó cái kia mập mạp muốn cùng hắn tiểu bí một chỗ, muốn dùng 2000 khối thu mua ta, ta tại chỗ thì cự tuyệt, làm ca ca ta là người như thế nào a? Ca ca ta là thấy tiền sáng mắt người sao? Lam Hồng nói ra, ta cũng không phải cho ngươi 2000, ta có thể cho ngươi 200 vạn. La Quân vẫn lắc đầu, nói ra, không hứng thú a. Lam Hồng không khỏi gấp, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Đưa ngươi sau khi về nhà, ngươi muốn hôn ta một chút. Thế nào? La Quân lập tức nói. Lam Hồng ngơ ngẩn, nói ra, 200 vạn cho ngươi, ngươi có thể tìm ngôi sao cùng ngươi. Ta một cái đã kết hôn người, ngươi làm gì muốn? La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi đây thì không hiểu. Ngươi xinh đẹp như vậy, lại có khí chất như vậy, ngươi hôn kia chính là ta may mắn chi hôn a. Dù sao con hàng này nói chuyện phiếm khoác lác, đều là không lên thuế. Thực hắn sớm liền định muốn đưa Lam Hồng về nhà, dù sao có chút không yên lòng mà. Nhưng là hắn người này trời sinh cũng là miệng ba hoa tính cách, gặp mỹ nữ không đùa giỡn thì toàn thân ngứa, không được tự nhiên. Lam Hồng mặc dù là khí chất nữ nhân, thành thục nữ nhân, nhìn quen dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng là nữ nhân nha, trời sinh liền không thể đối loại này ca ngợi miễn dịch, thế là cũng liền nghe tâm hoa nộ phóng, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngay sau đó, La Quân cùng Lam Hồng thuận lợi ra nhà ga, một đường ra ngoài, cũng là bình an vô sự. Lam Hồng trước tiên muốn về cũng không phải là nhà, mà là công ty. Tại xe taxi bên trên, Lam Hồng hướng La Quân tiết lộ một chút, nhà các nàng là chế tạo xe hơi động cơ. Tên công ty gọi là Trung Vũ Thiết Ưng Tập đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Nghe được cái tên này lúc, La Quân không khỏi kinh ngạc, nói, ngoá, nhà ngươi cũng là chế tạo thiết ưng động cơ. Lam Hồng trên mặt phát ra hồng quang, đây là một loại dung nhập trong xương cảm giác tự hào, nói ra, đúng. La Quân không thể không nói, Châu. Thiết ưng tập đoàn chế tạo xe hơi động cơ, trước mắt nhưng nói là trong nước ưu tú nhất. Ẩn, có vượt qua Anh Mỹ xu thế. Mà lại, Hoa Hạ bên trong, rất nhiều người trong nước cũng bắt đầu tán thành thiết ưng tập đoàn động cơ. Loại này nhãn hiệu hiệu ứng đang hình thành. Ở trong nước xe hơi hành nghiệp phổ biến gọi suy tình huống dưới. Thiết ưng tập đoàn thì là một tề thị trường cường tâm châm. Thiết ưng tập đoàn đã cùng nhiều hơn trong nước xe hơi công ty đạt thành hợp tác lâu dài. Ngay cả có chút hùn vốn công ty, cũng theo thiết ưng tập đoàn đạt thành chiến lược hợp tác. Cái này còn không nói, liền xem như quốc ngoại nổi danh xe hơi xí nghiệp, cũng từng đi ra giá trên trời, muốn thu mua thiết ưng tập đoàn, thu hoạch được thiết ưng tập đoàn động cơ hạch tâm kỹ thuật. Không khỏi hiển nhiên, thiết ưng tập đoàn là cự tuyệt. Thiết ưng tập đoàn bây giờ tài phú giá trị đã đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Nhưng có một chút khiến người bất ngờ là, thiết ưng tập đoàn một mực không có lên sàn. Dùng thiết ưng tập đoàn người phụ trách lại nói, đó chính là bọn họ thiết ưng tập đoàn không hiểu thị trường chứng khoán, không đồng thị trận, chỉ hiểu làm động cơ. Như vậy, thì thành thật làm động cơ đi. Xét thấy tại sĩ bên trên, La Quân cũng không tiện hỏi nhiều Lam Hồng vì sao lại bị đuổi giết các loại. Cho nên hai người sau đó cũng liền trầm mặc xuống dưới. Nửa giờ sau, chính là sớm hơn 7 giờ. Lúc này, tia nắng ban mai vẩy soi sáng ra tới. Xe taxi cũng đứng ở Trung Vũ Thiết Ưng Tập đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn phía trước. La Quân cùng Lam Hồng hạ sĩ tiền còn là La Quân cho. Đây là một tòa 36 tầng cao lớn hạ, tên tự làm Thiết Ưng cao ốc. Dây chuyền sản xuất, bộ phận thiết kế, bộ nghiên cứu. Thị trường bộ chờ một chút,
Thiết Ưng công ty sở hữu hạch tâm đều tại cái này Thiết Ưng trong cao ốc. Cũng là bởi vì này, Thiết Ưng tập đoàn bảo an cấp bậc phi thường cao, Thiết Ưng tập đoàn người phụ trách hoa giá cao ở trong nước quốc ngoại mời không ít cao thủ tới. Những cao thủ này đều là trong bóng tối giám sát, phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức khóa chặt. Mà lại, thượng hạ đều có bảo an tuần tra. Những này bảo an cũng đều là tìm một đám lão thủ, tỉ như xuất ngũ lính đánh thuê, đặc chủng binh các loại. Cao như vậy bảo an cấp bậc, có thể cam đoan Thiết Ưng tập đoàn bình yên vô sự. Dù sao Thiết Ưng tập đoàn đối thủ đều là một số công ty, xí nghiệp, trong bọn họ rất không có khả năng có rất nhiều cao thủ. Cũng không phải cổ võ thế gia. Lại nói lúc này, La Quân cùng Lam Hồng tiến vào cao ốc tầng thứ nhất trong đại đường. Nhân viên an ninh kia gặp Lam Hồng, cung kính hô một tiếng Lam Tổng, sau đó cho đi. Lúc này Lam Hồng cũng khôi phục cao lãnh khí chàng, nhàn nhạt ứng một tiếng. La Quân ở một bên thì là theo người hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn chung quanh. Lam Hồng mang theo La Quân đi vào trong thang máy, trực tiếp bên trên 36 tầng tối cao lâu. Đi chỗ nào, trong thang máy, La Quân hậu chi hậu giác hỏi Lam Hồng. Lam Hồng nói ra, dẫn người đi gặp muội muội ta là nơi này chủ tịch. La Quân nói ra, gặp muội muội của ngươi làm chơi, nàng cũng không phải mỹ nữ. Lam Hồng không khỏi có chút im lặng, nàng nói ra, ngươi lần này cứu ta, cũng là giúp chúng ta Thiết Ưng tập đoàn đại ân, muội muội ta sẽ đối với ngươi có cảm giác tạ. La Quân lập tức nói, ngươi sẽ không phải muốn chống chế a. Lam Hồng sững sờ, không nghĩ tới con hàng này thế mà đối với mình hôn như vậy nhớ mãi không quên. Nhân tiện nói, ta một cái đã kết hôn nữ nhân, ngươi làm sao lại? La Quân cười ha ha, nói ra, nếu không ngươi bây giờ thì cho ta đi, ta cũng liền tạm biệt, ta còn có việc đây. Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp một tay lấy Lam Hồng đặt tại thang máy sau trên vách. Hắn mạnh mà hữu lực cánh tay đem Lam Hồng vần quanh ở bên trong. Đây là một cái khiến nữ nhân mặt đỏ tim run vách tường đông tư thế. Cái gì là vách tường đông? Vách tường đông cũng là lấy tay chống đỡ vách tường, đem nữ nhân vần quanh ở bên trong, để cho nàng đi không được, chỉ có thể đứng trước nam nhân dương cương khí tức. Lúc này lại hôn đi lên, như thế liền cũng là vách tường đông. Lam Hồng bị La Quân như thế máy động nhưng tập kích, lập tức giật mình. Người chớ làm loạn a, nơi này là công ty, trong thang máy có giám sát đây. Lam Hồng bối rối nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, sợ cái gì a, đây là người đáp ứng ta. Ta là cầm lại ta thù lao. Lão công ta trông thấy sẽ giết ngươi. Lam Hồng tức hổn hển nói ra. Ha ha, La Quân cười lớn một tiếng, sau đó liền buông ra Lam Hồng, nói ra, chỉ đùa với ngươi, cũng chớ để ý. Lam Hồng giờ mới hiểu được tới, gia hỏa này là tại chơi ác chính mình. Nàng không khỏi tức giận, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Rất nhanh, 36 tầng lâu đến. Lam Hồng cùng La Quân ra thang máy. Đây là một tầng hào hoa cấp bậc ký túc xá, hành lang mặt đất trải kim ti tuyến thảm. Lam Hồng mang theo La Quân đi thẳng tới chủ tịch văn phòng. Lam Hồng gõ cửa, bên trong lập tức truyền tới một nữ nhân êm tai thanh âm tiến đến. Lam Hồng đẩy cửa vào, La Quân đi theo vào. Phòng làm việc này có to lớn cửa sổ sát đất, hết thảy đều là tràn ngập khoa học kỹ thuật hiện đại cảm nhận, sửa sang hào hoa. Mặt đất lót thảm, bên trái có màn hình lớn có thể xem phim cùng chơi đùa. Bên phải là phòng tập thể hình. Ta dựa vào. La Quân chỉ là thô liếc sơ một cái, trong lòng nhìn không được cảm thán, kẻ có tiền sinh hoạt, thật mẹ nó xa xỉ a. Mà hấp dẫn nhất La Quân con mắt là, cái kia trương hào hoa phía sau bàn làm việc nữ tử. Cũng chính là Lam Hồng muội muội, càng là Thiết Ưng tập đoàn chủ tịch. Nữ tử kia nhìn chừng 25 tuổi, thân trên lấy tử sắc tiểu tây phục. Tóc nàng co lại, lộ ra già dặn mà thành quen. Nàng dáng người rất tốt, giống như Lam Hồng, hoạt bát tất hiện. Mà lại, nàng cũng giống như Lam Hồng, mỹ lệ vô cùng. Cả hai khác nhau chính là, Lam Hồng tràn ngập thành thục mị lực, loại này thành thục là thân thể thành thục, đào mật giống như. Khiến nam nhân thấy một lần, thì có loại muốn đưa nàng ép dưới thân thể xúc động. Mà nữ tử này lại là loại kia khí chàng cực mạnh, nhìn về sau, nam nhân thì không tự chủ được có loại tự ti mặc cảm, không dám trèo cao cảm giác. Nữ tử nhìn thấy Lam Hồng, nàng lập tức đứng dậy, một mặt lo lắng đi tới, tỷ, ngươi có thể tính trở về. Ta cho các ngươi đánh mấy cái điện thoại, nhưng là vẫn luôn đánh không thông. Nữ tử nói nắm chặt Lam Hồng tay. Lam Hồng lập tức lòng còn sợ hãi,
nói ra, Tử Y, lần này kém chút thì không gặp được ngươi. Nếu không phải vị tiểu huynh đệ này xuất thủ cứu giúp, ta đã chết tại sát thủ trên tay. Nàng nói xong cũng chỉ La Quân, nói, Tử Y, ta cùng ngươi giới thiệu, đây là cứu ta tiểu huynh đệ, La Quân. Sau đó, Lam Hồng lại hướng La Quân giới thiệu muội muội nàng, đây là muội muội ta, Lam Tử Y. La Quân đối mặt Lam Tử Y, không tự giác nhô lên cái eo. Hắn nghiêm túc vô cùng nói, Lam Đồng ngài tốt. Lam Tử Y đưa tay ra nói, La tiên sinh ngươi tốt, rất lợi hại cảm tạ ngươi trưởng nghĩa xuất thủ. La Quân liền cũng liền vươn tay, cùng Lam Tử Y nắm cùng một chỗ. Hắn là nam sĩ, cho nên nữ sĩ không chủ động đưa tay lời nói, hắn sẽ không trước nắm tay. Đây là một cái lễ tiết vấn đề. La Quân tuy nhiên bình thường rất lợi hại gây rối, nhưng đường đường chính chính trường hợp, hoặc một số chi tiết nhỏ hắn đều là rất lợi hại chú ý. Đương nhiên, đối Lam Hồng hắn không có cố kỵ. Chủ yếu nhất là cùng Lam Hồng lần thứ nhất gặp mặt, Lam Hồng liền trực tiếp cùng hắn đến như vậy một chỗ tiếp xúc thân mật. Cho nên, hắn cũng có chút không kiêng nể gì cả. La Quân cùng Lam Tử Y một nắm liền phân ra, giống như chuồn chuồn lướt nước, điểm đến là rừng. Mười phần có chừng mực. Nhưng ngay tại một tích tắc này, La Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đơn giản là, Lam Tử Y tay quá rét lạnh. Tựa như là thiên nhiên hàn băng. Làm sao, Lam Tử Y gặp La Quân thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. La Quân lại là kỳ quái hơn Lam Tử Y thần sắc, nàng chẳng lẽ không biết chính nàng tay rất lạnh. Thế là, La Quân liền nói, tay ngươi rất lạnh. Không thể nào, một bên Lam Hồng nói ra. Muội muội ta là trời sinh có chút thể lạnh, nhưng là cũng không có rất lạnh a. Nàng nói xong cũng nắm chặt Lam Tử Y tay, nói, không có rất lạnh a, so người bình thường lạnh một chút mà thôi. Mẹ trứng. La Quân muốn nói, nơi đó là một chút xíu lạnh a. Chính mình cũng nhanh thụ không? Thật chẳng lẽ là mình ảo giác? La Quân lắc đầu, nói với Lam Tử Y, có thể hay không để cho ta lại nắm một chút tay ngươi? Lam Tử Y vẫn chưa trả lời. Lam Hồng sắc mặt trước quái dị. Nói ra, La Quân, người đừng nghĩ chiếm muội muội ta tiện nghi a. La Quân nghiêm mặt nói, ta tuyệt không có ý nghĩ thế này, chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại cổ quái mà thôi. Lam Hồng nói ra, nơi nào có cổ quái, ta cùng muội muội ta cùng nhau lớn lên, chưa từng người nói nàng cổ quái. Ngươi vừa thấy mặt liền nói cổ quái, ta xem là ngươi có gì đó quái lạ mới là. La Quân không khỏi cười khổ, hắn liền nói ra, vậy coi như đón đến, lại nói, nơi này cũng không có ta sự tình gì, ta cáo từ. Đợi một chút, Lam Tử Y thần sắc lại là sợ sệt đứng lên, tựa hồ là liên nghĩ đến cái gì. La Quân quay đầu trông thấy Lam Tử Y cái này thần sắc, liền biết trên người nàng khẳng định là thật có chút cổ quái. Lam Tử Y duỗi ra nàng trắng noãn như ngọc tố thủ. La Quân cũng không có do dự, liền là nắm lấy qua. Cái này nắm chặt, La Quân không có lập tức buông ra. Lập tức, một cỗ băng hàn chi ý lập tức phóng tới La Quân tâm mạch. La Quân cố nén không có buông tay, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lam Tử Y. Trên thực tế, Tư Đồ Linh Nhi cũng có chút trời sinh thể lạnh, bất quá đó là bình thường phạm trù. La Quân cho tới bây giờ không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là cái này Lam Tử Y thì khác biệt. Uy, La Quân, người còn không buông ra, Lam Hồng Tại vừa nói. Lam Tử Y nói ra, tỷ, không muốn thúc hắn. Nàng nghiêm túc nhìn về phía La Quân, sau đó vừa nhìn về phía La Quân tay. Lúc này, quỷ dị một màn phát sinh. La Quân trên tay bắt đầu sinh ra hàn băng, một tầng hơi mỏng băng xương. Ta dựa vào, La Quân quát to một tiếng, rốt cục nhịn không được buông ra Lam Tử Y tay. Hắn cóng đến thực sự thụ không? Cái này vừa buông lỏng, La Quân vội vàng vung tay, bản vận khí máu. Rất nhanh, trên tay hàn băng biến mất. Lam Tử Y cùng Lam Hồng đều nhìn ngốc. Lam Hồng giờ mới hiểu được tới, La Quân nói thật, tuyệt đối không có muốn chiếm muội muội tiện nghi. Tại sao có thể như vậy? Lam Hồng hỏi La Quân. La Quân cũng là không hiểu, hắn nói ra, vấn đề này hẳn là hỏi Lam Đồng. Lam Hồng nhìn về phía Lam Tử Y. Lam Tử Y một mặt mê mang, nàng nói ra, ta cũng là lần đầu tiên đụng phải phản ứng như vậy. Quá cổ quái, Lam Hồng vươn tay nắm chặt Lam Tử Y tay. Có thể nàng nắm thật chặt không thả, lại là một điểm phản ứng đều không có. La Quân nhìn kỹ, trọn vẹn một phút đồng hồ, Lam Hồng cùng Lam Tử Y đều không có có phản ứng gì. Lam Tử Y cùng Lam Hồng hồ nghi nhìn về phía La Quân.
Lam Hồng nói ra, chẳng lẽ ngươi là thân thể có gì đó quái lạ? La Quân sờ mũi một cái, phiền muộn nói ra, ta cũng từ chưa từng gặp qua loại chuyện này, nếu không hai chúng ta nắm chắc tay. Lam Hồng lúc này cũng không thấy đến La Quân là muốn chiếm tiện nghi, nàng duỗi da trắng như tuyết nhu di, cùng La Quân nắm cùng một chỗ. Hai người tay cầm cùng một chỗ, lại không có gì phản ứng đặc biệt. Lại trọn vẹn nắm một phút đồng hồ, hai người đều có chút xấu hổ mới buông tay. Nhưng đúng là không có phản ứng gì. Lam Tử Y đột nhiên lại hướng La Quân vươn tay ra, nói ra, chúng ta thử lại lần nữa. La Quân gật đầu, hắn cũng đưa tay ra. Hai người nắm cùng một chỗ. Ngoá! Cái kia cỗ băng hàn chi ý lại xông lại. La Quân nhất định phải vận khí huyết chi lực mới có thể tới Lam Tử Y thân thể bên trên truyền tới băng hàn chi ý. Trên tay hắn lại bắt đầu kết xuất tinh tế màu trắng băng xương, mà lại, cỗ này màu trắng băng xương bắt đầu hướng La Quân trên cánh tay lan tràn. Buông tay, La Quân có chút thụ không, quát to một tiếng, thu tay lui ra phía sau. Lúc này, La Quân trên cánh tay băng xương mới dần dần tiêu trừ. La Quân nhìn Lam Tử Y ánh mắt tràn ngập cổ quái cùng tà môn, hắn cũng thật là lần đầu tiên gặp được tà môn như vậy sự tình. Lam Tử Y thần sắc cũng là cổ quái, đồng thời, nàng cũng rơi vào trầm tư. La Quân nhìn một chút, liền biết chắc là Lam Tử Y có gì đó quái lạ, chỉ bất quá nàng không muốn nói ra tới. La Quân cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao theo chính mình cũng không có quan hệ gì. Hắn cười cười, nói ra, không có việc khác tình, ta liền đi. Ngươi đừng đi a, muội muội ta cái này đến tình huống như thế nào? Lam Hồng có chút lo lắng, nàng vội vàng nói. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, Lam Đồng tâm lý nhất định biết chút ít cái gì đúng không? Chỉ là ngươi không muốn nói mà thôi. Lam Hồng vừa nhìn về phía Lam Tử Y, hỏi, Tử Y, là thế này phải không? Lam Tử Y lại là nói ra, không có. Nàng đón đến, nói ra, chuyện này trước mặc kệ. Chúng ta hẳn là theo La Quân tiên sinh nói chuyện cảm tạ sự tình. Lam Hồng cũng không biết đến là tình huống như thế nào, nàng biết mình cô muội muội này tương đương có chủ kiến, cho nên mình cũng không cách nào khoảng chừng nàng. Ngay sau đó, nàng cũng liền phụ họa nói ra, đúng đúng đúng, chúng ta hẳn là hảo hảo cảm tạ La Quân. La Quân nói ra, không cần, hắn lộ ra rất là thoải mái, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu, nói, vì sao lại có sát thủ muốn giết ngươi? Lam Hồng muốn nói lại thôi, nàng không biết nên nói không nên nói. Lam Tử Y làm theo nói ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. La Quân thực cũng không phải rất gấp, hắn là có chút hiếu kỳ, cho nên lên đường, cũng được. Ngay sau đó ba người ngay tại trước sofa phân biệt nhập tọa. Lam Tử Y để thư ký tiến đến pha trà, đồng thời tại thư ký bên tai nhỏ giọng thì thầm vài câu, bí thư kia gật gật đầu. Lam Tử Y sau đó mới nói với La Quân, thực cũng không có gì tốt giấu giếm. Là bởi vì lần này tỷ ta qua nước Anh theo một vị hoa hạ khoa học gia cùng nhau nghiên cứu ra một phần độc quyền hạch tâm kỹ thuật. Phần này kỹ thuật nghiên cứu bản vẽ rất lợi hại phức tạp, tạm thời còn không ai có thể tải trên máy vi tính vẽ ra tới. Cho nên, bản vẽ này ngay tại tỷ ta trên tay, cũng không có cách nào thông qua máy tính truyền vào. Lam Hồng làm theo nói ra, Tử Y là phương diện này chuyên gia, nàng có thể đem bản đồ giấy phân tích, từ đó để cho chúng ta thiết ưng tập đoàn tạo ra tốt hơn động cơ tới. Lam Tử Y nói theo, không có nghĩ đến cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta đối thủ cạnh tranh liền muốn đem bản đồ giấy cướp đoạt đi. Bọn họ ý nghĩ chính là, thì coi như bọn họ không thể được đến bản vẽ, cũng không thể để chúng ta đạt được, miễn cho chúng ta nâng cao một bước. Vị kia hoa hạ khoa học gia đã chết ở nước Anh, cho nên bản vẽ một khi bị hủy, như vậy phần này kỹ thuật liền như vậy thất truyền. Nàng đón đến, nói ra, cũng là lão thiên có mắt, để cho ta tỉ may mắn gặp được La Quân tiên sinh ngươi. Cái này mới không còn để bản vẽ thất truyền. La Quân tiên sinh, ngươi cho chúng ta vãn hồi tổn thất to lớn, cho nên chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Trong lúc nói chuyện, thư ký bưng tới cà phê, thuận tiện lấy tới một tờ chi phiếu mỏng. Lam Tử Y làm việc rất có bá lực, đại bút múa bút, xoát 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 mấy lần. Sau cùng giật xuống một tờ chi phiếu đưa cho La Quân, nói ra, La Quân tiên sinh, một điểm nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. La Quân lại là không nhìn chi phiếu, mỉm cười, nói ra, tiện tay mà thôi, không cần. Lam Tử Y cùng Lam Hồng hơi kinh ngạc, con hàng này là chân thị tiền tài như cặn bã sao. Lam Tử Y nói ra, ta cảm thấy La Quân tiên sinh ngươi hẳn là xem trước một chút là bao nhiêu tiền, sau đó lại nhìn phải chăng cự tuyệt.
La Quân cười một tiếng, nói ra, Lam Đồng ngài là có đại phách lực người, đã tự mình cảm tạ ta, ta muốn thiếu 300 vạn, vậy cũng không lấy ra được. Lam Tử Y sắc mặt hơi đổi một chút, nàng viết chính là 300 vạn. Nàng không nghĩ tới La Quân lại còn nói chuẩn như vậy. Lúc này, Lam Tử Y nhìn không được nhìn nhiều La Quân, nàng cảm thấy cái này La Quân bề ngoài nhìn bất cần đời, trên thực tế lại là cái thật không đơn giản ra hỏa. Tốt, ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm, bái bai. La Quân đứng dậy liền đi. Hắn đi ra mấy bước quay đầu cười một tiếng, nói ra, Lam Đồng, giữa người và người, tại không tổn hại chính mình tình huống dưới cấp phụ một tay, đây là kiện rất lợi hại vui sướng sự tình. Nếu như cái gì đều muốn nói tới tiền tài, người kia sinh cũng khó tránh khỏi có chút không thú vị. Hắn nói xong cũng thật đi ra văn phòng. La Quân sau khi đi, Lam Hồng cùng Lam Tử Y hai mặt nhìn nhau. Lam Hồng nói ra, Tử Y, cái này La Quân người thấy thế nào? Lam Tử Y trầm ngâm nói, hoặc là hắn cũng là cái tâm kế rất sâu, có đại mưu đồ người. Hoặc là hắn thì thật là một cái thế gian ít có quân tử. Lam Hồng nói ra, ta cảm thấy hắn hẳn là cái sau, bởi vì ta đào mệnh thời điểm, là hoảng hốt chạy bừa gặp được hắn. Hắn không có đạo lý có ý đồ. Lam Tử Y nói ra, có lẽ, nàng là nhìn thấy chúng ta Thiết Ưng tập đoàn có thể có lợi, sinh ra tư tưởng mới đâu. Hắn là người thông minh, điểm này không cần hoài nghi. Lam Hồng khẽ cười khổ, nói ra, Tử Y, ta cảm thấy La Quân muốn so ngươi thoải mái. Hắn sẽ không đem người muốn hư hỏng như vậy, người cũng là bởi vì khi cái này chủ tịch lâu, đối cái gì cũng dễ dàng sinh ra hoài nghi, không tín nhiệm người. Lam Tử Y nhưng cũng không phản bác, nàng có chút giã rời nói ra, có lẽ đi. Lam Hồng nhớ tới cái gì, còn nói thêm, đúng, ngươi vừa rồi, mới vừa rồi cùng La Quân nắm tay, cái kia băng xương đến là chuyện gì xảy ra. Lam Tử Y lại là không muốn nói, nàng nói ra, tỷ, ta thật không rõ lắm. Nàng đón đến, nói ra, bản vẽ đâu? Lam Hồng cũng liền không tiện hỏi nhiều, sau đó xuất ra bản vẽ. Hoài Bắc thành phố là ở vào Bắc phương khí hậu, dù cho đến tháng 2 mạt, khí trời vẫn là giá lạnh vô cùng. Cứ việc hôm nay ra Thái Dương, nhưng trong không khí thực tràn đầy hàn ý. Có đôi khi, Hoài Bắc thành phố đến tháng 5 đều sẽ tuyết rơi. Đó là cái kỳ quái thành thị. La Quân đón tia nắng ban mai ra Thiết Ưng cao ốc, trong lòng của hắn cũng tại nói thầm Lam Tử Y cái kia cái cọc cổ quái sự tình. Cái này là La Quân từ chưa từng gặp qua sự tình, cũng là hắn không nghĩ ra. Đến La Quân loại tình trạng này, đối với thiên hạ sự tình, vạn sự vạn vật đều có một loại thông thấu lý giải. Biết bất cứ chuyện gì phát sinh đều là có nguyên nhân có quả. Tựa như Lăng Tiền Bối có thể nguyên thần thoát ra, phi thiên độn địa, cái kia cũng có thể giải thích thông. Nhưng là Lam Tử Y tình huống, La Quân làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì duy chỉ có chính mình cùng Lam Tử Y nắm tay mới có thể sinh ra băng tuyết phản ứng. Mà Lam Hồng nhưng không có. Lam Tử Y bình thường nhất định cũng sẽ cùng người khác nắm tay, nếu có phản ứng, nàng nhất định biết được. Như vậy nói cách khác, Lam Tử Y chỉ có đang cùng chính mình lúc bắt tay mới có loại này phản ứng hóa học. Mà mẹ nó, La Quân trong đầu bỗng nhiên rất loạn, loạn thất bát tao muốn rất nhiều. Tỷ như ngàn năm luân hồi ngược luyến tình lữ, nhất định dây dưa cả một đời. Tỷ như thất thế oán lữ chờ chút. Chẳng lẽ mình cùng Lam Tử Y ở giữa có kiếp trước cố sự? Có thể đây không phải vô nghĩa à. Căn bản không có lục đạo luân hồi, nơi đó có luân hồi chuyển thế thuyết pháp. Người chết như thổi đèn rút sáp, căn bản sẽ không chuyển thế được không? La Quân làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn dạo bước đi trên đường, trông thấy một nhà tiệm mì về sau, quay người tiến tiệm mì điểm một phần mì thịt bò. Trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện này. Thật sự là không nghĩ ra à. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Đô Sư Tôn. Sư Tôn tu vi thông thần, hẳn là so với chính mình muốn học thức uyên bác rất nhiều. Chính mình muốn hay không hỏi một chút Sư Tôn đâu. Thế nhưng là chút chuyện này qua phiền phức Sư Tôn, giống như có chút không tốt lắm đâu. Đối, có thể hỏi Đại Sư Tỷ Lâm Băng mà. La Quân đầu bên trong linh quang nhất thiểm, dù sao Sư Tôn là Lâm Băng chính mình cũng nói, có bất kỳ khó khăn liền kiếm nàng Lâm Băng. Ngay sau đó La Quân không chút khách khí lấy điện thoại di động ra, đã thông Lâm Băng điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Bên kia truyền đến Lâm Băng thanh âm, uy. La Quân lập tức tiện tiện cười một tiếng, nói ra, hắc hắc, Tiểu Băng Băng, đoán xem ta là ai. Ba, bên kia điện thoại cúp máy. La Quân không khỏi sững sờ,
con hàng này tại Lâm Băng trước mặt còn có thể thành thành thật thật. Nhưng là cái này cách cách xa vạn dặm, miệng liền bắt đầu phạm tiện. Hắn không nghĩ tới là Lâm Băng tắt điện thoại thật trực tiếp. La Quân không khỏi cảm thán, đại sư này tỷ thật sự là không có hài hước tế bào, một điểm trò đùa đều mở không đi, quá không tốt chơi. Sau đó, hắn một lần nữa đã gọi qua, lần này, hắn ngượng ngùng hô, đại sư tỷ, ta là La Quân. Lâm Băng nhạt lạnh hỏi, có việc. La Quân liền nói ra, là có vấn đề, ta cảm thấy rất cổ quái, cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Cho nên muốn hỏi một chút đại sư tỷ ngươi kiến thức rộng rãi. Nói chủ đề, Lâm Băng không lưu tình chút nào cắt ngang La Quân líu lo không ngừng. La Quân lập tức liền nói ra, là như thế này. Ngay sau đó, hắn thì giảng chính mình cùng Lam Tử Y nắm tay, sinh ra băng tuyết mảnh xương sự tình. Đại sư tỷ, ngươi nói đây là có chuyện gì? Người khác cùng với nàng nắm tay đều vô sự, ta thì có việc. Có thể hay không nàng kiếp trước cùng ta là người yêu, cho nên một thế này chúng ta tại duyên phận an bài xuống gặp mặt, vừa thấy mặt thì sinh ra phản ứng hóa học. Lâm Băng nói ra, nam nhân gặp nữ nhân hội sinh ra phản ứng sinh lý, đây là bình thường. Bất quá ngươi nói loại phản ứng này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. La Quân bị Lâm Băng câu này phản ứng sinh lý cho nghẹn lại. Ta dựa vào, đại sư tỷ ngươi tiêu chuẩn cũng không nhỏ a. Lâm Băng sau đó lại nói. Nhưng là ngươi cảm thấy nữ nhân kia là chỉ cùng ngươi nắm tay mới có hàn băng phản ứng, ta cũng có chút hoài nghi. La Quân lập tức nói, việc này thiên chân vạn xác. Ta cũng chính là muốn hỏi một chút đại sư tỷ ngươi có hay không đụng phải loại này quái sự. Lâm Băng nói ra, ta không có đụng phải. La Quân hơi hơi thất vọng, nói ra, vậy xem ra đại sư tỷ ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Băng nhạt lạnh nói ra, ta cũng không phải thần, làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện. Nàng đón đến, nói, ngươi nói nàng chỉ có cùng ngươi nắm tay mới có hàn băng phản ứng, mà cùng người khác nắm tay không có phản ứng đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Ngươi bây giờ lớn nhất nghi hoặc chính là, ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn ở giữa có một loại nào đó thần bí liên hệ, cho nên mới sẽ như thế đúng hay không? Lâm Băng hỏi. La Quân nói ra, vâng, hắn không thể không nghĩ như vậy. Lâm Băng nói ra, ngươi ý nghĩ này quá ngây thơ. La Quân nhất thời có loại muốn thổ huyết xúc động. Lâm Băng tiếp tục nói, ngươi hẳn là ngẫm lại, ngươi cùng thường nhân ở giữa có cái gì khác biệt. Ngươi là võ đạo cao thủ, trong thân thể ngươi khí huyết dương cương nóng rực. Có lẽ là bởi vì nữ nhân kia thể chất đặc thù, sau đó bởi vì ngươi dương cương thể chất dẫn phát vật gì đó. Nói cách khác, không phải ngươi đặc thù, mà chính là mỗi cái võ đạo cao thủ theo nữ nhân kia nắm tay đều sẽ sinh ra đồng dạng phản ứng. La Quân nao nao. Sau đó liền cảm giác Lâm Băng nói rất lợi hại có đạo lý. Giải thích như vậy ngược lại là tốt nhất một loại giải thích. Về phần mình đang suy nghĩ cái gì kiếp trước kiếp này, vậy thật đúng là có chút ấu chi a. Tại sao có thể có nàng loại thể chất này? La Quân tiếp lấy lại hỏi. Lâm Băng nói ra, không biết, nàng đón đến, nói ra, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cái này cũng không có gì tốt hiếm lạ. Còn có người sinh ra tới thì não vực tinh thần lực khác hẳn với thường nhân. Ủng có pháp lực đây. Cũng có người sinh ra tới thì ủng có người khác trí nhớ, cũng chính là nói tới chuyển thế. Nhưng đó là chuyển thế sao? Bất quá là một ít chết đi người, bọn họ suy nghĩ dung hợp đến cái này trẻ sơ sinh trên thân. La Quân rất tán thành, tối thiểu là hắn biết Trình Kiến Hoa cái kia hàng đó là thuộc về trời sinh tinh thần lực cường đại dị thường. Trình Kiến Hoa não vực cũng không phải là thuộc về thần thông cao thủ loại kia ngày kia khai phát. Hắn não vực sinh ra thì mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Lâm Băng còn nói thêm, thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Chỉ cần còn tại trong vũ trụ, lại kỳ diệu cổ quái sự tình đều không hiếm lạ. La Quân nói ra, có đạo lý. Không có việc khác ta thì treo. Lâm Băng theo rồi nói ra. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, đại sư tỷ, chờ ta đến Los Angeles thời điểm, mang cho ngươi lễ vật ha. Không cần. Lâm Băng nói xong cũng cúp điện thoại. La Quân mỉm cười, hắn cũng thu điện thoại di động. Dù sao Lâm Băng cũng là cái này tính tình, hắn cũng là có chút thói quen. Bất quá cú điện thoại này đánh xong về sau, La Quân cũng liền không xoắn suýt Lam Tử Y sự tình. Mặc kệ nàng là như thế nào, có cái dạng gì bí mật, vậy cũng là thuộc về nàng cố sự cùng tư ẩn. Mình cần gì nhất định muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Nghĩ thông suốt cái này một tiết về sau. La Quân liền vui sướng ăn xong mì thịt bò.
sau đó đi ra ngoài đánh sĩ, trực tiếp qua tìm Ngư Vạn Thành. Muốn nói Hoài Bắc thành phố cũng thật sự là không được. Đầu tiên Thiết Ưng tập đoàn thì rất lợi hại, Hoài Bắc thị trưởng mặt, thuộc về ngôi sao xí nghiệp. Mà Ngư Vạn Thành lại mới là thứ nhất thủ phủ, như vậy Ngư Vạn Thành là dựa vào làm cái gì làm giàu? Rất đơn giản, hắn là làm bất động sản. Ngư Vạn Thành đi là cùng loại Vạn Đạt hình thức, nhưng hắn khai phát đều là một số hội sở, biệt thự, cùng phong thủy bảo địa. Hắn nơi nhằm vào đều là kẻ có tiền. Đây là một cái khác loại hình thức. Nhưng Ngư Vạn Thành buôn bán đế quốc cũng đã thành hình, người khác là phục chế không tới. Nửa giờ sau, La Quân đi vào Vạn Thành thương nghiệp trước đại lâu. Dưới ánh mặt trời, La Quân đứng tại trước đại lâu. Lúc này nhưng lại có trận trận gió lạnh thổi tới. Ánh sáng mặt trời, gió lạnh, lại cũng hài hòa. La Quân mang kính râm, một thân màu đen áo khoác ra, làm chảnh chảnh. Hắn không có Ngư Vạn Thành số điện thoại di động, cho nên cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này qua tìm Ngư Vạn Thành. Tiến vào cao ốc thời điểm, hai tên bảo an tận chức tận trách ngăn lại La Quân. Xin hỏi ngươi là ai? Ngươi tìm ai? Một bảo vệ hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta tìm Ngư Vạn Thành chủ tịch, có hẹn trước. Hắn quét hai tên bảo an liếc một chút, nói ra, hẳn không phải là nói hẹn trước, mà là các ngươi chủ tịch mời ta tới. Cái kia hai tên bảo an nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không làm rõ ràng được thật giả. Còn chưa tránh ra, La Quân lập tức tức giận, nói ra, các ngươi biết cha ta là ai chăng? Cha ta là cục trưởng thị công an cục, các ngươi dám đắc tội ta để cho các ngươi Vạn Thành biến trăm thành. Con hàng này đầy trời khoác lác bản sự là ai cũng không kịp, mỗi lần đều nói sát có việc. Cũng có thể nói là đặc biệt hội trang. Cái kia hai bảo vệ nhìn La Quân nói như thế chắc chắn, lập tức liền có chút tin tưởng. Chủ yếu là La Quân nói quá lẽ thẳng khí hùng, mà lại cỗ này phách lối sức lực thì thật mẹ nó theo có chút ngốc thiếu con ông cháu cha một cái điều dạng. Thế nào biết đúng lúc này, đằng sau một thiếu nữ thanh âm truyền đến, hừ, thật là phách lối khẩu khí a. Đại tiểu thư, hai tên bảo an nhìn về phía La Quân đằng sau, lập tức cung kính hô. La Quân cũng liền cảm giác không ổn, hắn nhìn lại, ngay sau đó đã nhìn thấy một cái thân mặc màu đỏ áo khoác, mỹ lệ vô cùng nữ tử trên mặt sắc mặt giận dữ. Nữ tử này nhìn 22 tuổi khoảng chừng, trên người có một loại nhà có tiền sang trọng. Trên mặt nàng thi hơi mỏng đồ trang sức trang nhã, dạng này để nàng xem ra càng xinh đẹp hơn. Nữ tử dáng người rất là cao gầy, còn cao hơn La Quân ra một điểm. La Quân kết hợp nữ tử này khí chất còn có bảo an xưng hô, lập tức liền đoán ra nữ tử này không phải cái gì khác người, đúng là mình nhiệm vụ mục tiêu, cá bác giao a. Cá bác giao sau lưng còn có hai tên bá khí hộ vệ áo đen. Giao giao, La Quân con người đảo một vòng, lập tức cười ha hả hô. Cá bác giao lãnh đạm nhìn về phía La Quân, nàng đối La Quân thật sự là khuyết thiếu hảo cảm. Này cũng không kỳ quái, bởi vì nàng cảm thấy thứ nhất, La Quân là đang nói láo. Là cái giả danh lừa bịp tên lừa đảo. Thứ hai, cái này La Quân thế mà còn nói để phụ thân nàng Vạn Thành biến trăm thành. Cái này thực sự khiến người ta tức giận. Thứ ba, con hàng này quá phách lối, thật không có tố chất. Giao giao cũng là như ngươi loại này đất chống tiểu lưu manh hô. Cá bác giao lạnh lùng nói ra. La Quân cười ha hả, nói ra, cái này, ta cũng không phải du côn tiểu lưu manh nha. Coi như ta là lưu manh, vậy ít nhất cũng là đại lưu manh. Cá bác giao ánh mắt lãnh đạm, lại không để ý La Quân loại này ấu trí hài hước. Nàng nói ra, ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói, cha ngươi là công an cục cục trưởng. Cá bác giao vẫn là mọc thêm cái tâm nhãn, sợ vạn nhất con hàng này thật là con trai của công an cục cục trưởng. Vậy mình thì cho lão ba gặp rắc rối, cho nên vì cẩn thận lý do, nàng thì hỏi tới. La Quân nói ra, đúng à. Cá bác giao nói ra, vậy thì tốt, ngươi nói hàn cục tên đầy đủ kêu cái gì. La Quân tâm tư như quỷ khôn khéo, hắn trông thấy cá bác giao vừa rồi trong mắt lấp lóe một chút. Liền biết nàng thì a hỏi có quỷ. Bình thường người hỏi, đều sẽ hỏi trước cục trưởng kêu cái gì, hoặc là họ gì. Nhưng cá bác giao lại là hỏi hàn cục tên đầy đủ là cái gì. Cái này khả năng rất lớn, cục trưởng không họ hàn. Hàn cái họ này là đến lừa dối La Quân. La Quân lập tức liền nói ra, không biết cái gì hàn cục, cha ta không họ hàn. Cha hắn đương nhiên không họ Hàn, mà chính là họ La. Cá bác giao nao nao, bởi vì con hàng này thế mà không có mắc lừa. Nhưng là nàng cũng vẫn là chưa tin con hàng này là con trai của cục trưởng.
Có lẽ con hàng này là nhìn qua tin tức, biết công an cục trưởng kêu cái gì. Ca Bắc Giao nói ra, tốt, vậy ngươi nói cha ngươi kêu cái gì. La Quân lúc này nơi đó nói lên đến, hắn cười ha hả, theo rồi nói ra, tốt a, Giao Giao, ta nói thật. Cha ta không là công an cục trưởng, ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi. Ca Bắc Giao khẽ giật mình, sau đó sắc mặt tức chết bạch. Nàng lập tức đối sau lưng hai tên hộ vệ áo đen nói ra, đem cái này người bị bệnh thần kinh người điên ném ra bên ngoài. Chờ một chút, La Quân lập tức nói, Giao Giao, ta vẫn là cùng ngươi chiêu đi. Trên thực tế, cha ta cùng ngươi cha là thế Giao A. Chúng ta rất sớm đã lập thành thông gia từ bé, ta hiện tại đến cũng là theo ba ba của ngươi để thân. Chuyện này, không tin ngươi có thể hỏi cha ngươi. Ca Bác Giao nhất thời thì giận, cảm thấy La Quân con hàng này vô sỉ cùng cực. Cái này nói rõ cũng là chiếm chính mình tiện nghi. Ném ra bên ngoài, Ca Bác Giao xông hai tên bảo tiêu lại lần nữa ra lệnh. Cái kia hai tên hộ vệ áo đen khí tức hung hãn, bọn họ cũng là mang kính dâm, lập tức khí thế hung hung hướng La Quân đi tới. Chính là thật muốn một tay lấy La Quân bắt lấy, ném ra bên ngoài. Này này này, La Quân lập tức lui lại, nói ra, tất cả mọi người là người văn minh, quân tử động khẩu không động thủ a. Hai vị đại ca, có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi làm sao thật đúng là động thủ a? Mẹ con chim, tính khí bướng bỉnh đúng không, đều nói yêu cầu văn minh, không thể động thủ, hiện tại chịu phục đi. Tình huống hiện trường cũng là hai tên hộ vệ áo đen bị La Quân một chân nhất quyền cho làm nằm sấp trên mặt đất, La Quân ngồi tại một tên bảo tiêu trên thân, một chân ép một cái tiểu tử, có phục hay không? Ca Bác Giao ngây người, đó là vạn vạn không nghĩ đến cái này La Quân lợi hại như vậy nha. Các ngươi, Ca Bác Giao lập tức xông cái kia hai tên bảo an nói ra, nhanh hô người, báo động. Đừng, 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 La Quân lập tức nhảy dựng lên, hắn xông Ca Bác Giao cười ha ha, nói ra. Giao Giao, chỉ ít ngươi để cho ta nhìn một chút cha a. Ta là không phải lừa đảo, cái kia thấy một lần chẳng phải hiểu chưa? Ca Bác Giao nơi đó chịu để La Quân gặp lão ba, nàng còn sợ con hàng này gây bất lợi cho lão ba đây. Nàng ngay sau đó lui ra phía sau mấy bước, nói ra, ngươi chờ, ta cho ta cha gọi điện thoại. Nàng rất nhanh liền gọi điện thoại. Giao Giao, để cho ta theo cha trước tiên nói một chút được không? La Quân lập tức nói. Ca Bác Giao nhìn La Quân liếc một chút, sau đó đối đầu bên kia điện thoại di động phụ thân nói ra, cái kia người bị bệnh thần kinh muốn nói với ngươi. Bên kia Ngư Vạn Thành cảm thấy có chút không khỏi rượu. Nhưng hắn vẫn là nói, vậy liền cho hắn, nhìn hắn nói cái gì. Ca Bác Giao gật gật đầu, sau đó thì đưa điện thoại di động đưa cho La Quân. Nàng đưa cho La Quân lúc, một mặt căm ghét. La Quân cười ha ha, tiếp quá điện thoại di động. Sau đó... hắn liền đưa lưng về phía Ca Bác Giao, nhỏ giọng nói hai chữ, thần vực. Cái kia Ngư Vạn Thành vừa nghe đến cái này hai chữ, lập tức liền minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Thế là, La Quân liền lớn tiếng nói, bá phụ a, cha ta năm đó theo ngài đặt trước thông gia từ bé, còn giữ lời sao? Ngài hiện tại là kẻ có tiền, sẽ không quên cha ta cùng ta cái này nghèo thân thích chứ? Các ngươi cũng không thể làm đương đại trần thế mỹ a. Ngư Bác Giao ở một bên nghe không khỏi mở đầu xem líu lưỡi, con hàng này đến là cái gì kỳ hoa a? Còn tưởng là đời trần thế mỹ, con hàng này nói thế nào đi ra a? Cái này ví von thỏa đáng sao? Ngư Bác Giao dù sao là có loại thức hồn hển cảm giác. Bên kia Ngư Vạn Thành nghe được La Quân lời nói cũng là cười khổ, ám đạo thần vực làm sao phái như thế cái tên dở hơi tới. Bất quá Ngư Vạn Thành trong lòng cũng có chút chờ mong, trước đó đến hai cái thần vực người. Bọn họ đều quá mức bảo thủ, nghiêm túc, sau cùng đều là cuối cùng đều là thất bại. Gia hỏa này lại là có chút suy nghĩ khác người, có lẽ sẽ có hiệu quả đây. Ngư Vạn Thành liền nói ra, đưa điện thoại cho Giao Giao đi. Há, tốt tốt tốt, La Quân nói xong liền đem điện thoại trả lại Ngư Bác Giao. Cha, ngài khác nói với ta gia hỏa này thật sự là cùng ta đặt trước qua thông gia từ bé. Ngư Bác Giao lập tức nói. Bên kia Ngư Vạn Thành nói ra. Trước dẫn hắn lên đây đi. Ngư Bác Giao chính là dự cảm không ổn, nhưng nàng lúc này cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể nói, tốt. Tắt điện thoại về sau, Ngư Bác Giao liền lạnh lùng nhìn về phía La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, Giao Giao, làm sao rồi, có phải hay không cảm thấy ta thực cũng rất không tệ. Ngư Bác Giao cũng không giống như Đường Thanh như thế, sẽ cùng La Quân cãi lại, liếc mắt đưa tình giống như... Nàng lạnh lùng nhìn một chút sau thì hướng bên trong đi đến.
La Quân lập tức liền theo sau. Cái kia hai bảo an muốn ngăn La Quân, La Quân lập tức con mắt quét ngang, nói ra, tiểu tử, các ngươi còn cản ta. Ta là các ngươi Vạn Thành tập đoàn tương lai con rể, biết không? Hai bảo an có chút mắt trợn tròn. Ngư Bắc Giao lại là đối lấy La Quân hung ác nói, người điên. Nàng sau khi nói xong, tay bịt lỗ tai, hướng bên trong chạy tới. La Quân liền hướng bên trong đuổi theo. Cái kia hai bảo an gặp Ngư Bắc Giao không có hạ lệnh ngăn cản La Quân, cũng liền không ngăn. Ngư Bắc Giao sau khi tiến vào thang máy, La Quân cũng liền đi theo vào. Giao Giao a, La Quân vừa mở miệng, Ngư Bắc Giao thì che lỗ tai. La Quân không khỏi thở dài, nói ra, ai, hiện tại người trẻ tuổi nha, thật sự là quá táo bạo. Ngư Bắc Giao nghe được hắn câu này dở dở ương ương cảm khái, khi thật là có chút dở khóc dở cười. Ngư Vạn Thành văn phòng là tại lầu 28. Những đại lão này nhóm, không biết vì cái gì, đều ưa thích đem văn phòng an trí ở tầng chót vót. Đi vào lầu 28 về sau, Ngư Bắc Giao cùng La Quân đi vào Ngư Vạn Thành trước phòng làm việc. Ngư Bắc Giao trực tiếp đẩy cửa vào, La Quân theo vào tới. Trong phòng làm việc này to lớn hùng vĩ, hết thảy sửa sang đều mang phong cách cổ xưa, trang nhã. Đỏ đàn mộc bàn công tác, ghế salon bằng da thật các loại. Mà Ngư Vạn Thành thì là cái sắp hơn 60 tuổi người, hắn vẫn là lộ ra rất lợi hại tinh thần. Ăn mặc âu phục màu đen, lộ ra uy nghiêm mà nho nhã. Xem xét cũng là cái có khí độ đại nhân vật. Mà lại, Ngư Vạn Thành dáng người rất tốt, tóc nồng đậm. Hắn mang kim ti một bên con mắt, trên tay cũng mang đồng hồ. Giờ phút này, Ngư Vạn Thành chính tại trước bàn làm việc nhìn lấy 3 tháng bảng báo cáo. Ngư Bắc Giao xong sau khi đi vào, lập tức đi vào Ngư Vạn Thành bên người nói ra, cha, chính là cái này người điên, người nhanh đuổi hắn đi. La Quân không khỏi nhức cả trứng, nha, cái này Ngư Bắc Giao có phải hay không cũng có chút thật không có tố dưỡng. Mở miệng đối với mình không phải bệnh thần kinh cũng là người điên. Đừng nhìn La Quân điên điên khùng khùng, thực hắn lòng tựa như gương sáng. Hắn đại khái cũng minh bạch Ngư Vạn Thành vì sao lại có trước mắt loại phiền não này. Vậy cũng là bởi vì cái này Ngư Vạn Thành khoảng 40 tuổi mới có như thế một cái bảo bối nữ nhi, cho nên cũng liền đặc biệt sủng ái. Cũng là bởi vì này, Ngư Bắc Giao tính cách thì kiêu căng một số. Ngư Vạn Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, người nhà đầu này, làm sao nói. Hắn sau đó vừa nhìn về phía La Quân, cười cười nói, thế chất, ngươi tới rồi, mời ngồi. Hắn nói cũng liền đứng lên. La Quân liền cũng liền cười ha hả nói ra, Ngư bá phụ a, người văn phòng thật phong cách Tây nha. Cha ta thường xuyên cùng ta nói năm đó theo ngài cùng một chỗ tại Yến Kinh tán gái phong lưu chuyện cũ đây. Ngư Vạn Thành nao nao, sau đó trên mặt hiện ra hơi hơi xấu hổ. Hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ là cười một tiếng, nói, mời ngồi, mời ngồi. Trong lúc nói chuyện, Ngư Vạn Thành cùng Ngư Bắc Giao an vị tại chủ vị trên ghế salon. La Quân ngồi tại quý vị khách quan bên trên. Ngư Vạn Thành lập tức lại để cho thư ký dâng trà nước tới. Sau đó, Ngư Vạn Thành hỏi La Quân nói, phụ thân ngươi còn tốt đó chứ? Chính hắn đều cảm thấy có chút nhức cả trứng, hắn cũng không biết tiểu tử này kêu cái gì đây. La Quân lập tức một mặt khổ sở, nói ra, Ngư bá phụ, cha ta hắn đã qua đời. Hắn nói đến đây, trong mắt muốn gạt ra mấy giọt nước mắt tới. Kết quả, làm sao đều chen không ra, con hàng này cũng chỉ đành từ bỏ trị liệu. Hắn lại bi bi thiết thiết nói ra, cha ta lúc sắp chết nói với ta, muốn ta nhất định tìm đến bá phụ ngươi. Hắn nói bá phụ ngươi là nghĩa bạc vân thiên, nhất ngôn cửu đỉnh, lời hứa ngàn vàng, toàn tâm toàn ý chân hán tử. Cho nên, bá phụ ngươi nhất định sẽ đem Giao Giao gả cho ta đúng không? Ngư Bắc Giao vốn là nổi giận, nhưng là nghe La Quân nói đến phần sau thành nữ, lại có chút muốn cười. Gia hỏa này, quá cực phẩm. Ngư Vạn Thành nhất thời hơi hơi xấu hổ. Ta tuyệt sẽ không gả cho loại người này. Ngư Bắc Giao lập tức đứng lên, nghiêm khắc cự tuyệt. Nàng lại hung dữ nói với La Quân, thì như ngươi loại này cóc ghẻ cũng muốn cưới ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Ta chơi, cũng chiếu, ta rất đẹp trai a. La Quân lập tức nói. Ngươi, Ngư Bắc Giao muốn thổ huyết. Ngư Vạn Thành khẽ cười khổ, hắn nói ra, thế chất a, chuyện này, ngươi đột nhiên như vậy nhắc tới. Ta cùng Giao Giao đều cần hảo hảo tiêu hóa một chút ha. La Quân nói ra, há, cái kia không vội. Dù sao ta cũng không có địa phương có thể ở, cũng không có công tác. Ngư bá phụ,
Cha ta nói về sau ngài chính là ta cha, muốn ta theo ngài khác khách khí à. Ngài nhìn ngài công ty lớn như vậy, có tiền như vậy, tùy tiện cho ta cái tổng giám đốc tương xứng, chơi đùa chứ sao. Ngươi vô sỉ, Ngư Bắc Giao thật sự là thụ không La Quân ra hỏa này. Nàng hướng La Quân nổi giận mắng. Ta có răng, La Quân đường đường chính chính há mồm, thế là hai hàng chỉnh tề trắng nõn hàm răng thì lộ ra. Cha, chớ cùng loại người này nói nhảm, hô bảo an đuổi hắn đi nha. Ngư Bắc Giao xông Ngư Vạn Thành nói ra. Ngư Vạn Thành vội ho một tiếng, hắn cảm thấy mình nhất định phải ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra một số uy nghiêm. Nói ra, Giao Giao, bất kể nói thế nào, thế chất đều là ta con trai của bạn cũ. Ngươi nói chuyện sao có thể không lễ phép như vậy? Ngươi dạng này để ngoại nhân trông thấy hội nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy ngài không có dạy kèm à? Sửa đao giáo chủ La Quân lập tức nói. Ngươi im miệng, Ngư Bắc Giao hung hăng xông La Quân quát lớn. La Quân cười ha ha. Ngư Vạn Thành cảm thấy nói như vậy dưới đi cũng không được chuyện này, hắn nói với Ngư Bắc Giao, Giao Giao, ngươi đi ra ngoài trước. Thanh âm hắn có chút nghiêm khắc. Ngư Bắc Giao nói ra, ta mới không đi ra, hôm nay ngài. Ra ngoài, Ngư Vạn Thành thanh âm lạnh xuống. Hắn rất ít như thế đối Ngư Bắc Giao nổi giận. Ngư Bắc Giao cũng là lần đầu tiên gặp phụ thân nghiêm nghị như vậy, nàng nhất thời giật mình, sắc mặt đều trắng bệch. Sau đó, Ngư Bắc Giao lầm bầm một câu, ra ngoài thì ra ngoài, sau đó thì thật ra ngoài. Đợi Ngư Bắc Giao sau khi rời khỏi đây, Ngư Vạn Thành liền hướng La Quân cười khổ nói, đứa nhỏ này để cho ta làm hư, tiểu ca nhi đừng thấy lạ. La Quân cũng khôi phục nghiêm mặt, hắn nhìn về phía Ngư Vạn Thành, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hiểu. Đón đến, còn nói thêm, ngài có ức vạn tài sản, lại như thế một cái bảo bối nữ nhi. Sủng ái tự nhiên cũng là phải, nhưng ngài nhưng cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ lấy Ngư Bắc Giao. Mà Ngư Bắc Giao cái tính cách này lại là một đại vấn đề. Nàng có được tài phú càng nhiều, tương lai khả năng thì càng nguy hiểm, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội chính là cái đạo lý này. Ngư Vạn Thành hơi hơi kinh ngạc nhìn một chút La Quân, cảm thấy La Quân đột nhiên biến một người giống như. Còn không biết tiểu ca nhi xưng hô như thế nào, Ngư Vạn Thành hỏi. La Quân nói ra, ta họ La, tên một chữ một cái La chữ. Ngư Vạn Thành nói ra, nguyên lai là La Ca. Hắn lộ ra nho nhã lễ độ, không có chút nào kiêu căng cảm giác. Vậy cũng đúng, La Quân thân phận chân thật chính là thần vực nội môn đệ tử. Người nào lại có tư cách tại thần vực nội môn đệ tử trước mặt kiêu căng? Dễ nói, La Quân nói. Ngư Vạn Thành nói ra, La Ca, ngươi nhận nhiệm vụ này, có gì có thể được biện pháp sao? La Quân nói ra, ta còn chưa thấy qua Vương Tường, kế hoạch cụ thể, phải đợi nhìn thấy Vương Tường lại nói. Hắn nói xong lại hỏi, còn có, Ngư tiên sinh. Xin ngươi nhất định phải cắn chết ta chính là Ngư Bắc Giao vị hôn phu. Mặc kệ Ngư Bắc Giao làm sao náo, ngài cũng không thể nhả ra. Ngài cũng yên tâm, ta sẽ không để cho Ngư Bắc Giao xảy ra chuyện. Sự tình ngọn nguồn nhìn như là Vương Tường, nhưng trên thực tế lại là bởi vì ngài. Ngài nếu không nhẫn tâm một số, đem thái độ bày ra tới. Vậy coi như là ta cũng bất lực. Ngư Vạn Thành do dự một cái chớp mắt, nói ra, được, không có vấn đề. La Quân còn nói thêm, sự tình còn không có như vậy hỏng bét, chỉ ít Ngư Bắc Giao cùng Vương Tường còn không có bước ra quan trọng một bước. Ngư Vạn Thành nao nao, hắn biết La Quân ý tứ. Hắn thực cũng là một mực lo lắng vấn đề này, nghe vậy không khỏi vui vẻ. Lại hỏi, La Ca Nhi có thể nhìn ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, Ngư Bắc Giao vẫn là xử nữ. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, từ hôm nay, hiện tại bắt đầu. Ngư tiên sinh ngươi cũng không cần lại an bài bảo tiêu đến bảo hộ Ngư Bắc Giao, để ta làm nàng thiếp thân bảo tiêu. Ngư Vạn Thành hơi hơi vui vẻ, nói ra, có La Ca Nhi bảo hộ, ta tuyệt đối yên tâm. Sau đó, Ngư Vạn Thành liền đem Ngư Bắc Giao hô tiến đến. Liền làm lấy Ngư Bắc Giao mặt, Ngư Vạn Thành vô cùng nghiêm túc nói, Giao Giao, chuyện này ta một mực không có nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại, ta nhất định phải nói, sự tình gì ta đều có thể sủng ái ngươi. Tùy theo ngươi. Nhưng là La Quân phụ thân đã không tại, ta cùng phụ thân hắn nhiều năm như vậy tình cảm huynh đệ. Lão huynh đệ sau cùng nguyện vọng cũng là để ngươi cùng La Quân kết hôn, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi nhất định phải nghe ta. Ngư Bắc Giao phát hiện lão cha không phải đang nói đùa, nàng trong mắt lập tức xúc tích nước mắt. Nàng bão nổi đứng lên, nói ra, đó là lớp trên sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao lại muốn tới làm cái này vật hy sinh?
Cha, người có nghĩ tới hay không ta cảm thụ? Ngư Vạn Thành trông thấy nữ nhi rơi lệ, hắn thực sự có chút không đành lòng. Nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái, nói ra, chuyện này, không có thương lượng. Ta tuyệt không đáp ứng, muốn ta gả cho người này, trừ phi ta chết. Ngư Bác Giao sau khi nói xong, quay người thì khóc đi ra ngoài. Giao Giao, Ngư Vạn Thành hô một tiếng. Nhưng Ngư Bác Giao lại là mắt điếc tai ngơ, trực tiếp rời đi. La Quân liền nói với Ngư Vạn Thành, Ngư tiên sinh, người yên tâm, ta hội nhìn lấy nàng. Hắn nói xong liền đuổi theo ra qua. Ngư Bác Giao tức giận vội vàng ra Vạn Thành cao ốc. Cái kia hai tên hộ vệ áo đen theo thật sát ở phía sau. Ngư Bác Giao rất nhanh liền đi vào nàng chiếc kia siêu cấp hào hoa ngồi xe trước. Đó là một cỗ Maserati xe đua, giá trị 8 triệu NDT tệ. Toàn bộ thân xe đường cong cùng cung đình lớp sơn, nhìn thì chuẩn bị lộ ra xa hoa tôn quý. Loại xe này, lái đi ra ngoài liền nhường đường người kinh hồn bạt vía. Để tài xế tránh không kịp, sợ cùng nó có cái tiếp xúc thân mật, phải bồi thường dục tiên dục tử. Ngư Bác Giao tại trước xe bỗng nhiên đứng lại, nàng quay người đối sau lưng hai tên bảo tiêu nói, các người hôm nay không cho phép đi theo ta. Sau đó, nàng liền lên xe. Hai tên hộ vệ áo đen sửng sốt, bọn họ tự nhiên là tiến thối lưỡng nan. Đi theo sợ đại tiểu thư không vui, không đi theo sợ đại tiểu thư xảy ra chuyện. Cũng chính là vào lúc này, La Quân cười hì hì tới, các ngươi không cần đi theo, từ hôm nay trở đi, Giao Giao thân người an toàn ta đến cam đoan. Bệnh thần kinh, Ngư Bác Giao trông thấy La Quân đến, càng thêm bực bội. Nổ máy xe, thiểm điện biểu đi. Rốt cục hất ra cái này người bị bệnh thần kinh, Ngư Bác Giao không khỏi thở phào. Nàng hơi thả lỏng chân ga. Ai nha, Giao Giao, chúng ta đều sắp thành vì người một nhà. Ngay vào lúc này, La Quân thanh âm truyền đến, ngươi luôn luôn nói như vậy ngươi chồng tương lai, không tốt lắm nha. Ngư Bác Giao hoảng hốt, nàng lúc này mới phát hiện cái này La Quân không biết là từ lúc nào, vô thanh vô tức ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngư Bác Giao lập tức ầm vang dừng xe, lốp xe tại mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai. Nàng lúc này là tại trên đường cái. Nàng dừng lại xe, đằng sau một chiếc xe taxi lập tức liền đụng vào. Ngư Bác Giao liền càng thêm nổi nóng, nàng xuống xe theo, thì xông cái kia đằng sau taxi nổi giận mắng, ngươi làm sao lái xe? Không biết lái xe thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Cái kia lái xe taxi lại là nữ nhân, chừng 30 tuổi, dài rất lợi hại phổ thông. Nàng một thấy mình đụng là Maserati về sau, lập tức nước mắt thì đến rơi xuống. Nữ nhân kia sau khi xuống xe, thất kinh sông Ngư Bác Giao nói ra, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ta không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên phanh lại. Có lỗi với thì xong việc, Ngư Bác Giao cả giận nói, chuyện này ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn, ta đằng sau đèn, sơn đều bị ngươi đụng tổn hại. Nàng đón đến, nói ra, lười nhác cùng ngươi rông dài, ta hô cảnh sát giao thông. Không muốn, nữ nhân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, một kích động thì cho Ngư Bác Giao quỳ đi xuống, nói ra, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ta không có nhiều tiền như vậy nha. Ngư Bác Giao xưa nay thực không phải như vậy đúng lý không tha người người, chủ yếu là hôm nay tâm tình quá tệ. Nữ nhân này liền thành nàng nơi trút giận. Nữ nhân gọi là nói bừa mẫn là cái đã ly hôn nữ nhân, chính mình mang theo hài tử. Nàng là vừa vặn mới bắt đầu lái xe taxi, lại không nghĩ rằng ra dạng này sự tình. Nàng ngày đầu tiên lái xe lúc, một số lão cho thuê sư phụ thì bàn giao nói bừa mẫn, tuyệt đối phải cẩn thận trên đường xe sang trọng, đó là phanh đều không thể chạm vào. Nói bừa mẫn là làm bài tập, Maserati loại này hải hoàng tam xoa xe nâng chuyển hàng hóa đánh dấu thật sự là quá chói mắt. Huống hồ liền xem như nàng không biết xe này đánh dấu, vậy cũng có thể từ xe đường cong chờ đợi xem ra xe này tuyệt đối là xe sang trọng. Nói bừa mẫn tâm lý cơ hồ đều sụp đổ. Nàng lúc này nơi đó còn có tôn nghiêm. Nàng cảm thấy lúc này chỉ cần có thể không để cho nàng bồi thường tiền, liền xem như muốn nàng thoát quần áo khô, nàng cũng nguyện ý. Ngươi đi đi, nàng xe không cần ngươi phụ trách. Đúng lúc này, một người nam nhân thanh âm ôn hòa truyền đến. Nói bừa mẫn ngẩng đầu liền trông thấy một cái thanh tú thanh niên đôi mắt xanh triệt sáng ngời, ôn nhuận như ngọc. Người thanh niên này chính là La Quân. Nói bừa mẫn nhìn về phía La Quân, nàng lại hồ nghi nhìn về phía Ngư Bác Giao. Ngư Bác Giao nổi nóng xông La Quân nói ra, ta xe, mắc mớ gì tới ngươi, muốn ngươi tới làm cái này người tốt. Tốt, ngươi không muốn nàng bồi, vậy ngươi cho ta bồi.
La Quân trong mắt mang lạnh ý, không khỏi nhanh, hắn thì nhịn xuống qua. Nhưng trong nháy mắt đó băng hàn vẫn là để Ngư Bác Giao rung động một chút. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là ta tương lai lão bà. Xe này cũng có thể xem như ta xe, ta cần bồi thường sao? Ngươi, Ngư Bác Giao giận tím mặt. La Quân xông cái kia nói bừa mẫn nói ra, còn không mau đi. Nói bừa mẫn như gặp đại xá, quay người liền lên xe. Ngươi đứng lại, Ngư Bác Giao quát to. La Quân một phát bắt được Ngư Bác Giao. Cái kia nói bừa mẫn lên xe, vội vàng rời đi. Ngư Bác Giao cũng không phải thật muốn theo nói bừa mẫn chấp nhận, nàng hất ra La Quân tay, nói, bệnh thần kinh, ta cảnh cáo ngươi, không cần theo tới. Sau khi nói xong, nàng ngay lập tức lên xe. Lên xe chuyện thứ nhất cũng là khóa cửa. Nhưng là môn một khóa kỹ, nàng liền phát hiện La Quân đã rất lợi hại nhàn hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngươi cho ta xuống xe. Ngư Bác Giao cả giận nói. La Quân mỉm cười, nói ra, Giao Giao, người lão là tức giận, lúc đó lão nhanh. Bất quá cũng không cần gấp, trong nhà người có tiền như vậy, dù cho ngươi xấu một điểm, ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngư Bác Giao cầm La Quân loại này vô lại là không có biện pháp nào, nàng nói ra, ngươi không xuống xe đúng không? Ta báo động. La Quân lại là tuyệt không sợ, nói ra, tùy ngươi nha. Ta là ba ba của ngươi đều tán thành tương lai con rể, ta phải trông coi ngươi, không cho ngươi đi tìm ngươi cái kia nhân tình. Ta cũng không muốn đội nón xanh a. Ngư Bác Giao trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nàng cười lạnh nhìn một chút La Quân, nói ra, tốt, ngươi không xuống xe đúng không? Đợi chút nữa ngươi tốt nhất đừng khóc. Sau đó, Ngư Bác Giao thì nổ máy xe. Trên đường đi, Ngư Bác Giao cũng không nói chuyện với La Quân. La Quân thì nằm chợp mắt đứng lên. Lúc trước hắn còn có thể theo Ngư Bác Giao chơi một chút, trêu chọc một chút. Nhưng là tại Ngư Bác Giao như vậy bức bách nói bừa mẫn chi về sau, hắn cũng thì không có tâm tình gì. Nửa giờ sau, Maserati đứng ở một nhà gọi là tên điển hội sở phía trước. Cái này điển hội sở là làm đẹp cùng dưỡng sinh, quy mô khá lớn. Ngư Bác Giao bay thẳng đến bên trong đi đến. La Quân cũng liền theo ở phía sau, hắn không nhanh không chậm, nhưng lại theo rất căng. Tên điển hội sở vào cửa là một cái phòng khách, trong phòng khách sửa sang rất lợi hại lịch sự tao nhã, phía trước có quầy hàng nơi đó có thu ngân viên. Ngư Bác Giao đi vào, cái kia thu ngân viên liền khách khí hô, Ngư tiểu thư tốt. Tường ca đâu? Ngư Bác Giao hỏi. Thu ngân viên nói ra, Vương Tổng ở bên trong tiếp khách hàng nói chuyện, bất quá Vương Tổng bàn giao, chỉ cần ngài đến, thì lập tức thông báo nàng. Ngư Bác Giao liền nói ra, vậy thì tốt, ta ở chỗ này chờ hắn. Nàng nói xong liền ngồi ở trên ghế salon. Cái kia thu ngân viên vừa nhìn về phía La Quân, nói, vị này là Ngư tiểu thư bằng hữu ngài sao? Ngư Bác Giao còn chưa mở miệng, La Quân liền cười tủm tỉm nói ra, ta là hắn vị hôn phu. Cái kia thu ngân viên không khỏi ngây người, nàng thế nhưng là biết Ngư Bác Giao cùng Vương Tổng là một đôi. Này làm sao còn chạy ra cái vị hôn phu đến? Ngư Bác Giao gặp thu ngân viên thần sắc không đúng, lập tức nói, Tiểu Phương, ngươi đừng nghe cái tên điên này nói mỏ, hắn là người bị bệnh thần kinh, ta cũng không nhận ra hắn. Thu ngân viên Tiểu Phương thần sắc thì lạnh xuống, nói ra, tiên sinh, phiền phức ngài rời đi chỗ này. La Quân cười tủm tỉm nhìn về phía Tiểu Phương, nói ra, lão bà của ta ở chỗ này không đi, ta sẽ không đi. Tiểu Phương lạnh nhạt nói, hồ ngôn loạn ngữ người điên. Nàng nói xong liền xuất ra bộ đàm, hô, Cường ca, nơi này có người quấy rối, tốc độ tới. La Quân lại là không để ý. Tiểu Phương gặp La Quân cái này thần sắc, biết con hàng này không phải người hiền lành, liền lại gọi điện thoại thông báo Vương Tổng. Cái kia Vương Tổng chính là Vương Tường. La Quân bốn phía dò xét, theo rồi nói ra. Tiệm này tử là Vương Tường mở. Không sai, Ngư Bác Giao có chút kiêu ngạo nói ra. Nàng vốn là không muốn để ý La Quân, nhưng đó là cái đả kích La Quân cơ hội, cho nên nàng thì không chút do dự nói ra. La Quân đập đi miệng, nói ra, một cái đại lão gia mở làm đẹp hội sở, thật nương pháo a. Nguyên lai Giao Giao ngươi ưa thích này chủng loại hình a. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, Ngư Bác Giao lập tức quát lớn La Quân. La Quân cười ha ha. Không để ý lắm. Liền cũng tại lúc này, ở trong đó đi tới ba tên nam tử. Cái này ba tên nam tử trên người có loại túc sát khí tức, cầm đầu một tên nam tử ăn mặc đường sam, sạch bóng đầu. Hắn dáng người rất là khôi ngô, trong mắt tinh quang lộ ra ngoài. La Quân khắp vô ý quét mắt một vòng,
lập tức liền phát hiện tên nam tử này lại là Kim Đan tu vi. Kim Đan sơ kỳ. La Quân trong lòng hơi hơi giật mình, hắn chả nhìn ra hai gã khác nam tử đều là hóa kính đỉnh phong tu vi. Ba người này đều là cao thủ. Cái này một cái nho nhỏ làm đẹp hội ẩn tàng ba cái dạng này cao thủ, không đơn giản a. La Quân liền phát giác được, quay chung quanh tại Ngư Bắc Giao chung quanh, đã hình thành một tấm lưới. Mà Ngư Vạn Thành cái này khôn khéo người đã có phát giác, cho nên hắn mới không tiếc xuất động năm màu tinh thạch, thỉnh thần vực xuất thủ. Chỉ có Ngư Bắc Giao cái này ngu xuẩn nha đầu, bị bán còn tại thay người khác kiếm tiền. Cường ca, Ngư Bắc Giao đứng lên, xông cái kia đầu chọc vui sướng hô. Cái kia Cường ca đối Ngư Bắc Giao mỉm cười, nói ra, Giao Giao, người tới rồi. Đến đằng sau ta tới. Ngư Bắc Giao lập tức liền theo Cường ca giống như là người một nhà một dạng, lập tức chạy đến Cường ca sau lưng. Cường ca sau đó lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói ra, người mới vừa nói chúng ta Vương Tổng là nương pháo đúng hay không? La Quân khí tức nội liếm, hắn hiện tại là tiếp cận hóa thần tu vi người. Một khi thu liếm khí tức, cái này Cường ca cũng là nhìn không ra. La Quân con người nhất chuyển, hắn lập tức thượng trang sắc mặt trắng bệch nói ra, không, không có sự tình. Hắn lại đứng lên, nói ra, đại ca, ta bất quá là theo Giao Giao chỉ đùa một chút, ngài có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Cái kia Ngư Bắc Giao trông thấy La Quân rốt cục sợ hãi, nàng lập tức cũng liền vinh váo tự đắc đứng lên. Nàng xông La Quân giơ lên nắm tay nhỏ, nói ra, bệnh thần kinh, đã sớm nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn đi theo ta cũng đừng hối hận. Hiện tại biết sợ à, trễ. La Quân sắc mặt trắng bệch, hắn hướng Cường ca nói ra, ngài cũng là Cường ca đúng không? Thật sự là xin lỗi, ta vừa rồi ngôn ngữ có mạo phạm, ngài chớ cùng ta một tiểu nhân vật trách móc. Cường ca ánh mắt nhạt lạnh, nói ra, ngươi ngoài miệng đối Vương Tổng phạm tiện, cái kia chính là phạm miệng nghiệt. Phạm miệng nghiệt, thì có nhân quả báo ứng. Đã ngươi biết sai, vậy liền quỳ xuống đến nhận cái sai, việc này liền cũng coi như. La Quân lập tức liền hoảng, hắn khoát khoát tay, nói ra, Cường ca, cái này. Làm như vậy không được, cũng đừng mở dạng này trò đùa. Hắn vừa nhìn về phía Ngư Bắc Giao, nói ra, Giao Giao, ngươi nhanh thay ta nói vài lời hữu ích ha. Ngư Bắc Giao lạnh hừ một tiếng, nói ra, như ngươi loại này đồ đê tiện thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao? Vậy bây giờ thì quỳ xuống đến nhận lầm. Cường ca nhìn về phía La Quân, từ tốn nói, Giao Giao lời nói ngươi cũng nghe đến. La Quân lắc đầu, hắn khẽ cười khổ, nói ra, tuy nhiên ta bất quá là cái tiểu nhân vật, nhưng ta tuyệt không thể dập đầu. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, bên trên lạy trời, quỳ xuống, trung gian lạy phụ mẫu. Nhưng tuyệt sẽ không quỳ người khác. Cường ca gọi là Kim Cường coi là La Quân bất quá là cái tiểu côn đồ. Cũng liền không có đem loại tiểu nhân này vật để vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta kiên nhẫn không tốt, người không nguyện ý quỳ, cũng không thành vấn đề. Hắn đối sau lưng bên trong một cái nói ra, Lưu Lượng, dạy một chút hắn làm người như thế nào. Đừng, đừng a, La Quân lập tức sợ hãi nói ra. Hắn lại xông Ngư Bắc Giao nói ra, Ngư Bắc Giao, cha ta cùng cha ngươi là hảo huynh đệ, ngươi mau cứu ta à. Ngư Bắc Giao nhìn cũng không nhìn. Nàng là hận thấu La Quân. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, xảy ra chuyện gì? Cái kia hành lang chỗ một người đi tới, người này nhã nhặn nho nhã, nhìn 26 tuổi khoảng chừng. Hắn chính là Vương Tường. Vương Tường âu phục, hắn khuôn mặt rất là tuấn mỹ, mà lại có loại khó tả khí độ cùng mị lực. Trong lúc nói chuyện, từ có một loại thượng vị giả khí chất. La Quân liếc một chút quét tới, liền nhìn ra cái này Vương Tường thế mà cũng là Kim Đan sơ kỳ tu vi. Vương Tường sau khi đi ra, Ngư Bắc Giao vui sướng chạy tới. Nàng một thanh nhào vào Vương Tường trong ngực, hô, Tường ca. Vương Tường ôm Ngư Bắc Giao vòng eo, mỉm cười, nói ra, Giao Giao, ngươi tới rồi. Ngư Bắc Giao chủ động tại Vương Tường gương mặt bên trên hôn xuống, chu môi nũng nịu nói ra, ngươi cũng xưa nay không chủ động qua tìm người ta. Vương Tường cười khổ, nói ra, cha ngươi không thích ta, ngươi cũng là biết. Ngư Bắc Giao nói ra, hừ, ta mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đâu, dù sao ta nhất định ngươi. Vương Tường nói ra, được rồi, ngoan. Hắn sau đó lại dắt Ngư Bắc Giao tay. Hai người thân mật đi tới. Vương Tường nhàn nhạt nhìn một chút La Quân, sau đó quay đầu hỏi Kim Cường, tình huống như thế nào. Kim Cường cung kính nói với Vương Tường, Tường ca, cái này tiểu côn đồ nói ngươi là nương pháo.
Vương Tường nao nao, nói, vì cái gì nói như vậy? Ngư Bắc Giao nói ra, hắn nói ngươi là cái đại nam nhân, lại mở thẩm mỹ viện. Vương Tường cười một tiếng, nói ra, nhiều chuyện ở trên người hắn, còn có thể không cho hắn nói chuyện. Chính chúng ta làm việc của mình, theo người khác nói thế nào đi. Kim Cường gặp Vương Tường nói như vậy, liền cũng liền không tốt truy cứu tiếp nữa. Hắn liền đối với La Quân nói, tính ngươi vận khí tốt, còn chưa cút ra ngoài. La Quân cũng không nói nhiều, hắn nói tiếng cảm ơn, lập tức liền chuẩn bị đi. Ngư Bắc Giao mở miệng, nói ra, Tường ca, không thể để cho cái này người điên rời khỏi, người không biết hắn có bao nhiêu đáng giận. Hắn trên đường đi chỉ khi dễ ta, khí ta tới. Còn có, hắn lại còn nói ta là hắn vị hôn thê. Mà lại cha ta cũng không biết nổi điên làm gì, muốn ta gả cho hắn. Vương Tường sắc mặt nhất thời chìm xuống, trong mắt của hắn lấp lóe qua âm trầm bất định quang mang. La Quân dưới chân tăng tốc, làm ra dự định nhanh lên chuồn mất bộ dáng. Vương Tường mở miệng, nói ra, đợi một chút. La Quân lập tức quay đầu cười khổ nói, Tường ca đúng không? Cái này thật không tệ ta. Cha ta cùng Giao Giao ba hắn là lão chiến hữu, lão huynh đệ. Ta cùng Giao Giao là thông gia từ bé nha. Vương Tường mỉm cười, nói ra, hiện tại là tân thời đại, thông gia từ bé loại hình, quá không chịu trách nhiệm. Là văn minh một loại rút lui, người nói đúng không? La Quân có chút khó khăn, nói ra, vậy cũng không thể nói như vậy nha. Bậc cha chú cho chúng ta sinh mệnh, chúng ta vẫn là muốn tôn trọng một chút bậc cha chú nguyện vọng. Tường ca, ngươi nói đúng không? Là cái đầu con mẹ ngươi a. Cái kia Lưu Lượng lập tức mắng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái gì mặt hàng, cái quái gì. Thì ngươi cái này tiểu côn đồ, tiểu vô lại, phối hợp ngư tiểu thư sao? Ngươi nói ngươi phối hợp sao? Ngươi cho ta nói. Đây chính là ép hỏi La Quân. Mang theo trần trụi uy hát yêu ta ý vị. La Quân lập tức sợ hãi nói ra, không xứng với. Thứ hèn nhát, Lưu Lượng khinh thường nói ra. Ngư Bắc Giao thì là càng thêm khinh thường. La Quân liền còn nói thêm, ta có thể đi sao? Vương Tường nhàn nhạt hỏi, người tên gì? La Quân hồi đáp, La Quân. Vương Tường nói ra, La Quân, người cùng Giao Giao cùng đi. Bất kể như thế nào, cha người cùng Giao Giao ba ba là bạn tốt, các người có cái này một mối liên hệ tại, vậy liền cũng là vua ta liệng bằng hữu. Hôm nay người lại tới đây, ta làm sao cũng nên chỉ tận tình địa chủ hữu nghị, đúng hay không? La Quân cười khổ nói, cái kia không cần khách khí như thế a. Vương Tường nói ra, nên hữu lễ số nhất định muốn có, thì quyết định như vậy, tốt a. Hắn lời nói không có cho La Quân một tia phản bác cùng cự tuyệt cơ hội. La Quân cũng liền nhìn ra, đừng nhìn cái này Vương Tường nhã nhặn, nói chuyện hòa hòa khí khí. Nhưng là từng câu từng chữ đều mang ẩn tàng lưỡi đao. Gia hỏa này, không đơn giản a. Lúc này, Ngư Bắc Giao không khỏi có chút bất mãn. Nói ra, Tường ca, hắn tính toán bằng hữu gì sao? Thì hắn có tư cách này sao? Vương Tường vỗ vỗ Ngư Bắc Giao tay, nói ra, ta tự có chừng mực. La Quân nghe vậy lập tức cười khan một tiếng, nói, Tường ca, ngươi cũng không phải là muốn chơi ta à? Chỉnh ngươi má ơi, Lưu Lượng lại mắng, ngươi xứng sao? Ngươi nói một chút, ngươi phối để cho chúng ta Tường ca xuất thủ chỉnh ngươi sao? La Quân lại lần nữa cười khan một tiếng, nói ra, ta không xứng. Hắn trong mắt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy hàn ý. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ngoài. Vương Tường lại nói với Kim Cường, Cường tử, người đi an bài một chút. Đem Thường công tử, Cao công tử, Hàng công tử đều kêu lên. Mọi người cùng nhau, hảo hảo tự một lần, cũng coi là cho La Quân tiểu huynh đệ đón tiếp. Kim Cường nói ra, được rồi. La Quân liền biết cái này Vương Tường khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu. Hắn chỗ nói cái gì Thường công tử, Cao công tử, Hàng công tử, không cần phải nói, khẳng định đều là một đám hoàn khố con ông cháu cha hoặc là phú nhị đại. Cái này Vương Tường, hắn không tiện xuất thủ sửa trị chính mình. Sợ Ngư Vạn Thành hội có ý tưởng, thế là liền muốn ra như thế một cái độc kế tới. La Quân giữ im lặng, thầm nghĩ, cũng tốt, hôm nay thì xem các ngươi hội chơi ra hoa dạng gì tới. Chỉ chốc lát về sau, Kim Cường thì hẹn xong cái kia ba vị công tử ca. Vương Tường cả đám liền dẫn La Quân, nổi danh điển hội sở. Tên điển hội sở bên ngoài có mấy chiếc xe, Vương Tường cùng Ngư Bắc Giao ngồi lên Maserati. La Quân bị Kim Cường mấy người mang theo bên trên một chiếc Mercedes xe thương vụ. Lái xe là Lưu Lượng. Kim Cường ngồi tại La Quân cùng một tên khác nam tử trung gian.
La Quân lộ ra rất là câu nệ, hắn nhỏ giọng nói với Kim Cường, Cường ca, ta nhìn cho ta đón tiếp thì không tất yếu đi, ta có thể hay không xuống xe a? Một tên khác nam tử gọi là Viên Bân cười lạnh một tiếng, nói ra, người ngược lại cũng không phải toàn ngốc. Muốn xuống xe, nằm mơ đi thôi. La Quân còn muốn nói điều gì, Lưu Lượng ở phía trước quát, người mẹ nó lại không im miệng, lão tử nhét đá cứt đến trong miệng ngươi qua, ngươi tin hay không, tạp chủng. Ngươi tin hay không? Con hàng này mỗi lần mắng chửi người đều không thuần túy mắng chửi người, còn muốn vũ nhục người, nhất định phải khiến người ta trả lời. Ta tin, La Quân sợ hãi nói ra. Ha ha, Lưu Lượng cảm thấy dạng này đặc biệt đã nghiền, cười lên ha hả, nói ra, thật là một cái đáng yêu tiểu ngốc. Ước chừng sau 20 phút, xe đứng ở một nhà phía trước. Lúc này thời gian còn sớm, lúc này còn không có buôn bán. Bất quá Vương Tường đám người này vẫn rất có bản sự, bọn họ để sớm buôn bán. Cả đám tiến vào nhà này lúc, lão bản còn ở ngoài cửa nghênh đón. Mọi người rất nhanh liền tiến một gian bao lớn phòng. Cái kia Hàng công tử, Cao công tử, Thường công tử riêng phần mình mang bạn gái tới. Mọi người cùng một chỗ, hàn huyên vô cùng vui sướng. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, lại có công chúa tiến đến phục vụ. Những nữ đó bạn, từng cái đều giống như người mẫu trẻ, ăn mặc bại lộ, thân thể yêu nhiêu. Trong phòng chung nhất thời son phấn mùi vị vần quanh. La Quân câu thúc một người ngồi ở một bên. Vương Tường để phục vụ viên bên trên 10 kết bia tiến đến. Cái kia Thường công tử, Hàng công tử, Cao công tử ba người xem xét cũng là cái hoàn khố hình dáng. Chỉ kém không có đem phách lối viết lên mặt. Vương Tường mỉm cười, nói ra, Thường công tử, Hàng công tử, Cao công tử, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hắn một tay ôm lấy Ngư Bắc Giao vòng eo, một tay chỉ La Quân, nói ra, vị tiểu huynh đệ này gọi là La Quân, hắn là Giao Giao vị hôn phu, hai nhà người đặt trước là thông gia từ bé. Hôm nay mọi người nhất định muốn hảo hảo chiêu đãi vị tiểu huynh đệ này. Thường công tử, Hàng công tử, Cao công tử ba người cũng không phải người ngu, bọn họ biết Vương Tường cùng Ngư Bắc Giao quan hệ. Bây giờ nghe Vương Tường kiểu nói này, cái kia có thể không biết Vương Tường ý tứ đây. Ngay sau đó, Thường công tử liền để bên người bạn gái mở rượu bia. Hắn giơ lên một chai bia, nói ra, tới tới tới, tiểu huynh đệ, ta kính ngươi. La Quân liền cũng thì cầm bia lên. Thường công tử uống một ngụm. La Quân cũng uống một ngụm liền là buông xuống. Thường công tử sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, nói ra, thế nào, người đây là không nể mặt ta à. Ta kính ngươi, ngươi thế mà chỉ uống một ngụm. La Quân sững sờ, hắn nói ra, nhưng ngươi cũng chỉ uống một ngụm. Không đều là uống trước rồi nói sao. Lưu Lượng tiến lên bỗng nhiên đạp một chân La Quân cái mông, nói ra, con chó, Thường công tử kính ngươi tửu là nể mặt ngươi, còn không mau uống xong. La Quân sợ hãi mắt nhìn Lưu Lượng. Sau đó liền lộc cộc uống xong một chai bia. Tiếp theo, cái kia Hàng công tử cũng kính La Quân. La Quân lần này có chuẩn bị tâm lý, uống một hơi hết. Nội lực của hắn thâm hậu, thực là không đem cái này rượu bia để vào mắt. Nếu thật là bức gấp, có thể thông qua mồ hôi đem rượu tinh, còn có lượng nước bốc hơi rơi. Hàng công tử gặp La Quân uống xong về sau, liền cười lạnh một tiếng, nói, tính ngươi thức thời. Sau đó, Cao công tử cũng mời rượu. Cao công tử kính xong sau, hắn đối bên người bạn gái nói ra, ngươi cũng kính tiểu huynh đệ này đi. Cái kia bạn gái tự nhiên vui lòng, cười nhẹ nhàng mời rượu. La Quân vẻ mặt đau khổ nói ra, thật không thể uống, ta thì uống một ngụm được hay không? Cái kia bạn gái lập tức không vui, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đây là không cho em gái mặt mũi nha. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại uống. Sau đó, còn lại hai cái bạn gái không cần Thường công tử cùng Hàng công tử mở miệng, liền cũng thay nhau kính La Quân. La Quân không nói nhiều, một hơi uống. Hắn đây cũng là một hơi uống 6 chai bia. Hắn lung lay ngồi xuống, nói ra, không được, không được. Ngay vào lúc này, Vương Tường còn nói thêm, La Quân tiểu huynh đệ, ta đến kính ngươi một bình. Dạng này, ta làm một bình, ngươi cho ta cái mặt mũi, uống 3 bình thế nào? La Quân bận bịu cự tuyệt nói ra, không được, không được nha. Tường ca, ta thật là không thể uống. Lại uống hết, mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cái kia Lưu Lượng lại đứng lên, xông La Quân mắng mắng xoa bóp nói, đồ chó con, ta Tường ca theo ngươi uống rượu, đó là nhìn lên ngươi. Ngươi dám không nể mặt mũi, ngươi dám từng cái thử một chút, ngươi nói ngươi có dám hay không.
La Quân cười khổ, nói ra, ta không dám. Thế là, La Quân lại uống ba bình. Ba bình về sau, hắn có vẻ hơi thần trí không rõ. Lưu Lượng còn nói thêm, đến, đồ chó con, ta và ngươi uống. Hắn cũng xuất ra một chai bia tới. Tính toán, Lượng Tử. Vương Tường ngăn cản lại Lưu Lượng, hắn mỉm cười, nói ra, đằng sau còn có thật nhiều chơi vui, sao có thể ánh sáng uống rượu đâu. Lưu Lượng hiểu ý cười một tiếng, cũng liền không lại miễn cưỡng. La Quân nói gấp, cảm ơn Tường ca. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới là, lúc này Ngư Bác Giao đứng ra. Nàng cầm một chai bia, xông La Quân nói ra, ta kính ngươi. La Quân không khỏi cười khổ, cầu xin tha thứ nói, Giao Giao, ta lại uống sẽ chết. Thật sẽ chết người, không thể uống. Người chết chẳng phải là tốt nhất. Ngư Bác Giao cười lạnh một tiếng, nói ra, người hôm nay không uống, cũng là không nể mặt ta. Tốt, ta uống. La Quân cắn răng một cái, lại uống một bình. Liền cũng tại lúc này, Lưu Lượng nói ra, ta đột nhiên nhớ tới một cái chơi vui sự tình. Ta còn chưa có xem nam nhân nhảy thoát y vũ đâu, muốn không liền để chó chết bầm này nhảy nhót. Ngư Bác Giao cái thứ nhất tán thành, nói ra, quá tốt. Vương Tường nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Giao Giao, người thật nghĩ nhìn. Ngư Bác Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó cắn răng nói ra, chỉ cần có thể nhục nhã hắn, ta đều nguyện ý. Đại không ta không nhìn nha, các ngươi nhìn liền tốt. Tốt, vậy liền để hắn nhảy. Thường công tử ồn ào. Hàng công tử cùng Cao công tử cũng ồn ào. Không được, La Quân lắc đầu, thật vất vả đứng vững. Hắn nói ra, ta thật không thể nhảy, ta là đại nam nhân. Các ngươi liền xem như giết ta cũng không nhảy. Hắn vừa nhìn về phía Ngư Bác Giao, nói ra, Giao Giao, ngươi là thật muốn giết chết ta sao? Ngư Bác Giao cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chết tốt nhất. Băng lãnh vô tình tới cực điểm. Đồ chó con, nhảy. Lưu Lượng nói ra, ngươi nếu là dám không nhảy, hôm nay lão tử liền để ngươi đến trong toilet qua đớp cứt. Không, ta không nhảy. La Quân giống như là bị điện giật đánh đồng dạng lui ra phía sau đứng lên. Một bên Kim Cường nhạt lạnh nói ra, Lượng Tử, hắn đã không nhảy, vậy ngươi thì đánh hắn nhảy. Hôm nay nhiều như vậy công tử tại, nếu như ngươi lời nói không dùng được, cái kia ném là chúng ta Tường ca mặt mũi. Lưu Lượng liền một mặt dày đặc, hắn nhìn về phía La Quân, nói, cậu tạp chủng, ngươi có nhảy hay không? La Quân sắc mặt trắng bệch, nói, ta không nhảy. Thảo mẹ ngươi. Lưu Lượng mắng to một tiếng, nói, trả lại cho ngươi mặt. Hắn nói xong cũng trực tiếp băng đứng lên, như chớp giật xông về phía La Quân. Cái này Lưu Lượng chính là hóa kính đỉnh phong tu vi, cường hãn vô cùng. Hắn cái này vừa ra tay, là tức giận ý. Quyền lực hung mãnh. Nếu như là người bình thường bị Lưu Lượng đánh trúng, vậy tuyệt đối muốn thổ huyết mà chết. Liền cũng tại lúc này, La Quân trong mắt bỗng nhiên tuôn ra rét lạnh sát ý. Lưu Lượng nhất quyền oanh sát hướng bộ ngực hắn, La Quân đột nhiên một chiêu uất ức quyền trực tiếp đem Lưu Lượng quyền đầu bắt lấy. Tiếp theo, La Quân cười lạnh một tiếng, nhất trưởng nghiêng cắt, lại một chiết. Răng rắc một tiếng, Lưu Lượng cánh tay trực tiếp bị La Quân bẻ gãy. Cái kia bạch cốt âm u đều lộ ra. Lưu Lượng phát ra thống khổ kêu thảm, La Quân lại một chân đem Lưu Lượng đá té xuống đất, tiếp lấy một chân dẫm tại hắn trên gương mặt. Lưu Lượng lập tức phốc phốc một chút. Hợp máu phun ra một ngụm hàm răng. Biến cố này thật sự là vượt quá ý người tài liệu. Hiện trường bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. La Quân bỗng nhiên nhất chỉ Vương Tường, nói, các cháu, đều mẹ nó đừng nhúc nhích, lại cử động, lão tử thì giết hắn. Hắn sát khí đột nhiên toát ra đến, lại không là vừa vặn cái kia nhu nhược ra hỏa. Muốn chết, Kim Cường lại là bất kể La Quân uy hát yêu ta, trực tiếp xuất thủ. Cái kia Viên Bân cũng xuất thủ. Càng nguy hiểm hơn là, Vương Tường cũng phát hiện La Quân là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn cũng siêu một cái xuất thủ. Trong nháy mắt tam phương vây công, sát ý kinh thiên. La Quân bạo giống một tiếng, sở hữu đại thánh khí thế bạo phát đi ra. Hắn vận chuyển huyết hạch, 6.000 cân lực lượng đi theo bạo phát đi ra. Khí thế khủng bố bạo phát. Người thứ nhất giết tới là Kim Cường. La Quân nhìn cũng không nhìn. Một chiêu tiếng sấm liên tục quyền đánh giết tới. Phanh một tiếng. Kim Cường theo La Quân quyền đầu đụng vào nhau, Kim Cường cảm giác được đối phương võ đạo tinh thần như dòng nước lũ không gì không phá một. Hắn quyền ý tinh thần bị trong nháy mắt tan rã, cả người khí huyết cuồn cuộn, bị đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó,
La Quân trong lòng xách cái đại đế ấn, lại bình tĩnh vô cùng. Cái kia Vương Tường nhất quyền đánh tới, hắn trực tiếp cũng là di hình hoán ảnh né tránh. Sau đó, không đợi Vương Tường kịp phản ứng, La Quân hét lớn một tiếng, nằm xuống. Hắn đi theo tiến lên trước một bước, một chiêu đại thành ấn chân áp xuống dưới. Ầm. Vương Tường cũng lập tức bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau cùng cũng chỉ còn lại có Viên Bân. Quỳ xuống, La Quân hướng Viên Bân giống một tiếng. Lúc này La Quân giống như ma thần. Viên Bân tâm thần chấn kinh, thế mà thật sự quỳ đi xuống. Toàn bộ quỳ xuống, La Quân trong mắt hàn ý bắn phá, thanh âm như xuân lôi nở rộ tại mọi người bên tai. Cái kia một đám công tử ca, bạn gái nhóm liền toàn bộ quỳ xuống. La Quân sau cùng ánh mắt đến Ngư Bắc Giao trên thân, Ngư Bắc Giao dọa sợ. Tiện thì, quỳ xuống. La Quân chui lên qua, đối Ngư Bắc Giao cũng là ba ba hai cái bạt tai, lưỡng nhĩ quang đem Ngư Bắc Giao đục lỗ con ngươi lửa bốc sao vàng, gương mặt xương tấy. Ngư Bắc Giao nhất thời ngốc, sau đó nổi điên một dạng, nói, người dám đánh ta, cha ta đều chưa từng đánh qua ta. Nàng lại để cho đến bóp La Quân. La Quân đột nhiên đưa tay, đem Ngư Bắc Giao bóp lấy. Sau đó đưa nàng xâm tới. Nào chỉ là đánh ngươi, còn dám bực bội, lão tử giết ngươi. La Quân đem Ngư Bắc Giao ném ra bên ngoài. Tiếp theo, hắn lại quay người đến Lưu Lượng trước mặt, đem Lưu Lượng nhấc lên. Một sát na này La Quân là khiến người ta sợ hãi cùng chấn kinh. Vương Tường cùng Kim Cường những cao thủ này bị hắn trong nháy mắt thì toàn bộ giải quyết. La Quân xách Lưu Lượng thê thảm đau đớn kêu thảm, trong mắt tràn đầy hận ý. Nói, ngươi có phải hay không cẩu tạp chủng? La Quân lập tức hỏi Lưu Lượng. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái rộng lượng người, có thù tất báo mới là hắn bản tính. Mà lại, người tu đạo đều có cái này bản tính. Người tu đạo, coi trọng cũng là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Ngươi dám chọc ta như không đi tìm ngươi báo thù, vậy ta thì suy nghĩ không thông suốt. Lưu Lượng đối La Quân hận cực, nói, ngươi mới là... La Quân không đợi hắn nói ra, trực tiếp một bàn tay lại vung quá khứ. Sau đó lại nhất chỉ đột nhiên đâm ra, lại là trực tiếp đem Lưu Lượng tròng mắt xuyên thủng. Nhất thời, hắn tròng mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Lưu Lượng kêu thảm. La Quân lạnh lùng nói, còn dám gọi, người một cái khác tròng mắt cũng đừng hòng muốn. Lưu Lượng nhất thời đình chỉ. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu được đến cái gì gọi là thủ đoạn độc ác. Cái này La Quân. Ở đâu là cái gì dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ? Rõ ràng cũng là cái sát nhân ma đầu a. Nói, ngươi có phải hay không cẩu tạp chủng? La Quân hỏi. Ta là, Lưu Lượng khóc nói ra. Ha ha, La Quân cười ha hả. Sau đó, hắn lại chỉ trên bàn rượu bia, nói, một người 10 bình, hôm nay người nào uống không hết, liền chuẩn bị bị lão tử bẻ gãy hai tay hai chân. Hắn sau khi nói xong, vừa Lưu Lượng ném ra bên ngoài. Lưu Lượng trùng điệp ngã trên mặt đất, hét thảm lên. Uống, La Quân hét lớn một tiếng. Những công tử ca này nhóm lập tức uống, còn có những nữ đó bạn. Sau cùng, La Quân ánh mắt đến Viên Bân trên thân, ngươi làm sao không uống? Ngươi giết ta đi, Viên Bân nói ra. Giết ngươi, La Quân cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp tiến lên, răng rắc một chút, liền đem hắn hai mắt đâm mù. Tiếp theo, La Quân lại đem hai tay của hắn bỗng nhiên bẻ gãy. Tràng diện huyết tinh tới cực điểm. La Quân ánh mắt lại đến Kim Cường trên thân, hắn cười lạnh nói, người uống không uống. Kim Cường hoảng sợ cùng cực, nói, ta uống. Đem y phục cởi sạch, quỳ uống một bên hát quốc ca. Dám có chần chờ, lập tức bảo ngươi so với hắn thảm hại hơn. La Quân thanh âm tràn ngập thiết huyết. Kim Cường thật sự là bị sợ mất mật, lập tức làm theo. La Quân đem ánh mắt chuyển qua Vương Tường trên thân. Vương Tường nhất thời dùng mình một cái. Hắn nhìn về phía La Quân, trầm giọng nói ra, người đại khái còn không biết gia gia của ta là ai, nếu như ngươi thật chơi ta, ngươi không có cơ hội thoát thân. Chỉ cần ngươi dám đụng đến ta, về sau ngươi liền sẽ là toàn bộ Hoa Hạ địch nhân, ngươi lại nhận vô cùng vô tận truy sát. La Quân cười, hắn nói ra, Vương Tường, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại thông minh, ngươi trí kế vô song. Ngươi ngực có khe rãnh lòng dạ. Hắn đón đến nói ra, ngươi sai. Người trong mắt ta bất quá là tên hề a. Người cùng người đám huynh đệ này vây quanh Ngư Bắc Giao cái này ngu ngốc, đơn giản là vì phụ thân nàng tài sản. Người muốn cưới Ngư Bắc Giao, lại giết Ngư Vạn Thành, như thế thì danh chính ngôn thuận tiếp quản Ngư Vạn Thành sản nghiệp.
Kế hoạch này rất lợi hại chu đáo, bất quá, Ngư Vạn Thành lại mới bao nhiêu tiền? Không đến 50 tỷ đô la Mỹ, ngần ấy số lượng nhỏ tài phú, liền để ngươi trăm phương ngàn kế. Chỉ bằng điểm này đến xem, ngươi bố cục lại có thể lớn bao nhiêu? Gia gia ngươi lại có thể lợi hại đi nơi nào? Ngươi có thể dùng gia gia ngươi hù dọa một chút Ngư Vạn Thành. Nhưng muốn hù dọa ta, chỉ sợ ngươi là đánh sai bản tính. Vương Tường sắc mặt kịch biến. Ngư Bác Giao lại là có chút mộng. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Vương Tường lập tức nói. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi, quỳ xuống đến uống rượu, ca hát. Nếu như ngươi không làm theo, ta thì hiện tại giết ngươi, để ngươi cái gì hoàng đồ bá nghiệp mộng đẹp, toàn bộ thành khoảng không. Tin tưởng ta, ta làm được. Đại không đem bọn ngươi giết, ta lại rời đi Hoa Hạ, ai có thể làm khó dễ được ta. Vương Tường trầm mặc xuống dưới. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ta kiên nhẫn không tốt, nếu như ta xuất thủ, ngươi thì không có cơ hội. Vương Tường tiếp xúc đến La Quân trong mắt hàn quang, hắn dùng mình một cái. Sau đó quỳ đi xuống, bắt đầu uống rượu, ca hát. La Quân lại liếc nhìn chung quanh một vòng người, cả đám đều quỳ, chật vật lấy. La Quân không khỏi cười ha ha, hắn sau cùng khinh thường liếc nhìn mọi người liếc một chút. Nói ra, người A cũng xứng gọi là người. Hắn sau khi nói xong, đi vào Ngư Bác Giao trước mặt, trực tiếp đem ngây ra như phỗng Ngư Bác Giao kẹp ở dưới xương sườn, sau đó rời đi nhà này chàng sở. Ngư Bác Giao hiện tại đối La Quân câm như hến, nàng tuyệt không dám làm càn. La Quân đem Ngư Bác Giao ném vào chiếc kia Maserati về sau, tiếp theo, hắn ngồi lên phòng điều khiển. Sau đó, hắn nổ máy xe, đồng thời cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại quá khứ. Bên kia rất nhanh kết nối. La Quân liền nói ra, Mặc Nùng, ta khả năng cho ngươi gây cái đại phiền toái. Trầm Mặc Nùng bên kia lại là bình tĩnh, nàng biết La Quân là cái xử sự bình tĩnh người. Nàng lập tức nói, sự tình gì? La Quân nói ra, ta bây giờ đang ở Hoài Bắc thành phố, bên này có cái gọi Vương Tường người tự xưng là cái gì quân giới lão đại cháu trai, ta cũng không biết là thật là giả. Bất quá, hắn tu vi là kim đan sơ kỳ, hắn chả có mấy tên thủ hạ. Cũng đều là cao thủ. Đám người này đến Hoài Bắc thành phố, hiển nhiên là muốn mưu đồ Ngư Vạn Thành tài sản. Ta cảm thấy lấy, loại này hạng giá áo túi cơm, hẳn là sẽ không theo quân giới dính líu quan hệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ là một cái tên nói rõ không cái gì, mà lại, nếu như là ngoại nhân giả mạo trong quân lão đại cháu trai, nói cái trước chân thực tên, đồng thời đeo lên điểm cao mặt nạ, lúc đó lâm vào một cái tử cục. La Quân nói ra, ta đập hắn ảnh chụp. Ta đợi chút nữa phát cho ngươi, ngươi tốt nhất thì a một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, hiện tại La Quân muốn nàng hỗ trợ, nàng là nghĩa vô phản cố. Không phải nói bởi vì La Quân cho nàng hai hạt cửu chuyển kim đan, mà là bởi vì La Quân thật sự là đưa nàng Trầm Mặc Nùng xem như chi kỷ. Người sống một đời, chi kỷ khó cầu a. Tắt điện thoại về sau, La Quân cho Trầm Mặc Nùng gửi tới ảnh chụp. Sau đó, hắn tiếp tục mở xe. Ngư Bác Giao gương mặt vẫn là sưng đỏ, nàng ở một bên ủy khuất khóc, đồng thời thút thít hỏi, người muốn mang ta đi chỗ nào? Cha ta biết, sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói ra, hiện tại thì dẫn ngươi đi gặp ba ba của ngươi. Ngư Bác Giao nao nao, nàng thật sự là đoán không ra La Quân. Nửa giờ sau, Vạn Thành cao ốc tiến. Lần này, La Quân mang theo Ngư Bác Giao trực tiếp lên lầu đến cao ốc đỉnh chóp. Ngay tại Ngư Vạn Thành trong văn phòng. La Quân cùng Ngư Bác Giao nhìn thấy Ngư Vạn Thành. Ngư Bác Giao nhìn thấy Ngư Vạn Thành, lập tức nước mắt thì tuôn trào ra, nàng khóc vùi đầu vào Ngư Vạn Thành trong lồng ngực, ba ba, ba ba, hắn đánh ta, ngươi nhìn ta mặt. Ngươi nhất định muốn cho ta chủ trì công đạo. Ngư Bác Giao thút tha thút thít. Ngư Vạn Thành hãi nhiên thất sắc, hắn lập tức nhìn kỹ Ngư Bác Giao mặt. Mặt kia gò má sưng đỏ một mảnh, để Ngư Vạn Thành cái này làm lão ba đau lòng tới cực điểm. La Quân tiên sinh. Này sao lại thế này? Ngư Vạn Thành rất là nổi nóng xông La Quân quát lớn. La Quân ánh mắt nhàn nhạt, nói ra, Ngư Bác Giao mặt đúng là ta đánh. Ngươi, Ngư Vạn Thành giận không kềm được, nói ra, ta mời ngươi đến, không phải muốn ngươi đánh nữ nhi của ta. Ngươi chờ, ta hội hướng các ngươi thần vực khiếu nại, ta cái này khiếu nại. La Quân thản nhiên nói, Ngư Vạn Thành, thần vực làm việc từ trước đến nay một mực kết quả, không dễ quản quá trình. Ngươi muốn khiếu nại. Ta cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngư Vạn Thành cả giận nói. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Ngư Vạn Thành, ta
ta nếu thật muốn khinh ngươi, ngươi thật đúng là không chịu nổi. Ngư Bác Giao ngây người, nàng lúc đầu coi là La Quân là ba ba vãn bối, nhất định sẽ cung cung kính kính. Nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như vậy nha. Tựa hồ cái này La Quân thân phận không thể so với ba ba thấp nha. Hắn đến là ai? Lúc này Ngư Bác Giao không hề kiêu ngạo như vậy, không kiêng nể gì cả, nàng đối La Quân nhiều một tầng kính sợ cùng kiêng kỵ. Ta cũng không phải là có ý muốn đánh Ngư Bác Giao. Ta có thể giải thích, đương nhiên, bất kỳ giải thích nào cũng không thể triệt tiêu một cái phụ thân trông thấy nữ nhi bị đánh phẫn nộ. La Quân vừa nói chuyện đợi, chậm rãi ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngư Vạn Thành trong mắt tỏa ra lửa giận, hắn đè nén hỏa khí, nói ra, ngươi nói. La Quân nói ra, hôm nay sự tình, ta cùng Ngư Bác Giao đều là ở đây. Ngư Bác Giao, nếu như ta có một câu lời nói dối, ngươi có thể vạch tới. Ngư Bác Giao nói không ra lời. Sau đó, La Quân liền đem chính mình cùng Ngư Bác Giao sau khi rời khỏi đây hết thảy toàn bộ nói ra. Bao quát Ngư Bác Giao khó xử cho thuê tài xế nói bừa mẫn, bao quát cùng Vương Tường thời điểm, Ngư Bác Giao nói tới mỗi một câu. Những lời này sau khi nói xong, La Quân hỏi Ngư Bác Giao nói, Ngư Bác Giao, hiện tại ngay trước ba ba của ngươi mặt, có ba ba của ngươi cho ngươi chỗ dựa. Ngươi nói cho ngươi ba ba, ta có một câu lời nói dối không có. Ngư Bác Giao cúi đầu xuống. Ngư Vạn Thành trong mắt lóe lên khó nén tức giận, là giận không tranh, là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. La Quân nói ra, ta hôm nay thì là cố ý một mực chịu đựng, ta thì muốn nhìn một chút bọn này tạp chủng đến có thể quá phận tới trình độ nào, đến có thể đem ta bước tới trình độ nào. Ngư Vạn Thành, ta đánh người nữ nhi, nói câu không dễ nghe, ta là đang dạy nàng làm người. Nếu như tùy ý nàng như vậy xuống dưới, chỉ sợ nàng về sau sẽ chọc cho ra càng lớn tai họa tới. Hắn đón đến, tiếp tục nói, Vương Tường cùng cái kia Kim Cường còn lại hai người thủ hạ, bốn người này tu vi cũng rất cao. Liền xem như đến một chi quân đội đều làm không xong bọn họ. Dạng này bốn người mãnh long quá giang đến đây, đến là nhằm vào cái gì, ngươi là người thông minh, hẳn là tâm lý rõ ràng. Bọn họ muốn lừa gạt Ngư Bác Giao là bước đầu tiên, giả dụ bước đầu tiên không thành công, ngươi tin hay không bọn họ bước thứ hai liền sẽ bắt cóc Ngư Bác Giao, sau đó lại bắt ngươi, để ngươi đem tiền tài chuyển di. Sẽ không, Tường ca bọn họ tuyệt đối không phải loại người này. Ngư Bác Giao lập tức đứng lên, bác bỏ La Quân. Ngư Vạn Thành có chút nổi nóng xông Ngư Bác Giao nói ra, Giao Giao, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi biết cái gì, ngươi có phải hay không thật muốn cha ngươi ta bị bọn họ bức tử, ngươi mới tin tưởng. Ngư Bác Giao nói ra, cha, Tường ca không phải như vậy người, vì cái gì ngươi chính là không chịu tin tưởng đâu. Ngư Vạn Thành cả giận nói, ngươi lại vì cái gì cũng là không chịu tin tưởng cha ngươi ta. Lão ba hội hại ngươi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi ánh mắt độc ác, muốn so cha ngươi ta nhìn chuẩn. Ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu, ta thật sự là đem ngươi cho làm hư. Ngư Bác Giao khí nói không ra lời. La Quân nhìn xem đồng hồ, hắn nói ra, Ngư Vạn Thành, còn có nhiều nhất 10 phút đồng hồ, cảnh sát liền sẽ đến bắt ta. Ngươi đợi chút nữa để Ngư Bác Giao nói với Vương Tường một đao cắt đứt lời nói. Không có khả năng, Ngư Bác Giao lập tức nói. La Quân nhìn về phía Ngư Bác Giao, nói ra, nếu như ngươi thật cảm thấy Vương Tường là ngươi như ý Lăng Quân, vậy thì tốt, chúng ta đánh cược một lần, ngươi có dám hay không? Đánh cược gì? Ngư Bác Giao hỏi. La Quân nói ra, ngươi thì nói với Vương Tường đoạn tuyệt quan hệ, ta cược trong vòng 2 canh giờ, hắn cùng hắn huynh đệ hội xuất hiện ở cái này văn phòng đến bắt đi ngươi cùng cha ngươi. Nếu như bọn họ không đến, liền coi như ta thua. Cái kia cũng coi là ta nhìn nhầm, về sau như thế nào, ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ngư Bác Giao lập tức nói. Nàng không quên lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi thua định. Ngư Vạn Thành lại là sắc mặt nghiêm túc, nói ra, nếu bọn họ thật người tới bắt, ta nên như thế nào tới. La Quân nói ra, ta tự có sắp xếp. Tóm lại, Ngư Vạn Thành, ngươi nhìn lấy con gái của ngươi, đừng để nàng lộ tẩy. Hắn tiếp lấy nói với Ngư Bác Giao, đây là việc quan hệ phụ thân ngươi, còn có ngươi chính mình, cùng phụ thân ngươi Vạn Thành tập đoàn sống còn sự tình. Ngươi tốt nhất khác làm gì nữa chuyện ngu xuẩn. Ngư Bác Giao nhất thời mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Ngư Vạn Thành ngay sau đó đối Ngư Bác Giao trầm giọng nói ra, Giao Giao, ngươi tuyệt đối không nên lại tùy hứng. Ba ba là thật sợ ba ba chết, không người đến bảo hộ ngươi. Ngươi lần này, nhất định muốn nghe lời, có được hay không?
Ngư Bác Dao nhìn lấy lão phụ lời nói thấm thía, trong nội tâm nàng sinh ra không đành lòng, khẽ cắn môi, đáp ứng. Ngươi dùng cái gì khẳng định như vậy? Ngư Vạn Thành lại hướng La Quân hỏi. Lộ ra kế hoạch, La Quân nói ra, ta lần này vừa xuất hiện, Vương Tường bọn người liền biết thời gian không nhiều. Hiện tại chỉ cần Ngư Bác Dao một chiếc điện thoại đánh, cái kia chính là phá Vương Tường sau cùng vọng tưởng. Mà ta bị cảnh sát bắt đi, đoạn thời gian này là bọn họ động thủ giờ hoàng kim. Ngươi hãy chờ xem, thị thị phi phi, chẳng mấy chốc sẽ có phần hiểu. Ngư Vạn Thành liền nói với Ngư Bác Dao, Dao Dao, gọi điện thoại đi, ấn miễn đề, thì ở trước mặt ta đánh. Ngư Bác Dao khẽ cắn môi, nói ra, tốt. Sau đó, nàng liền bấm Vương Tường ngạch điện thoại. Dao Dao, ngươi bây giờ thế nào? Ngươi ở đâu? Ta tới cứu ngươi. Vương Tường giống như là nổi điên một dạng, hắn sau đó lại tự trách vô cùng, nói ra, Dao Dao, thật xin lỗi, đều là ta vô dụng, bảo hộ không ngươi. Ngư Bác Dao lại là cắn răng, nói ra, Vương Tường, chúng ta chia tay đi, từ nay về sau, ngươi không cần đến phiền ta. Vì cái gì? Vương Tường bên kia nhất thời phẫn nộ, chất vấn. Ngư Bác Dao nói ra, ta đã thấy rõ ràng ngươi bộ mặt thật sự, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta, ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Nàng nói xong cũng cúp điện thoại. Cô nàng này đối Vương Tường ngược lại là động chân tình, sau khi nói xong, nước mắt đều rơi ra tới. Liền cũng tại lúc này, vừa vặn 10 phút trôi qua. Bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, thì cục tống đội trưởng mang theo một đám cảnh sát nghiêm túc đá môn mà vào. Tống đội, ngài làm cái gì vậy? Ngư Vạn Thành nghiêm túc hỏi. Hắn là Hoài Bắc thành phố thủ phủ, hòa thượng tầng đều có tốt đẹp quan hệ. Trước kia vị này tống đội nhìn thấy Ngư Vạn Thành đều là khách khí vô cùng. Nhưng lần này, tống đội lại là không nể mặt Ngư Vạn Thành. Hắn nói ra, Ngư tiên sinh, chúng ta là đến chấp hành công vụ, xin ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta. Hắn nói xong vung tay lên, Song La Quân nói, đem người này khảo đứng lên, mang về cục cảnh sát bên trong qua. La Quân đứng lên, hắn nói với Ngư Vạn Thành, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta đánh mấy vị kia công tử ca, dưới mắt vị này tống đội là sẽ không bỏ qua ta, bất quá không sao, ta tự có biện pháp. Hắn nói xong cũng vươn tay để những cảnh sát kia còng lại. Rất nhanh, La Quân liền bị áp ra Vạn Thành cao ốc. Phía trước có số chiếc xe cảnh sát. La Quân bị nhét vào xe cảnh sát, hai tên cảnh sát đem La Quân kẹp ở giữa. Xe rất nhanh liền khởi động. Sau 5 phút, La Quân điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân hướng bên người cảnh sát cười một tiếng, nói ra, nhận cú điện thoại, có thể à? Cảnh sát kia băng lãnh vô tình nói ra, không được. La Quân nói ra, gọi điện thoại cho ta là quốc an lục sử sử trưởng, nếu như ngươi chậm trễ nàng sự tình. Cái kia nàng giết ngươi đều chỉ cần một cái báo cáo mà thôi. Hừ, cảnh sát kia khinh thường cùng cực, nói ra, ngươi biết quốc an lục sử sử trưởng, cái kia ta chính là Yến Kinh thị thị trưởng. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi nếu không tin, ngươi tiếp. Cảnh sát kia tự nhiên không sợ, nói, tiếp thì tiếp. Hắn từ La Quân trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó kết nối. Uy, ngươi vị nào? Cảnh sát này không chút khách khí nói ra. Ngươi là ai? Bên kia trầm mặc nùng nghe ra không là La Quân, không khỏi kỳ quái hỏi. Cảnh sát cười lạnh, nói ra, nghe nói ngươi là quốc an lục sử sử trưởng. Trầm mặc nùng cảm thấy có chút không khỏi rượu, nói, ta là, ngươi là ai? La Quân đâu? Ngoá, ngươi này nương môn thật đúng là dám nhận a. Cảnh sát nói ra, ngươi muốn là quốc an lục sử sử trưởng, ta chính là quốc an cục cục trưởng. Trầm mặc nùng trầm giọng nói, ngươi là cái kia bộ môn. Kêu cái gì? Cảnh sát kia nghe ra thanh âm đối phương rất lợi hại nghiêm túc, hắn nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Một bên La Quân lập tức cười trên nỗi đau của người khác, nói ra, cái này tốt, ha ha, người đem quốc an lục sử sử trưởng đều cho đắc tội. Người phải biết, liền xem như các người Hoài Bắc thành phố thị trưởng gặp vị trưởng phòng này, cái kia đều muốn cúi đầu khom lưng. Người biết quốc an lục sử sử trưởng là cấp bậc gì sao? Tỉnh sở cấp bậc A, thiếu niên. Cảnh sát sắc mặt rốt cục biến, hắn ngay lập tức đem điện thoại trả lại La Quân. Hắn giống là La Quân điện thoại di động có điện giống như, trả lại La Quân thời điểm, mang theo điểm cầu khẩn, nói ra, ca, khác chấp nhặt với ta. La Quân nhận lấy điện thoại, hắn không để ý cảnh sát. Mặc nùng, La Quân hô. Trầm mặc nùng nghe ra là La Quân thanh âm về sau, nàng lúc này mới hỏi, vừa rồi tình huống như thế nào. La Quân nói ra, cũng không có tình huống như thế nào.
ta bây giờ bị Hoài Bắc thành phố cảnh sát cho bắt. Hắn sau khi nói xong, hỏi bên người cảnh sát, nói, các ngươi là cái kia khu, cái kia sở cảnh sát. Hai cảnh sát sắc mặt đều trắng bệch, lái xe cảnh sát cũng không quá bình tĩnh. Vì lông bọn họ đều cảm thấy cái này La Quân rất lợi hại chăng cảm giác đâu. Chẳng lẽ địa vị thật rất lớn? Một tên cảnh sát hồi đáp, Sa Triển Tây khu sở cảnh sát. Sở trưởng các ngươi là ai? La Quân lại hỏi. Trương Hoa. La Quân liền nói với Trầm Mặc Nùng, ta hôm nay chỗ đánh mấy cái công tử ca, hiển nhiên là có chút quan hệ. Cho nên lúc này trả đũa đến, bắt ta là Sa Triển Tây khu sở cảnh sát, bọn họ sở trưởng gọi Trương Hoa. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ngươi chờ một chút. La Quân nói ra, ta còn có chút việc tư muốn làm, ngươi để bọn hắn sở trưởng cùng ta trò chuyện, nghe ta an bài liền tốt. Trầm Mặc Nùng nói, tốt, không có vấn đề. Sau đó, hai người cúp điện thoại. Ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tên kia trước đó còn phách lối nói là quốc an cục trưởng cảnh sát sắc mặt hơi trắng bệch, hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, có phải hay không nói đùa, một hồi biết. Hắn lại cười một tiếng, nói ra, tiểu hòa tử, người rất không tệ nha, liền lục sử sử trưởng cũng dám huấn. Người đời này cũng coi như đáng giá. Cảnh sát này nhất thời khổ khuôn mặt, nói ra, ca, đều là hiểu lầm a. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt, anh em, đều là trò đùa. Người thật coi lục sử sử trưởng nhàm chán như vậy, đến cùng ngươi người lính cảnh sát không qua được nha. Cảnh sát kia ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ca, người nói có đạo lý. Liền cũng tại lúc này, lái xe phía trước cảnh sát, hắn điện thoại di động vang. Chính là sở trưởng Trương Hoa đánh tới. Cảnh sát kia ngay lập tức đem điện thoại di động đưa cho La Quân. La Quân đưa điện thoại di động miễn để âm mở ra, hắn cũng không phải tận lực trang, chỉ là hắn đến để những cảnh sát này biết phải nghe lời. Tấm kia hoa đồn trưởng thanh âm truyền đến, nói, uy, là La Tiên Sinh sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, sở trưởng ngài gọi ta tiểu La liền tốt. Mở đầu hoa đồn trưởng thanh âm nhất thời lúng túng, nói ra, La Tiên Sinh, ngài nói giỡn. Thanh âm hắn tràn ngập một loại chú ý cẩn thận, còn có hèn mọn. Sau đó, mở đầu hoa đồn trưởng còn nói thêm, La Tiên Sinh, mới vừa rồi là chúng ta có mắt như mù, trong lúc vô tình mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cái kia mấy tên cảnh sát đều nghe ngốc, bọn họ cao cao tại thượng sở trưởng đại nhân lại nói lên như thế hèn mọn lời nói. Bọn họ không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, cái kia mở miệng mỉa mai cảnh sát có thể hoàn toàn khẳng định, trước đó cùng mình trò chuyện cũng là lục sử sử trưởng. Hắn đại não nhất thời trống rỗng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Trương sở ngài khách khí, bất quá bây giờ ta có thể đi sao? Trương Hoa lập tức nói, đương nhiên có thể. La Quân nói ra, ta hiện tại muốn lặng lẽ rời đi, chuyện này liên lụy đến một kiện đại án. Ta hy vọng các ngươi phong tỏa ta rời đi tin tức, đừng cho hậu trường chỉ khiến các ngươi người biết. Có thể chứ? Trương Hoa nói ra, đương nhiên có thể. La Quân nói ra, xin nhờ, chuyện này làm tốt, ta cam đoan các ngươi trên hồ sơ không có bất luận cái gì vết bẩn. Tấm kia hoa đốn lúc như gặp đại xá, nói ra, La Tiên Sinh, người yên tâm. Thế là liền dưới loại tình huống này, La Quân thuận lợi xuống xe cảnh sát. Lúc này là 3 giờ chiều, nhật quang mỏng manh. Trong không khí gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng trên trời tầng mây cũng rất là trong vắt. La Quân lặng yên xuống xe cảnh sát, sau đó, hắn thân thể khôi phục cảnh giới, giống như một đầu nhạy bén li miêu hướng vạn thành cao ốc vọt tới. Không bao lâu, La Quân đi vào vạn thành cao ốc phía trước. Vạn thành cao ốc vẫn là như cũ. La Quân nghênh ngang đi vào, hắn đối hai tên bảo an làm im lặng thủ thế. Cái kia hai tên bảo an biết La Quân không phải thường nhân. Theo chủ tịch quan hệ không ít, cho nên cũng lập tức phối hợp, thì làm như không nhìn thấy La Quân giống như. Sau đó, La Quân liền đến đầu bậc thang. Hắn là trực tiếp đi thang lầu đến đỉnh lâu. Lầu 28, La Quân vẻn vẹn chỉ dùng 2 phút đồng hồ thời gian. Mà lại hắn đến lầu 28 sau hơi thở không gấp, tâm không hoảng hốt, thì theo nhập định. Sau đó, La Quân ngay tại chỗ góc của ẩn thân đứng lên. Hắn tựa như là ưu tú nhất thợ săn. Chỉ chờ địch nhân xuất hiện, sau đó cho nhất kích chí mệnh. Cùng lúc đó, La Quân đưa điện thoại di động tắt máy. Hắn tiến vào thai thức trạng thái, thế gian vạn vật, đều tại hắn trong não vực vận chuyển. Hết thảy đều rất lợi hại yên tĩnh, hết thảy đều tại làm từng bước. Lúc này,
La Quân cũng có thể cảm giác được thuộc về Ngư Vạn Thành cùng Ngư Bắc Giao tiếng hít thở. Đồng thời, La Quân nghe được Ngư Bắc Giao hướng Ngư Vạn Thành oán trách nói ra, cha, đều đã qua một giờ, Tường ca căn bản cũng sẽ không đến. Hắn thế nào lại là loại người này sao? La Quân giật mình, cái này ngu xuẩn đàn bà, thật sự là ngu đến mức muốn một bàn tay vung chết nàng. Nàng chẳng lẽ không biết Phương Tường những người này đều là hạng người tu vi cao thâm? Lúc này nếu như Vương Tường vừa vặn tới, nghe được cái này ngu xuẩn đàn bà nói chuyện. Cái kia kế hoạch này còn chơi tiếp tục. Đừng nói, ngay vào lúc này, Ngư Vạn Thành kịp thời ngăn cản Ngư Bắc Giao. Trong văn phòng, Ngư Vạn Thành nhìn Ngư Bắc Giao liếc một chút, hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hắn không hiểu chính mình cả đời anh danh, vì cái gì nữ nhi của mình hội là như thế này. Chính mình cái này như vậy đại đế quốc thật có thể giao cho trên tay nàng sao? Chỉ sợ cái này đế quốc trên tay nàng ngược lại là hại nàng đem. Cái kia La Quân nói không sai, thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Ngư Vạn Thành đột nhiên cảm thấy rất thương cảm, hắn nhìn về phía Ngư Bắc Giao, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau cùng đều nuốt xuống. Chỉ bởi vì cái này thời điểm không phải nói chuyện thời điểm. Liền cũng là tại lúc này, bên ngoài La Quân rốt cục nghe được động tĩnh. Là hai người tiếng bước chân, Kim Cường cùng Vương Tường. La Quân trong lòng y nguyên giếng cổ không gợn sóng, lúc này hắn như có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, cái kia đều sẽ khiến Kim Cường cùng Vương Tường chú ý. Kim Cường cùng Vương Tường là hướng văn phòng đi đến. Hai người này tiến quân thần tốc, không ai có thể ngăn được bọn họ. Không bao lâu, hai người tới trước phòng làm việc. Cái kia Kim Cường rất là trực tiếp, một chân liền đem văn phòng đại môn đá văng ra. Sau đó, Kim Cường cùng Vương Tường sắc mặt dày đặc xuất hiện tại Ngư Vạn Thành cùng Ngư Bắc Giao trước mặt. Tường ca, làm sao ngươi tới? Ngư Bắc Giao trông thấy Vương Tường phản ứng đầu tiên lại là kinh hỉ, nàng dự định phóng tới Vương Tường. Ngư Vạn Thành gấp, một bàn tay đánh vào Ngư Bắc Giao gương mặt bên trên, hắn cả giận nói, ta tại sao có thể có ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhi? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra bọn họ kẻ đến không thiện sao? Vương Tường cùng Kim Cường đi tới. Kim Cường tiện tay đóng văn phòng đại môn. Ngư Vạn Thành lạnh lùng nhìn lấy Vương Tường, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm cái gì? Vương Tường cười lạnh, hắn nói ra, muốn ta làm cái gì ngươi không phải đã đoán được sao? Tường ca, Ngư Bắc Giao che bị đánh gương mặt, nước mắt thẳng rơi. Nàng nói ra, ngươi nói cho cha ta biết, ngươi không phải đến bắt chúng ta. Vương Tường nhìn về phía Ngư Bắc Giao, trong mắt của hắn tràn ngập xem thường. Sau đó, hắn mặt nói với Ngư Vạn Thành, Ngư Vạn Thành, ta thật rất ngạc nhiên. Ngươi tinh minh như vậy một người, vì cái gì con gái của ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn? Hắn vừa nhìn về phía Ngư Bắc Giao, nói ra, Ngư Bắc Giao, lúc đầu ta không nghĩ là nhanh như thế cùng ngươi vạch mặt, chỉ tiếc, ngươi hôm nay điện thoại chọc giận ta. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ thích ngươi, ngươi cũng không đi chiếu soi gương nhìn xem chính mình là cái thá gì. Ngư Bắc Giao sắc mặt trắng bệch, nàng không thể tin nhìn lấy Vương Tường. Sau đó oa một tiếng khóc lớn lên. Vương Tường vừa nhìn về phía Ngư Vạn Thành, hắn nói ra, lúc đầu, Ngư Vạn Thành, ta không có ý định nhanh như vậy ra tay với ngươi. Nhưng là, ngươi thế mà mời đến La Quân nhân vật như vậy. Xem ra ta muốn cùng ngươi cùng và thường thường lấy đi Vạn Thành tập đoàn, đó là rất không có khả năng. Cho nên, hôm nay một bước này, là ngươi bước ta. Ngư Vạn Thành lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, Vương Tường, ngươi tự phụ thông minh. Nhưng cũng đừng đem người khác muốn quá ngu. Ta hôm nay như không đạt được gì, nữ nhi của ta liền bị ngươi đùa bỡn, mà lại ta mảnh này đế quốc còn muốn bị ngươi cướp đi. Ngươi thật là ác độc độc tâm địa. Vương Tường nói ra, người thắng làm vua bại giả giặc. Hắn đón đến, nói ra, Ngư Vạn Thành, ngươi là người thông minh. Chúng ta thì dùng người thông minh nói chuyện phiếm phương thức đến giải quyết vấn đề. Cái kia La Quân bị cảnh sát mang đi, hắn muốn trở về, ít nhất phải 2 giờ. Ta chỉ có cái này 2 giờ hoàng kim thời gian, ta cũng không ép ngươi. Ngươi cho ta 50 ức đô la Mỹ, coi như là mua ngươi cùng con gái của ngươi mệnh. Ngươi cho là ta sẽ có 50 ức đô la Mỹ vốn lưu động sao? Ngư Vạn Thành lạnh lùng nói ra. Vương Tường sắc mặt chìm xuống, hắn nói ra, vậy xem ra ta chỉ có đưa ngươi cùng con gái của ngươi mang đi. Ta như đem bọn ngươi mang đi, coi như ngươi giao tiền, ngươi cùng con gái của ngươi vận mệnh ta có thể không dám hứa chắc. Ngư Vạn Thành trầm giọng nói ra, toàn thế giới xí nghiệp bên trong, có thể có được 50 ức vốn lưu động không cao hơn 30 nhà.
ta bất quá là Hoài Bắc thành phố nhân vật có tiếng tăm, ngươi muốn ta cho ngươi 50 ức tiền tài, đây cũng quá ép buộc. Vương Tường thực cũng biết điểm này, nhưng chuyện này, La Quân để bọn hắn quá bị động. Hắn nhất định phải binh hành hiểm chiêu. Trong vòng một canh giờ, ngươi nhiều nhất có thể bộ hiện bao nhiêu tiền. Vương Tường có vẻ hơi táo bạo, nói ra, nếu là thấp hơn 1 tỷ đô la Mỹ, hôm nay ngươi cùng con gái của ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, bên ngoài đại cửa bị đẩy ra. La Quân mang theo tà mị nụ cười xuất hiện. Hắn chào phúng nói ra, Vương Tường a Vương Tường, ngươi thật là có tiền đồ. Thì vì 1 tỷ đô la Mỹ, làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình tới. Vương Tường cùng Kim Cường hãi nhiên thất sắc. Trong chớp nhoáng này, Kim Cường sớm ra chiêu. Hắn không phải hướng La Quân ra chiêu, mà chính là trong chớp mắt phỏ đến Ngư Vạn Thành cùng Ngư Bắc Giao sau lưng, bóp lấy hai người này vị trí hiểm yếu. Ngư Vạn Thành cùng Ngư Bắc Giao nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn. Vương Tường cùng Kim Cường đều rất khẩn trương, Vương Tường nhìn về phía La Quân, hắn có chút táo bạo nói, người mẹ nó làm sao âm hồn bất tán. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.